Cường giả hàng lâm ở đô thị tập 69, trí bảo pháp tắc linh hồn châu vũ, tập 70, sứ mệnh của huyền linh tông thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ánh mắt dương thiên chấn động, khiến đào hắc vệ truyền đến chấn động vừa rồi chính là do thanh đào gãy trong tay lâm sơn. Đào hắc vệ hiện tại đã đạt đến giới hạn của trọng bảo, có thể khiến nó sản sinh ra chấn động chỉ có trí bảo pháp tắc. Chẳng lẽ thanh đào gãy này chính là một bộ phận của trí bảo pháp tắc? Trong lòng dương thiên nghi hoặc hắn quan sát kỹ lưỡng thanh đào gãy trong tay lâm sơn thế nhưng trên nó lại không có tia dao động nào cảm ứng của đao hắc vệ tuyệt đối không thể sai được thanh đao gãy này rất có khả năng là mảnh vỡ của trí bảo pháp tắc đã hoàn toàn mất đi tác dụng dương thiên nhìn đệ tử của hắn nói lâm sơn đệ tử đây ạ à? lâm sơn lập tức dừng tu luyện vô cùng cung kính đáp đao gãy trong tay ngươi từ đâu mà có được vậy dương thiên hỏi lâm sơn sững sờ hoài nghi vì sao dương thiên lại hỏi vấn đề này cậu bé thật thà đáp lại sư phụ cái này đệ tử nhặt được ở bên trong một khu vực ở đó có mấy mảnh vỡ vũ khí ngươi còn nhớ rõ chỗ đó như thế nào không dương thiên hỏi lâm sơn gật gật đầu tốt đưa ta đến đó dương thiên trực tiếp ra lệnh hắn đến bí cảnh huyền linh là vì muốn có được trí bảo pháp tác chân quý bây giờ có một nơi nghi ngờ có mảnh vỡ của trí bảo pháp tác đương nhiên hắn không thể bỏ qua được có khả năng nơi đó có tàn dư của uy lực trí bảo pháp tác trong một khu vực rộng lớn nhóm ba người dương thiên xuất hiện ở đấy gầm một tiếng gầm gừ vô cùng lớn vang lên ở phía xa phát ra uy thế mãnh liệt tiếng gầm này vang lên dương thiên vậy mà lại không biểu hiện gì trong mắt lâm vũ lập tức lộ ra vẻ kinh sợ lập tức nắm chặt lấy quần áo của anh trai lâm sơn biểu hiện tốt hơn một chút nói sư phụ trước đây con vì muốn tìm linh quả để trị liệu cho thương tích của tiểu vũ đã đến đây một lần trong vô thức nhạt được thanh đao gãy này có điều hung thú ở đây rất nhiều con đến một lần nhưng không dám đến lần thứ hai nữa dương thiên gật đầu khống chế lĩnh vực của bản thân bao trùm cả một mảnh không gian lớn ừm ở đây rất nhiều hung thú hầu như bao trùm toàn bộ chỗ này dương thiên nghi hoặc có điều lại thu liễm một chút ở kia dương thiên tìm kiếm một hồi sau thấy được khu vực mà lâm sơn chỉ định ba người họ đến đấy nếu giống như lời lâm sơn nói ở đây có vài mảnh vỡ vũ khí trừ cái đó ra cũng không có đồ vật gì khác cũng không có cái gì đặc biệt cả hơn nữa những mảnh vỡ vũ khí này cũng đã hoàn toàn mất đi quang trạch vua phía trên đào hắc vệ trong tay dương thiên lại truyền đến các đợt dao động yếu ớt quả nhiên những mảnh vỡ vũ khí này rất có khả năng chính là một trí bảo pháp tác trần quý trước kia có điều đã bị hủy hoại hoàn toàn mất đi tác dụng triệt để dương thiên trong lòng hiểu rõ gầm ở phía xa một hung thú bốn chân trên người có lỗ đen cực lớn thể hình lên đến hàng trăm mét đang đi tới ánh mắt khát máu nhìn về phía ba người dương thiên đây là một hung thú cấp hắc động hung thú này không là gì đối với dương thiên nhưng lực trùng kích đối với lâm sơn lâm vũ lại quá lớn hai người họ không thể chống đỡ được con cự thú răng to này trong mắt lâm vũ tràn đầy kinh sợ lâm sơn tuy sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng bảo vệ em gái phía sau dương thiên khẽ nhíu mày vung tay lên thân thể của hung thú bốn chân này liền tách rời rồi hoàn toàn biến mất sư phụ lợi hại quá lâm vũ nhìn dương thiên giải quyết tên hung thú bốn chân trong chớp mắt nỗi sợ hãi trong mắt liền tan đi nụ cười vui vẻ hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn lâm sơn nắm chặt nắm đấm ánh mắt hướng tới khát vọng cậu bé muốn trở nên cường đại như vậy dương thiên không quản hai người họ nữa hắn đang cẩn thận cảm ứng trên đào hắc vệ lúc này vẫn còn chút tiên dao động mà dao động này lại truyền từ dưới đất truyền lên phía dưới có đồ ánh mắt của dương thiên động đậy tiểu quang Dương Thiên trực tiếp hạ lệnh xuống. Một tia ánh sáng yếu ớt chớp động, trực tiếp tiến vào sâu trong lòng đất. Khi tiến vào sâu trong lòng đất khoảng 10000 10 mét, cả không gian dưới lòng đất lập tức trở nên trống không, mà ở trong đó, có một cung điện khổng lồ đổ nát, trong cung điện có hàng trăm mảnh vũ khí vỡ nát, có mảnh vỡ khải giáp, có mảnh vỡ bảo vật công kích. Mảnh vỡ khải giáp hoàn toàn đã mất đi tác dụng, mà trên 20 mảnh vỡ bảo vật công kích còn đang phát ra chút dao động. Ánh mắt Dương Thiên sáng lên, sâu trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Chí bảo pháp tác công kích vỡ nát, uy lực của nó vẫn còn tàn dư lưu lại một chút vừa hay có thể để cho đào hắc vệ hấp thụ đào hắc vệ trong tay hắn biến mất rồi một tia ánh sáng lan ra trực tiếp đi tới một nơi khác trong khu vực thân ảnh bay thẳng vào dưới lòng đất đây là bản thể của dương thiên mang theo đào hắc vệ không đến 10 phút bản thể dương thiên cuối cùng cũng vào trong cung điện đổ nát soạt đào hắc vệ nhanh chóng phát ra dao động mãnh liệt bên trên còn truyền đến chút khát vọng thôn vệ đi tay phải dương thiên giơ lên đào hắc vệ trực tiếp hiện lên ở vị trí trên cùng của tòa cung điện này thân đào tản ra rất nhiều thứ ánh sáng màu đen bao phủ toàn bộ hai mươi mảnh vỡ trí bảo pháp tắc công kích trong mắt dương thiên hiện lên sự chờ đợi kỳ vọng không biết đao hắc vệ này sẽ biến thành bộ dạng nào thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua được nửa ngày mà đao hắc vệ cuối cùng cũng dừng dao động quay về tay của dương thiên hai mươi mảnh trí bảo pháp tắc công kích cũng hoàn toàn mất đi quang trạch trên đao hắc vệ lúc này tản ra dao động kịch liệt dao động này dương thiên rất quen thuộc trí bảo pháp tắc đao hắc vệ quả nhiên đã chuyển hóa thành trí bảo pháp tắc rồi khuôn mặt dương thiên tràn đầy sự vui sướng hắn quan sát thật kỹ trí bảo pháp tắc này uy lực không mạnh bằng đao vụ ảnh có điều đại khái cũng cùng một cấp độ với khải giác vân bạch dương thiên nở nụ cười vui mừng bây giờ đào hắc vệ của hắn cũng đã trở thành trí bảo pháp tắc trên người hắn hiện tại có tổng cộng 4 trí bảo pháp tắc rồi số trí bảo pháp này đã nhiều hơn của ngân luân hoàng rồi phải biết rằng số cường giả cấp viên mãn có được trí bảo pháp tắc là rất ít cường giả cấp viên mãn một hệ có được một trí bảo pháp tắc gần như là điều không thể dương thiên cười nhẹ hắn thừa nhận anh em lâm sơn lâm vũ làm đệ tử lại là nhân duyên để phát hiện ra nơi này cơ duyên thường có được do trùng hợp dương thiên thu lại đau hắc vệ bắt đầu đi dọc theo tòa cung điện khổng lồ này đây là tòa cung điện vô cùng đổ nát không biết lưu lại từ khi nào toàn là vết tích tàn dư ngoại trừ những mảnh vỡ vũ khí ra thì không có bất kỳ bảo vật nào khác dương thiên không từ bỏ dò xét từng tấc một tòa cung điện bị giấu ở đây vô cùng thần bí không chừng có cơ duyên đang ẩn bên trong đó này trong này là cái gì vậy dương thiên đến trong một khu vực trong đó có nút bấm pho tượng kỳ dị dương thiên nhìn pho tượng này có chút cảm giác quen thuộc dương thiên quan sát kỹ càng pho tượng này hắn chắc chắn chưa gặp qua trong lòng có một cảm giác kỳ quái dương thiên nhìn pho tượng kỳ lạ trước mặt luôn có một cảm giác thân thuộc nhưng hắn lại chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy một lúc sau dương thiên thu lại tâm tư trong lòng hắn giơ tay phải ra nhẹ nhàng chạm vào pho tượng này ầm uhm. một cỗ dao động kỳ diệu truyền ra đột nhiên toàn bộ cung điện đổ nát xuất hiện từng tia sáng khác thường trực tiếp bao trùm lên dương thiên Dương Thiên Chỉ cảm giác mất đi ý thức của mình trong nháy mắt, không biết trôi qua bao lâu, hắn tỉnh dậy. Nơi này là đâu? Cơ thể của Dương Thiên căng cứng, khuôn mặt thận trọng đánh giá xung quanh. Đây là một không gian tràn ngập ánh sáng khác thường, lưu động từng dòng khí lưu kỳ lạ. Đây là Căn Nguyên Thời Gian. Dương Thiên cảm nhận được từng dòng khí lưu kỳ lạ này, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Toàn bộ khí lưu đang bao phủ xung quanh hắn là Căn Nguyên Thời Gian, đây là thế giới do Căn Nguyên Thời Gian tạo thành. Chào mừng đến với Thần Điện Thời Gian một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai dương thiên ngươi là ai dương thiên lạnh lùng nói cơ thể căng cứng nắm chặt đau hắc vệ trong tay huy động toàn bộ căn nguyên pháp tắc trên người không cần lo lắng ta chỉ là khí linh của thần điện thời gian này phụ trách trông coi ở đây giọng nói này lại vang lên ánh sáng và khí lưu kỳ lạ trong không gian từ từ ngưng kết thành một bóng người đó là một hình dáng tương tự với loài người thân thể gần giống với dương thiên nhưng tổng thể hiện ra mơ mơ hồ hồ ngươi có thể gọi ta là khải mạc vân bóng người mờ ảo này nói dương thiên hơi yên tâm thực lực của khải mạc vân trước mắt nhìn có vẻ không có đáng sợ như vậy dựa vào thực lực bây giờ của hắn cho dù là cường giả hư thần cũng không thể dễ sát hắn trong nháy mắt ta xuất hiện ở nơi căn nguyên thời gian này là do ngươi dương thiên hỏi đúng vậy khải mạc vân gật đầu nói pho tượng trước đó chính là chốt mở đi vào cho nên ngươi đi đến đây nơi này rốt cuộc là nơi nào dương thiên hỏi việc này không vội ta tự nhiên sẽ nói ra bây giờ việc cần thăm dò chính là thân phận của ngươi chắc ngươi không thuộc về thế giới huyền linh đúng không khải mạc vân nhìn dương thiên hỏi đồng tử dương thiên co lại thân phận của hắn lại bị phát hiện rồi không cần lo lắng khải mạc vân nhìn dáng vẻ thận trọng của dương thiên nói ta có thể đoán ra thân phận của ngươi cũng nhờ thần điện thời gian này ngươi thấy được những binh khí đứt gãy bên ngoài không nhìn thấy dương thiên gật đầu những thứ kia chính là của cường giả phát hiện ra thần điện thời gian thế nhưng họ không có tư cách mà lại miễn cưỡng xông vào cho nên bị quy tắc nơi này giết chết đến trí bảo pháp tác cũng bị phá hủy khải mạc vân nói khuôn mặt dương thiên kẽ thay đổi thực lực của cường giả có trí bảo pháp tác chắc chắn mạnh mẽ lại bị quy tắc dễ dàng giết chết, trí bảo pháp tắc cũng bị đánh nát thành nhiều mảnh như vậy, có thể tưởng tượng được thực lực mạnh mẽ của tòa cung điện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái nào nằm trong có tư cách, ta có thể đi vào đây mà không bị gạt bỏ, chắc cũng được xem là người có tư cách. Bây giờ Dương Thiên tràn ngập do dự trong lòng. Đừng vội, đầu tiên ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, Khải Mạc Vân chậm rãi nói. Dương Thiên chỉ kìm nén nỗi nghi ngờ trong lòng, im lặng lắng nghe. Không biết bao nhiêu năm tháng về trước, thế giới huyền linh vẫn là một vùng ban sơ, phần đông tộc quần ở đây không biết tu luyện, chỉ có đấu tranh với hung thú theo bản năng tồn tại một cách khó khăn tình hình như vậy vẫn duy trì liên tục trong thời gian rất dài cho đến một ngày nơi này đột nhiên xuất hiện một thanh niên thanh niên này vô cùng mạnh mẽ sau lưng còn có một con cửa thú đi theo anh ta dạy cho từng cường giả nơi này tu luyện giải thích pháp tắc hơn nữa thành lập huyền linh tôn khổng lồ lựa chọn nhân tài nâng cao thực lực của toàn bộ thế giới huyền linh sau khi trải qua trăm triệu năm phát triển toàn thế giới huyền linh xuất hiện từng thế hệ cường giả phần đông là cường giả cấp viên mãn thậm chí xuất hiện cường giả cấp hư thần trong mắt dương thiên lộ ra vẻ kinh hãi dựa vào sức một mình lại có thể thay đổi toàn bộ thế giới huyền linh thậm chí bồi dưỡng ra cường giả cấp hư thần thanh niên đó rất có khả năng là sự tồn tại cấp thánh thần thế nhưng cường giả cấp thánh thần của thế giới huyền linh lại không tồn tại dương thiên cảm thấy khó hiểu trong lòng thanh niên kia chính là chủ nhân của ta cũng là người cải tạo của thế giới huyền linh khải mặc vân nói cường giả thế giới huyền linh không thể biết chủ nhân đến đây là vì cải tạo nơi này thành một nơi rèn luyện rèn luyện Dương Thiên chấn động trong lòng, bên ngoài thế giới Vũ Nguyên rõ ràng là do một thế lực lớn nào đó để lại, chuẩn bị bồi dưỡng ra từng thiên tài. Mặc dù thế giới Vũ Nguyên không có cường giả nào cai quản, nhưng theo quy tắc mạnh mẽ của nó, như chín nơi truyền thừa và bằng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên, vẫn có thể dễ dàng phán đoán ra. Những bí cảnh này thuộc về thế giới Vũ Nguyên, được đổi thành nơi rèn luyện, rất có khả năng thanh niên kia chính là thành viên của thế lực lớn thần bí nào đó. Bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim sự tồn tại của thế giới huyền linh không phải vì thành viên trong đó mà là vì bồi dưỡng cường giả bên ngoài ngoài thế lực khổng lồ huyền linh tông này ra chủ nhân còn để lại chín thế lực chín toàn thần điện gồm thần điện không gian thần điện thời gian thần điện hệ kim huyền linh tông là phần ngoài chín tòa thần điện ở bên trong từng nơi có người bảo vệ của riêng nó đáng tiếc là năm tháng vô tận huyền linh tông lưu lại chín tòa thần điện truyền thừa nhiều năm như vậy lại càng ngày càng hư hại người canh giữ của nó cũng đột nhiên kết thúc truyền thừa trong một thế hệ nào đó khải mạc vân lắc đầu ta thân là khí linh nơi này cũng chỉ có thể dùng một số phương pháp đặc biệt thông qua đời sau của một số người canh giữ tìm kiếm thành viên đến từ bên ngoài kia dương thiên ngây người nói người nói là lâm sơn và lâm vũ chính là người canh giữ của thần điện thời gian hắn cũng nhờ lâm sơn mà đến được đây bây giờ xem ra toàn bộ không đơn giản như những gì mình nghĩ khải mạc vân gật đầu nói những chiến đao đứt gãy kia thật ra do ta ném ra ngoài đứa trẻ kia có được cũng là ta ảnh hưởng đến tiềm thức của cậu ta không thì ngươi cho rằng với thực lực của ngươi có thể bình an đi ra khỏi đây sao dương thiên giật mình trong lòng lần đầu gặp lâm sơn và lâm vũ lúc đó trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ hắn còn cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi tiểu thanh giao bây giờ xem ra khải mạc phân cũng là một nhân tố lớn hơn nữa trước đó dưới lĩnh vực của hắn phát hiện ở đây có rất nhiều hung thú lâm sơn hầu như không thể đi ra ngoài thành công từ đây không ngờ rằng toàn bộ đều là vì khải mạc vân ta ảnh hưởng đến hai đứa trẻ một tia ý thức từ đầu đến cuối đi theo chúng đang tìm kiếm thành viên bên ngoài chiến đao màu đen kia của ngươi rất kỳ lạ lại thông qua đoạn đao gãy trực tiếp đến đây kỳ thật cho dù ngươi không có chiến đao màu đen kia một năm sau ngươi cũng có cách thông qua hai đứa trẻ kia thu hút ngươi đến đây khải mạc vân nói khải mạc vân vừa dứt lời dương thiên lại bắt đầu dao động trong lòng từ lúc hắn gặp lâm sơn và lâm vũ đều được khải mạc vân liên tục quan sát may là khải mạc vân không có tâm tư xấu gì nếu không thì tình huống của hắn tuyệt đối vô cùng nguy hiểm thế nhưng không ai có thể nghĩ đến phía sau hai đứa trẻ bình thường còn có lai lịch lớn như vậy đương nhiên cho dù đến từ bên ngoài thế giới huyền linh cũng không có bao nhiêu cường giả có thể đến được đây thời gian tu luyện của ngươi không dài thiên phú nghịch hơn hơn nữa trời sinh tính bình tĩnh nhưng không lạnh lùng cho nên ngươi đến cung điện này của ta liền bị ta dẫn đi vào trong không gian căn nguyên thời gian này cường giả khác cho dù đến được đây cũng không thể đi vào trong đó khải mạc vân nói dương thiên nhìn khải mạc vân nói không gian này có gì nơi căn nguyên thời gian là chủ nhân đặc biệt lưu lại trong tám tòa cung điện khác cũng có từng nơi căn nguyên của chính nó nơi này có tác dụng rất lớn với lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thế nhưng thời gian trôi qua vô tận cung điện càng ngày càng hư hại cộng thêm số lượng thiên tài bên ngoài đi vào đây rất nhiều, di tích căn nguyên ở đây tiêu tan chỉ còn lại một phần trăm. Khải Mạc Vân nói. Người nói đã có rất nhiều cường giả đến đây, Dương Thiên hỏi. Đúng vậy, Khải Mạc Vân gật đầu nói, từ lúc thần điện thời gian thành lập đến nay, cách một đoạn thời gian liền có người ở bên ngoài đi vào đây, mỗi lần đó, đây chính là thời gian tiếp nhận khảo hạch, khảo hạch qua rồi, liền có thể được chỉ dẫn đến đây, ngươi là người thứ 93.435 đến đây. Dương Thiên im lặng trong lòng, cường giả đi đến càng nhiều, cơ duyên còn lại càng ít, mặc dù chỉ còn lại một phần trăm căn nguyên pháp tắc nhưng cơ duyên ở đây vẫn vô cùng lo lớn đối với ngươi khải mặc vân nói ông ta vung tay phải lên trong tay liền xuất hiện ba loại đồ vật một loại là một khối đá kỳ lạ trên đó ngập tràn bí văn khác thường còn có một loại chính là một loại quả hình tròn kích cỡ chỉ bằng nắm tay trên đó còn có dao động kỳ lạ chuyển động một loại cuối cùng chính là một hạt trâu màu đen nơi căn nguyên pháp tắc sẽ sinh ra một số bảo vật kỳ lạ hai loại bảo vật trong tay ta chính là như vậy một là đá thời gian hai là quả thánh căn nguyên thời gian hai thứ này đều có công hiệu tăng hiệu suất pháp tắc lên rất cao loại thứ ba chính là một trí bảo pháp tắc mạnh mẽ sau khi người có được tự nhiên sẽ biết công hiệu của nó đã thời gian có thể bổ trợ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của bản thân quả thánh căn nguyên thời gian sau khi nước nó trong thời gian 500 năm lĩnh ngộ của ngươi với pháp tắc thời gian càng dễ dàng tốc độ của nó có thể tăng ít nhất lên gấp 10 lần khải mạc vân nói lên gấp 10 lần trong mắt dương thiện lộ vẻ chấn động pháp tắc thời gian khó khăn mức nào hơn gấp 10 lần chính là tu luyện 500 năm tương đương với tu luyện ít nhất năm nghìn năm sau đó ánh mắt dương thiên tỏ vẻ khát khao pháp tắc thời gian của hắn đạt đến hoàng cảnh trung cấp cộng thêm thần châu thời gian và bậc thang truyền thừa thời gian hắn chắc chắn trong thời gian mấy nghìn năm có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian bây giờ nếu có được quả thánh căn nguyên thời gian vậy thì pháp tắc thời gian của hắn trong 500 năm có thể đột phá đến lúc đó thực lực của hắn chắc chắn có thể sinh ra một tốt nhảy vọt trong long phượng nguyên châu của hắn truyền ra một dòng dao động cấp thiết ánh mắt dương thiên nhìn về phía đá thời gian kia Tiểu Quang đã có được nguyên thạch và nguyên thủy pháp tác hệ kim, toàn bộ có thể miễn dịch với tổn hại của pháp tác hệ kim và pháp tác hệ thủy. Bây giờ nếu có thể lấy được đá thời gian một lần nữa, vậy thì có thể miễn dịch tổn thất của pháp tác thời gian. Cuối cùng, ánh mắt Dương Thiên lại nhìn về phía hạt châu màu đen, đó là chí bảo pháp tắc mạnh mẽ, thoạt nhìn không phải dạng công kích hoặc phòng ngự, có khả năng càng thêm quý giá. Ba loại bảo vật này Dương Thiên đều muốn có được, làm thế nào ta mới có thể lấy được chúng? Dương Thiên liền hỏi. Dương Thiên không tin trong thần điện này không có khảo nghiệm nào. Người rất thông tin, có được ba loại bảo vật này quả thật cần đáp ứng điều kiện nhất định khảo nghiệm ta đưa người chỉ có hai cái một là thiên phú hai là tâm linh toàn thành khảo nghiệm thứ nhất có thể giành được một trong ba loại bảo vật bất kỳ hoàn thành khảo nghiệm thứ hai có thể giành được hai loại bảo vật còn lại khải mạc vân nói người có lẽ rất dễ dàng để hoàn thành khảo nghiệm thiên phú khải mạc vân nói thế nhưng khảo nghiệm cần phải tiến hành soạt khải mạc vân vung tay phải lên trong nháy mắt liền xuất hiện một bóng người cường giả thuộc cảnh giới cấp lĩnh chủ cần đánh bại cường giả cấp viên mãn một hệ cường giả cấp viên mãn một hệ cần đánh bại cường giả cấp viên mãn hai hệ cứ thế mà suy ra những thứ này đều là nội dung của khảo nghiệm cửa ải này rất khó nhưng đối với người mà nói rất nhẹ nhàng người chỉ cần đánh tan bóng người trước mắt là được khải mạc vân hiển nhiên nhìn ra cảnh giới và thực lực của dương thiên biết được hắn có thể dễ dàng vượt qua khuôn mặt dương thiên bình tĩnh nhìn cường giả trước mặt đây là một cường giả cấp viên mãn một hệ âm uhm. khi thế khổng lồ trên người dương thiên mạnh mẽ cộng thêm trí bảo pháp tắc đao vụ ảnh giết chết một cường giả cấp viên mãn một hệ kỳ thật cần không nhiều thời gian sau 10 phút một đao mang của dương thiên trực tiếp xẹt qua thân thể của cường giả cấp viên mãn một hệ sau đó cơ thể hoàn toàn phá hủy cho dù có thân thể bất tử cũng không phát huy tác dụng nào đao vụ ảnh vẫn được xem là mạnh mẽ trong trí bảo pháp tác dạng công kích khảo nghiệm đầu tiên đã qua người có thể lựa chọn một loại bảo vật khải Mặc vân nói dương thiên nhìn về phía ba loại bảo vật ba loại bảo vật này đều vô cùng quý giá hắn muốn có tất cả ta lựa chọn đá thời gian dương thiên hơi suy tư một lát trực tiếp nói tác dụng của đá thời gian với tiểu quang nghịch thiên đối với hắn mà nói quả thánh căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tắc rõ ràng càng tốt hơn nhưng hắn vẫn lựa chọn đá thời gian mặc dù quả thánh căn nguyên pháp tắc có thể giảm thời gian tu luyện mấy nghìn năm của mình trí bảo pháp tắc tăng cường thực lực của mình nhưng không có quả thánh căn nguyên thời gian mình vẫn có thể lấy được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian trí bảo pháp tắc sau này mình cũng có thể lấy được còn đá thời gian rất khó thấy khảo nghiệm thứ hai trực tiếp ban thưởng hai loại bảo vật mình không chắc có thể thông qua cho nên đá thời gian rõ ràng càng quan trọng hơn dương thiên âm thầm nghĩ đến tiểu quang là bạn của hắn đương nhiên hắn cần suy nghĩ cho tiểu quang nhưng người muốn khải mà vân nói tay phải ông ta vung lên đá thời gian liền đến trước mặt dương thiên dương thiên nắm chặt đá thời gian hơi động ý nghĩ liền đi vào trong long vượng nguyên châu nhìn dáng vẻ vui mừng của tiểu quang dương thiên cũng cảm thấy vui mừng trong lòng tiểu quang tiến hóa cần có bảo vật căn nguyên chín hệ hắn đã tìm thấy ba hệ cửa ải khảo nghiệm đầu tiên đã kết thúc dương thiên lựa chọn đá thời gian bây giờ bắt đầu khảo nghiệm thứ hai nếu thông qua khảo nghiệm vậy thì quả thánh căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tắc đều thuộc về ngươi khải mạc vân nói trong mắt dương thiên tỏ vẻ mong chờ khảo nghiệm thứ hai chính là khảo nghiệm tâm linh chỉ có người với tính cách kiên định mới có thể trực tiếp đi qua một trăm bậc thang tương tự với bậc thang bách linh của huyền linh tông thế nhưng độ khó của những bậc thang này rất lớn chỉ cần vượt qua một trăm bậc khảo nghiệm này mới được xem là thành công soạt khải mạc vân vung tay lên trước mặt xuất hiện một trăm bậc thang đang tỏa ra từng tia sáng kỳ lạ nhìn cẩn thận có thể thấy được không gian bị bóp méo khác thường lên đi vượt qua một trăm bậc thang ngươi có thể giành được quả thánh căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tắc khải mạc vân nói ta hy vọng ngươi có thể thành công dương thiên hít sâu một hơi cửa ải trước mặt chắc chắn không hề dễ dàng cửa khảo nghiệm đầu tiên là lựa chọn một loại bảo vật cửa này là hai loại do đó có thể thấy được độ khó của nó một trăm bậc thang không phải dễ dàng vượt qua dương thiên trực tiếp đi vào bậc thang thứ nhất vu một tia dao động kỳ diệu di chuyển trên người dương thiên hắn cảm nhận bóng người của mình đột nhiên xuất hiện trong một không gian đó là lúc hắn còn rất nhỏ vì mập ú nên dương gia quốc và thẩm tân lan vẫn đưa hắn đi khắp nơi tìm bệnh viện xem bệnh tốn rất nhiều tiền để dành nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của hắn đây là một quãng thời gian bi quan nhất của dương thiên trên bậc thang đầu tiên dương thiên mở mắt ra đây là mảnh vỡ thời gian lúc mình còn nhỏ những bậc thang này rốt cuộc khảo nghiệm điều gì cảnh tượng này không gây ra ảnh hưởng nhiều đến mình trong mắt dương thiên tỏ vẻ ngờ vực cảnh tượng trong bậc thang này là hình ảnh lúc hắn còn nhỏ hắn giống như nhớ lại trừ cái đó ra hình ảnh này không có ảnh hưởng nào đến hắn Dương Thiên kìm nén nỗi ngờ vực trong mắt, lại bắt đầu bước lên bậc thang thứ hai. Soạt, cảnh vật trước mắt biến thành hình ảnh thời điểm thi đại học trong nháy mắt, kỳ thi kết thúc, mặc dù trong lòng không ôm ấp hy vọng về tương lai, nhưng Dương Thiên vẫn hơi bình tâm lại, kỳ thi đại học của hắn không tệ, bản thân có thể vào một trường đại học tốt. Dương Thiên khẽ nhíu mày, lại bước lên bậc thang thứ ba, cảnh vật trước mắt hắn đột nhiên biến thành chuyện lúc hắn có được Long Phượng Nguyên Châu, cảnh từ lúc bắt đầu tu luyện luyện thể quyết, lúc đó hắn tràn đầy hy vọng về tương lai. Phản ánh sự việc trước đây của mình sao? Ánh mắt Dương Thiên không thay đổi, mặc dù hình ảnh trong không gian bậc thang rất hiện thực, trong lòng hắn cũng mang theo vẻ tuyệt vọng và vui mừng, nhưng hắn biết rõ ràng những thứ này đều là huyễn cảnh, hắn không chịu ảnh hưởng. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, từng chuyện xảy ra trước đó hiện hiện ra, giống như một đoạn phim. Niềm vui thích khi thân thể hồi phục bình thường, bước vào cấp, Vương Nhã lộ chết đi, sự kiện quái vật biển, huyền hư đạo nhân biến mất, ban đầu bước ra vũ trụ, lần đầu đi vào thế giới ảo, tham gia cuộc chiến thiên tài, đi vào công ty lỗ sâu ảo vương nhã lộ sống lại ba nhiệm vụ bí cảnh lớn từng bậc thang đều tương đương với một sự kiện trong đó có bi thương có vui mừng có tuyệt vọng dương thiên tiếp tục đi về phía trước lúc này trong lòng của hắn giống như đang nhận từng lần sửa tội hồi tưởng lại những việc xảy ra trong gần hai nghìn năm đột phá cấp hắc động đi vào chiến trường hư vô từng lần phấn đấu cuối cùng đứng ở vị trí đỉnh cao trong chiến trường hư vô sau đó đột phá cấp lĩnh chủ sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ đi vào trong thế giới vũ nguyên tiến vào đây dương thiên mở mắt khuôn mặt bình tĩnh Lúc này hắn vừa đến bậc thang 50, 100 bậc thang tâm linh, tất cả trải nghiệm của mình ở 50 bậc thang trước đã hoàn toàn qua, không biết 50 bậc sau là thế nào, trong mắt Dương Thiên lộ vẻ do dự. Theo ước tính của hắn, cường giả đi tới nơi này tiến hành khảo nghiệm bậc thang tâm linh, 50 bậc thang trước chắc đều có thể thông qua, quan trọng liên quan đến 50 bậc sau. Dương Thiên hơi dừng lại, không hề do dự, trực tiếp bước lên. Một mảnh mơ hồ hiện ra trước mắt, nhìn không rõ ràng, đây chính là tương lai của Dương Thiên, những chuyện chưa xảy ra nên tất cả đều mờ nhạt. Mặc dù như thế, nhưng Dương Thiên vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được người nhà, bạn bè, sư phụ, thậm chí tất cả người mà mình quen biết, cho dù mờ nhạt, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của từng người. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, thời gian lập tức thay đổi, vẫn là những người đó, sự thay đổi trở nên rất nhỏ, hầu như cảm nhận như ở bậc thang trước, bậc thang 53, bậc thang 54. Dương Thiên bước từng bước về phía trước, hắn vẫn không cảm nhận được gì qua một hai bậc thang, nhưng cùng với khoảng cách bậc thang phía trước càng lúc càng dài, Hắn mơ hồ cảm nhận được bóng người bắt đầu sinh ra thay đổi từ từ, khí tức sinh mạng trên người Dương gia quốc, Thẩm Tân Lan, Dương San và Vương Nhã Lộ bắt đầu yếu dần. Mỗi bước đi của Dương Thiên, đi qua từng bậc thang, khí tức sinh mệnh đó càng giảm xuống rất nhiều, cuối cùng đạt đến tình trạng vô cùng yếu ớt. Lúc này Dương Thiên đã đứng trên bậc thang 69, một bước 10.000 năm, tuổi thọ của nhóm người Dương gia quốc đã đến 190.000 năm, họ vẫn chưa đạt đến tuổi thọ 200.000 năm. 200.000 năm, đây là thời gian tuổi thọ dài nhất mà Dương Thiên có thể đưa cho người nhà của mình. Bây giờ hắn vẫn chưa có cách nâng cao tuổi thọ của họ. Nếu lúc này ở bên ngoài nhìn vào khuôn mặt của Dương Thiên, sẽ nhìn thấy trên mặt hắn đầy vẻ tranh đấu, bước chân treo ở giữa không trung, muốn bước lên bậc thang 70, nhưng cuối cùng đang do dự. Dương Thiên đứng đó, trong ý thức mơ hồ của hắn, hắn biết chỉ cần bước lên một bước, thời gian sẽ trôi qua 200.000 năm, người nhà của hắn cũng sẽ không xuất hiện trong những bậc thang phía sau. Loại cảm giác này rất chân thật, giống như hắn thật sự đang ở trong thực tế chờ đến 200.000 năm sau, hắn bắt đầu lựa chọn cho bản thân, chỉ cần bước qua trí bảo pháp tắc và quả thánh căn nguyên thời gian sẽ thuộc về mình toàn bộ trước mắt đều là giả giả dối thì có gì mà không thể tiếp nhận bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim một giọng nói vẫn luôn quanh quần trong đầu của dương thiên dương thiên biết rõ đây là huyễn cảnh mà bậc thang tạo nên mặc dù vô cùng chân thật giống như thật sự xảy ra nhưng đây là tương lai tuyệt đối không thể xảy ra những người nhà vô cùng già nuôi nhìn về phía dương thiên trong ánh mắt mang theo vẻ không nỡ mạo đằng xa quả thánh căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tắc đang không ngừng nhấp nháy chỉ cần dương thiên bước tới liền có thể lấy được trên mặt dương thiên đầy vẻ đấu tranh bên ngoài bậc thang tâm linh khải mạc vân âm thầm đứng đó nhìn về phía dương thiên trong mắt lộ ra một tiếng phức tạp lại đến lúc nên đưa ra quyết định không biết lựa chọn của hắn là gì trên mặt dương thiên đầy vẻ tranh đấu hắn biết toàn bộ trước mắt đều do bậc thang tâm linh tạo ra thế nhưng tất cả vẫn chân thật như vậy giống như hắn thật sự đối diện với tình huống hiện tại hắn có thể dễ dàng bước lên một bậc thang sau đó nhanh chóng đi tiếp. Dương Thiên cảm nhận được, chỉ cần hắn bước qua bậc thang trước mặt, vậy thì 30 bậc thang còn lại không có khó khăn gì với hắn. Bước qua bước này, quả thánh căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tắc liền thuộc về hắn. Tích tích! Từng âm thanh vang lên, những âm thanh này như đang thúc giục Dương Thiên đưa ra quyết định, hắn đã ở trên bậc thang 69 một khoảng thời gian rất dài. Dương Thiên biết rõ, mình vẫn còn 10 giây, sau thời gian 10 giây, nếu hắn không đưa ra lựa chọn, khảo nghiệm bậc thang tâm linh cũng sẽ thất bại. Dương Thiên nhìn về phía những người thân đã già yếu của mình, cứ như vậy nhìn lấy tất cả phiền muộn trong lòng đột nhiên trở nên yên bình lại vẻ tranh đấu trên mặt biến mất hắn nhẹ nhàng ôm lấy người nhà của mình bỏ qua họ lựa chọn quả thánh căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tác tại sao mình có thể làm như vậy cho dù là huyễn cảnh cũng được hay là còn có nguyên nhân khác mình đều sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy trên mặt xương thiên nở một nụ cười khuôn mặt trên bậc thang cũng từ vùng vẫy mà trở nên yên bình trong khoảng thời gian cuối cùng mình muốn ở bên cạnh mọi người dương thiên ở cùng với người nhà của mình nhìn thấy họ dần dần trở nên già yếu không để ý đến âm thanh nhắc nhở vang lên bên tai, cuối cùng, 10 giây trôi qua, âm thanh cũng hoàn toàn dừng lại, biểu thị Dương Thiên thất bại. Vô! một dao động kỳ lạ tỏa ra, bậc thang tâm linh bắt đầu tan vỡ một cách nhanh chóng, hóa thành từng vệt sáng kỳ lạ, sau đó biến mất ở đây, chỉ còn lại Dương Thiên im lặng đứng đó, những người thân trước mắt cũng biến mất tâm hơi. Lúc đầu ngươi có thể dễ dàng bước qua bậc thang 70, ngay sau đó vượt qua 30 bậc thang còn lại, nhưng tại sao ngươi lại không muốn bước qua? Khải mà Vân đi đến, chậm rãi nói, nếu ta thật sự bước đi, lúc ở bậc thang 70, có lẽ người thân của ta sẽ biến mất hoàn toàn, đúng không? Dương Thiên hỏi ngược lại. Đúng, nhưng người đều biết tất thảy những thứ này là huyễn cảnh, cho dù bước qua, lại có thể dễ dàng lấy được quả thánh căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tắc, sau khi thành công thì trong thực tế, người thân của người cũng sẽ không có chuyện gì. Khải Mạc Vân do dự nói. Khải Mạc Vân đại nhân, sau khi đi qua 70 bậc thang, có lẽ đã có một khoảng thời gian dài trôi qua, mà ta lại không ngừng đi về phía trước, không có người thân bên cạnh, một mình ta đơn độc đi lên sao. Dương Thiên hỏi. Đúng vậy, Khải Mạc Vân gật đầu. Vậy tại sao ta còn bước lên? Tình cảm trong bậc thang tâm linh giống như bắt trước 100%, mất đi người thân, một mình ta đơn độc đi tiếp, sau 10.000 năm, 100.000 năm hay một triệu năm, ta sẽ trở thành dáng vẻ ra sao? Ích kỷ, máu lạnh hay là điều gì khác? Dương Thiên lắc đầu nói, ta chưa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, ta sợ mình thật sự nhìn thấy bản thân trở thành dáng vẻ kia. Nhưng người không bước qua, không thể lấy được hai loại bảo vật trong tay ta, Khải Mạc Vân nói. Xin lỗi, để người thất vọng rồi, Dương Thiên nói xin lỗi, ta không muốn trở thành một người không có tình cảm, như thế cho dù thực lực của ta càng mạnh, cũng không phải điều mà ta theo đuổi. Khải Mạc Vân nhìn Dương Thiên, dần dần khóe miệng lại nở một nụ cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi là người 31 hoàn thành khảo nghiệm thứ hai trong số 93.435 cường giả bước vào đây. Vì tình thân trong lòng, vào thời khắc then chốt, lựa chọn từ bỏ hai loại bảo vật, đây mới là thiên tài mà chủ nhân của ta hy vọng bồi dưỡng ra, có tư cách lấy được bảo vật ban thưởng của người. Dương Thiên ngây người, nhìn về Khải Mạc Vân, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không hiểu rõ ý của ông ta ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không khải mạc vân nói dương thiên dương thiên suy tư một hồi không hề do dự tên không đại biểu cho điều gì dương thiên ngươi nghĩ tu luyện là vì điều gì khải mạc vân nhìn dương thiên hỏi tu luyện vì điều gì dương thiên sững sờ âm thầm suy tư tu luyện vì trở nên mạnh hơn để không bị người khác ức hiếp để người nhà của mình không chịu thương tổn và bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ một lúc sau dương thiên liền nói mỗi người đều có mưu cầu của bản thân đây chính là mục đích tu luyện của dương thiên đúng bảo vệ khải mạc vân gật đầu nói mỗi cường giả đều có một chốn cực lạc trong lòng mình hoặc là tình thân hoặc là tình yêu hoặc là tình bạn nếu đơn thuần chỉ muốn mạnh lên cho dù trở nên mạnh hơn nữa trong lòng cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn thứ có được chỉ là sự chết lặng thời gian càng dài sẽ cảm thấy ý thức của mình chìm vào mơ hồ hoài nghi bản thân thậm chí cơ thể hoàn toàn bị phá hủy dương thiên im lặng lắng nghe hắn hiểu rõ lời nói của khải mạc vân Dương Thiên, ngươi biết tên gọi khác của bậc thang tâm linh không? Khải Mạc Vân hỏi. Không biết, Dương Thiên lắc đầu. Bậc thang tâm linh, còn được gọi là bậc thang thời gian, thời gian vốn hư vô mờ mịt, quá khứ, hiện tại và tương lai, đây là ba phương diện mà bậc thang thời gian thể hiện ra, cũng là ba phần cơ sở nhất tạo nên thời gian. Mặc dù những bậc thang này thể hiện ra đều là huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh này cũng có thể nói là chân thật. Khải Mạc Vân nói. Dương Thiên sững sờ. Bậc thang thời gian có thể tham dò tình cảm ở nơi sâu nhất trong lòng của một cường giả, kết hợp nó một cách hoàn hảo với tương lai tương lai mà bậc thang thời gian thể hiện ra là chân thật cũng có thể nói lựa chọn mà ngươi phải đối mặt đều giống với lựa chọn mà lúc sau này ngươi cần đối mặt bây giờ ngươi đưa ra lựa chọn gì cũng đại diện cho sau này ngươi sẽ đưa ra quyết định như vậy khải mạc vân nói dương thiên sững sờ trong lòng điều mà bậc thang thời gian thể hiện ra là cảnh tưởng của tương lai nếu trước đó hắn lựa chọn tiếp tục bước lên từ bỏ người nhà của mình đây chẳng phải nói trong tương lai có một ngày hắn sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy sao dựa vào thời gian trôi qua một cách bình thường sau 190.000 năm, quả thực Dương Thiên phải đối diện với tình huống trên bậc thang 69 trước đó. "Dương Thiên ngươi xem." Khải Mặc Vân nói, ông tay vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện rất nhiều video. Từng cường giả trên đó đều đi qua bậc thang thời gian, mỗi cường giả đều nhẹ nhàng vượt qua năm mươi cửa, về sau, tốc độ của họ càng ngày càng chậm, đợi đến lúc cửa 69, phần lớn cường giả đều dừng lại trong thời gian ngắn, trên mặt họ hơi xuất hiện về đấu tranh, liền trực tiếp lựa chọn bước đi. 30 bậc thang tiếp theo, đối với họ mà nói ngược lại càng ngày càng dễ. Nhưng sau khi đi về phía trước, khuôn mặt của họ càng ngày càng lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ và không có tình cảm. Thời gian trôi qua, họ hoàn toàn đóng băng trái tim của mình. Khi những cường giả này càng ngày càng thăng tiến, họ càng trở nên lãnh đạm và trái tim cũng vô cùng lạnh lùng. Nhưng những việc này vẫn chưa kết thúc. Khi đến bậc thang thứ 90, tốc độ của bọn họ đột ngột giảm xuống, trên mặt lộ ra sự đau đớn. Thời điểm bước qua bậc thang thứ 91, rất nhiều cường giả trực tiếp nổ tung, có một số cường giả thì nổ tung ở tầng 92 còn một số bước qua bậc thang 91 và 92 cũng bỏ mạng tại bậc thang thứ 93. Tầng tầng lớp lớp video, các cường giả thành công vượt qua cửa 70, tất cả đều bỏ mạng, ngược lại, hơn 30 người thất bại, dừng lại ở cửa 69 lại sống sót. Dương Thiên, người rõ chưa? Khải Mạc Vân hỏi. Dương Thiên yên lặng đứng thẳng, nhìn video trước mặt, từ bỏ sự thủ hộ trong lòng, thời gian dần qua, bọn họ sẽ trở nên lãnh đạm, hoàn toàn đóng chặt lòng mình, bọn họ càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí không có bất kỳ đối thủ nào, nhưng không có cảm xúc, sau vô số năm, bọn họ sẽ dần rơi vào trạng thái hoang mang, trong lòng không có chút tâm tình nào khiến bọn họ không còn biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì nữa. Bọn họ thành công vượt qua cửa thứ 70 cũng là thành công vượt qua bậc thang thứ 93, Khải Mạc Vân nói. Sau khi thất bại, những cường giả tự bạo kia sẽ đi đâu? Dương Thiên nói. Đã chết, Khải Mạc Vân nói, thời điểm bọn họ bỏ mạng trên cầu thang cũng đại biểu cho cho cái chết thực sự của bản thân, đây chính là tương lai đã hiển thị trước mắt, tâm cảnh của bọn họ đã hoàn toàn bể nát rồi, cho dù rời khỏi cầu thang, qua không bao lâu toàn bộ cũng sẽ chết, tất cả những gì bản thân bọn họ cảm nhận được trên cầu thang cũng chính là những gì bọn họ cảm nhận được trong tương lai. Dương Thiên Cả Kinh không ngờ trên cầu thang lại nguy hiểm như thế này, vừa rồi, hắn thực sự chỉ cách cái chết một bước ngắn. Tuy những cường giả đã thực sự từ bỏ mọi thứ, trong một khoảng thời gian ngắn không có cảm xúc nhưng thời gian càng dài, bọn họ dần sinh ra cảm giác nghi ngờ đối với sự tồn tại của mình, nếu tiếp tục trong một thời gian dài, bọn họ chắc chắn sẽ chết và chính bọn họ đã tiêu diệt chính mình. Cho dù bọn họ đứng ở đỉnh vũ trụ cũng không có bất kỳ tác dụng nào cuối cùng cũng tự giết chết bản thân mình. Ban đầu, thánh quả căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tắc làm mồi nhử, cầu thang thời gian cũng là để dụ các ngươi vượt qua toàn bộ bậc thang, không ngờ, từ xưa đến nay chưa từng có cường giả nào có thể nguyên vẹn vượt qua 100 bậc thang linh hồn, thất bại tức là thành công, cách duy nhất để thành công chính là từ bỏ. Không từ bỏ thì chờ đợi mình cuối cùng chính là cái chết, thế nhưng, có bao nhiêu cường giả ở thời điểm lựa chọn vì trở nên mạnh mẽ mà lựa chọn buông bỏ thủ hộ trong lòng, nói thì dễ nhưng làm thì khó, Dương Thiên, ngươi đã đã làm được, ngươi không từ bỏ, vì vậy ngươi đã thành công khải mạc vân mỉm cười nói dương thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm sự tình đảo ngược không thể nghi ngờ gì khiến cho hắn vô cùng vui mừng tất nhiên đối với người thân dương thiên sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có thế nào đi nữa dù có đứng trước mười lựa chọn thì hắn cũng sẽ như vậy khảo nghiệm thứ hai thành công sẽ nhận được thánh quả căn nguyên thời gian và trí bảo pháp tắc dương thiên hiện tại chúng là của ngươi rồi khải mạc vân cười nói soạt ông ta vung tay lên hai báu vật đi tới bên người dương thiên dương thiên vui mừng nhận lấy hắn thu thánh quả căn nguyên thời gian vào nhìn về phía hạt châu màu đen bên trong. Hiệu quả của thánh quả căn nguyên thời gian hắn đã biết, về phần hạt châu màu đen bên trong thì không rõ lắm. Linh hồn của Dương Thiên trực tiếp nhìn vào hạt châu màu đen, lúc này nó đang ở trạng thái vô chủ, Dương Thiên rất dễ dàng để lại ấn ký linh hồn của mình trên đó. Đây là trí bảo pháp tắc linh hồn, ánh mắt Dương Thiên lộ ra một chút hưng phấn. Mặc dù trí bảo pháp tắc chia làm nhiều loại nhưng trong cùng một cấp lại chia ra cao thấp khác nhau. Trong số đó, trí bảo pháp tắc linh hồn là chân quý nhất cường giả có thể hồi sinh sau khi chết nhưng linh hồn sau khi bị giết chết thì căn bản không có khả năng hồi sinh vì vậy ở một mức độ nhất định chỉ cần bảo vệ tốt linh hồn của mình là không phải sợ gì nữa điều này đúng với cả cường giả cấp hư thần vì linh hồn bọn họ không bị dễ sát nên có thể dễ dàng hồi sinh trí bảo pháp tắc linh hồn châu vũ thông thường có thể miễn nhiễm với sự xâm nhập linh hồn của hầu hết cường giả cấp hư thần vượt quá giới hạn trên giảm một phần trăm nhất định công kích linh hồn dương thiên lập tức hiểu được uy lực của bảo vật linh hồn này dương thiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng có được châu vũ cho dù hắn bị cường giả cấp hư thần trong nháy mắt làm trọng thương thì các công kích linh hồn của những cường giả đó cũng không thể gây hại cho hắn cho dù những chiêu thức linh hồn của các cường giả cấp hư thần mạnh mẽ vượt quá giới hạn của châu vũ đó cũng có thể ngăn cản một chút linh hồn còn lại nếu muốn nô dịch linh hồn dương thiên cũng rất khó tuy rằng dương thiên chỉ ở cấp lĩnh chủ nhưng linh hồn đã đạt đến gấp 60 lần có thể chiếm vị trí hàng đầu trong các cường giả cấp viên mãn có thể nói có được châu vũ khả năng bị diệt sát linh hồn khi đối mặt với cường giả cấp hư thần của dương thiên giảm đi rất nhiều đây là trí bảo pháp tắc linh hồn phổ thông mặc dù phổ thông nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói đã là rất tốt rồi đây là do chủ nhân của ta luyện chế tổng cộng có 50 viên hiện tại ở chỗ ta còn dư lại 19 viên tiếc là cường giả tiến vào nhiều như vậy đại bộ phận đều thất bại mục đích tồn tại của mỗi cung điện là để luyện ra 50 thiên tài và ta không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành khải mạc vân thở dài ánh mắt dương thiên lộ ra tia khiếp sợ trí bảo pháp tắc linh hồn lại là do chủ nhân của khải mạc vân luyện chế dương thiên bây giờ bảo vật đã ở trên tay của ngươi rồi Trước kia, nơi này có rất nhiều bảo vật nhưng năm tháng trôi qua, tổn hại của đất đai nguyên thủy, số lượng bảo vật còn lại rất ít, không biết về sau còn có cường giả nào có thể tiến vào nơi này, hoàn thành khảo nghiệm thứ hai để lấy được, Khải Mạc Vân lắc đầu. Mục đích tồn tại của ông ta là để tìm ra thiên tài, nhiệm vụ của ông ta vẫn chưa hoàn thành. "Khải Mạc Vân đại nhân, ta muốn hỏi một chút, tám tòa thần điện khác ở đâu?" Dương Thiên hỏi. "Ở đây, hắn có được cơ hội lớn như vậy, nếu tiến vào tám thần điện kia, hẳn là có rất nhiều bảo vật." "Không biết," mà Khải Vân lắc đầu nói thời gian quá dài thần điện thời gian đã mất liên hệ với tám tòa thần điện kia từ lâu chúng có thể giống như thần điện thời gian được chôn giấu ở nhiều nơi khác nhau nếu người muốn tìm được chỉ có thể dựa vào vận may của bản thân dương thiên trong lòng im lặng bí cảnh huyền linh vô cùng rộng lớn trăm năm cũng không bay được một phần mười quãng đường muốn tìm tám cung điện kia thì chẳng khác nào mò kim đáy bể trong lòng dương thiên thầm than muốn tìm được tám thần điện khác quả thực khó khăn được rồi bảo vật đã cho ngươi rồi ta đưa ngươi ra ngoài khải mạc vân nhìn dương thiên nói đa tạ đã ban tặng bảo vật Dương Thiên nói cảm ơn. Ở đây, hắn đã nhận được đá thời gian, thánh quả căn nguyên thời gian, trí bảo pháp tắc linh hồn, thu hoạch vô cùng to lớn. Có được bảo vật là bản lĩnh của ngươi, hơn 900.000 người tiến vào nhưng chỉ có 31 người thành công, cái này đủ để nói lên tất cả. Khải Mạc Vân lắc đầu nói, bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Đi thôi, Dương Thiên, có cơ hội hãy hỗ trợ hai đứa trẻ bên ngoài, bọn chúng sau này sẽ từ từ thức tỉnh, tương lai có thể đột phá đến hư thần, trở thành một thủ hộ giả thần điện thời gian chân chính. Khải Mạc Vân nói: "Được." Dương Thiên gật đầu. Khải Mạc Vân vung tay phải, thân ảnh Dương Thiên lập tức biến mất. Hắn rời khỏi không gian căn nguyên thời gian, thân ảnh liền xuất hiện trong một cung điện màu đen nát vụn. Dương Thiên nhìn về phía bức tượng trước mặt, ai có thể ngờ bức tượng tưởng như không dễ thấy này lại có liên hệ với không gian căn nguyên thời gian, đồng thời cũng là nơi quan trọng nhất trong thần điện. Chủ nhân của Khải Mạc Vân tiến vào bí cảnh huyền linh, bên cạnh có một con cự thú hung dữ, hẳn là bộ dáng của pho tượng kia, mặc dù mình có chút quen thuộc với nó nhưng chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy sự xuất hiện của con cự thú này sinh mệnh mạnh nhất trong thời đại thứ nhất cự thú bên cạnh trụ huyền không giống như thế này dương thiên suy nghĩ một chút cũng không có manh mối đành phải thu hồi ánh mắt trên mặt hắn dần hiện lên nụ cười lần này thu hoạch của hắn rất lớn ngoài ba bảo vật lấy nhận được từ khải mạc vân hắc vệ đao của hắn cũng trở thành trí bảo pháp tắc công kích hiện tại trên người dương thiên đã có năm món trí bảo pháp tắc hắc vệ đao là trí bảo pháp tắc công kích vụ ảnh đao khải giáp vân bạch là trí bảo pháp tắc phòng ngự giới viễn bi giới là lĩnh vực pháp tắc châu vũ là trí bảo pháp tắc linh hồn không thể nghi ngờ hiện tại châu vũ có giá trị lớn nhất đống bảo vật trên người dương thiên bây giờ mà lộ ra chắc chắn sẽ khiến cho vô số cường giả viên mãn phát điên đặc biệt là châu vũ sẽ khiến cho những cường giả cấp viên mãn tam hệ tứ hệ nổi lòng tham những cường giả này mặc dù đều có trí bảo pháp tắc nhưng chỉ là loại bình thường nhất mà thôi ra ngoài trước đã đưa thánh quả căn nguyên thời gian về bên cạnh phân thân cây thần u minh dương thiên thầm nghĩ trong lòng phân thân của cây thần u minh đang an tâm lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thánh quả căn nguyên thời ghen dùng cho phân thân cây thần u minh là lựa chọn tốt nhất phân thân kim giáp nguyên trùng mang theo vụ ảnh đao tiếp tục lăng bạt còn bản thể mang theo hắc vệ đao khải giáp vân bạch giới viễn bi châu vũ rời khỏi nơi này dương thiên vạch sẵn kế hoạch trong đầu bản thể hắn không có chuyện gì phân thân kim giáp nguyên trùng cũng sẽ không có chuyện gì cùng lắm là tự bạo bảo vật mất đi tự nhiên sẽ có tiểu quang cấp tốc mang về dương thiên biến thành một đạo ánh sáng nhanh chóng hướng về phía trên thần điện thời gian vỡ vụn bay đi trở lại mặt đất dương thiên và phân thân kim giáp nguyên trùng hội hợp một chút liền rời đi trong một khu vực hoang vu rộng lớn khắp nơi đều là sương mù một tọa độ không gian chớp động thân ảnh dương thiên lập tức xuất hiện lúc này nơi đây đã không còn bóng dáng người nào hầu như tất cả mọi người đều đến thế giới vũ nguyên để tìm bảo vật dương thiên không chút giao dự lập tức bước vào trong sương mù không đến vài phút bóng dáng dương thiên ở thế giới vũ nguyên hiện ra nhân loại dương thiên hắn vậy mà cũng từ thế giới vũ nguyên đi ra mấy tháng trước bí cảnh huyền linh mở ra rất nhiều cường giả dị tộc liên hợp tìm kiếm dương thiên nhưng không có bất kỳ cường giả nào phát hiện ra tung tích của hắn lúc ấy có cường giả hoài nghi dương thiên còn chưa tiến vào bí cảnh huyền linh không ngờ bây giờ hắn đã quay về rồi một số cường giả cấp viên mãn và lĩnh chủ nhìn dương thiên bí mật truyền âm tuy bí cảnh huyền linh ẩn chứa nhiều kỳ ngộ thậm chí còn có trí bảo pháp tắc nhưng xác suất đạt được bảo vật rất thấp tỷ lệ mất mạng lại cao hơn vì vậy không phải tất cả các cường giả đều đi vào trong đó ánh mắt dương thiên quét một vòng nhìn các cường giả dị tộc nhanh chóng rời khỏi thế giới vũ nguyên trở về trái đất hỏa tinh hệ ngân hà một cái cây màu đen khổng lồ tản ra dao động kỳ lạ bao bọc hoàn toàn thánh quả căn nguyên thời gian hút vào trong cơ thể đây là phân thân cây thần u minh của dương thiên sau khi cắn nuốt thánh quả căn nguyên thời gian tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian vô cùng kinh người ha ha có thánh quả căn nguyên thời gian pháp tắc thời gian của ta có thể thừa nhận pháp tắc căn nguyên trong thời gian mấy trăm năm ánh mắt dương thiên tràn ngập sự vui mừng hiện tại có phân thân kim giáp trùng nguyên sông sáo trong bí cảnh huyền linh bản thể không cần đi nữa bí văn kỳ dị chính là lĩnh vực an tâm của giới viễn bi dương thiên thầm nghĩ trong lòng hắn trở về thế giới vũ nguyên vừa tu luyện vừa sử dụng truyền thừa thời gian hợp lý hắn hiện đang trong giai đoạn tiến bộ nhanh chóng và sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian nào phía trên thần điện thời gian phân thân kim giáp nguyên trùng của dương thiên đem theo lâm sơn và lâm vũ quay lại thành lạc tinh của huyền linh tông lâm sơn thanh đao gãy của ngươi không còn tác dụng gì sau này ngươi dùng đao này đi Dương Thiên thuận tay đưa cho Lâm Sơn một thanh dao nguyên vẹn giống như bảo vật. Bảo vật này là một thần binh cấp 3 bình thường, đối với Lâm Sơn hiện tại mà nói vừa khéo phù hợp. Tạ sư phụ, Lâm Sơn vui mừng nhìn trường đao tinh xảo trong tay, ánh mắt ngập tràn thích thú. Dương Thiên nhìn hai huynh muội trước mặt, sau này bọn họ sẽ trở thành người thủ hộ giả của thần điện thời gian. Tương lai sau này khi thức tỉnh có thể trở thành cường giả cấp hư thần, bây giờ chỉ là chưa đến giai đoạn phát triển mà thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, trước mắt đã qua 10 năm. Trong một khu vực, Dương Thiên đang bay liên tục, như thể hắn đang không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Mấy tiếng sau, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Trong 10 năm, mình đã lật tung cả năm tòa thành bên trong thành Lạc Tinh cũng không tìm ra tung tích của các thần điện khác. Dương Thiên lắc đầu, chín tòa thần điện chắc chắn là một trong những đại cơ duyên của bí cảnh huyền linh, nhưng bí cảnh huyền linh lớn như vậy lại không ai biết chúng ở đâu. Về thôi, đã không tìm được, quay về tham gia đại hội huyền linh tông biết đâu lại thắng được thiên chí bảo pháp tắc nào đó. Dương Thiên thầm nghĩ, kỳ thực, thời điểm Dương Thiên tiến vào thần điện, lấy được bảo vật đã rất tốt rồi, cho dù thời gian tiếp theo dương thiên không thu hoạch được gì thì hắn cũng đã rất lời rồi nhưng mà trên đời này làm gì có ai trên mình nhiều bảo vật dương thiên có mấy phân thân có được trí bảo pháp tắc thực lực của phân thân cũng có thể ngày càng thêm cường đại Vu, u u dương thiên biến thành một đạo ánh sáng nhanh chóng bay về phía xa một chỗ trong cung điện chỉ có hai người đang tu luyện một người là thanh niên 20 tuổi khuôn mặt kiên nghị người còn lại thì là một cô gái trẻ 15, 16 tuổi tràn đầy sức sống và ý vị soạt một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ sư phụ hai người nhìn thấy thân ảnh này lập tức cung kính nói dương thiên nhìn hai người đứng trước mặt mình chính là hai đệ tử hắn thu nhận lâm sơn và lâm vũ thời gian 10 năm trôi qua hai đứa bé lúc trước đã trưởng thành rồi lúc này lâm sơn đã đột phá lên cấp tân tinh lâm vũ cũng đạt đến cấp sơ sinh đỉnh phong đây là dương thiên đang áp chế thực lực của bọn chúng lấy tài nguyên của hắn đem thực lực của bọn chúng nâng lên cấp hắc động rất dễ dàng các người tu luyện gặp chỗ nào khó khăn thì nói thẳng ra dương thiên nói hắn dạy dỗ đệ tử chính là trực tiếp hỗ trợ giải quyết chỗ bọn chúng thấy nghi hoặc sư phụ có chỗ này con không hiểu lâm sơn lâm vũ bắt đầu nói ra những nghi hoặc trong lòng bọn chúng đã quên cách dạy dỗ của dương thiên rồi dương thiên nhìn một chút liền tiện tay giải đáp lấy thực lực của hắn bây giờ dạy dỗ người cấp tân tinh nhỏ yếu rất đơn giản mười phút sau tất cả vấn đề đều được giảng giải hết soạt dương thiên vẫy tay trước mắt liền xuất hiện một vài linh quả tu luyện cho tốt hấp thu linh lực của linh quả tranh thủ lĩnh ngộ pháp tắc ở cấp tân tinh dương thiên nói vâng sư phụ lâm sơn và lâm vũ nói bọn chúng nhìn dương thiên tràn ngập cung kính nếu không có dương thiên bọn chúng bây giờ cũng không biết là cái tình cảnh gì có lẽ bây giờ thương thế của lâm vũ vẫn chưa tốt dương thiên hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn chúng gần đây có việc gì xảy ra không dương thiên hỏi sư phụ khuyết vũ sư huynh ba ngày trước đã nói báo sư phụ mười ngày sau đến cung điện trung tâm lâm sơn nói ừ ta biết rồi dương thiên gật đầu xem ra là sự kiện sắp bắt đầu rồi trong mắt dương thiên lộ ra một tên mong đợi bảy ngày sau dương thiên trực tiếp đến cung điện trung tâm lúc này ở đây đã có rất nhiều cường giả cấp viên mãn có hai mươi chín người so với lúc dương thiên và thần chủ âm cưu chưa gia nhập thì nhiều hơn mấy người kỳ thực bảy người gia nhập vào sau dương thiên cũng không phải đều là người của thế giới vũ nguyên sự kiện huyền linh tông sắp tới lấy được thắng lợi trong thi đấu sẽ lấy được khen thưởng rất nhiều cường giả cấp viên mãn bí cảnh huyền linh chưa gia nhập vào huyền linh tông đa số đều sẽ lựa chọn gia nhập vào Huyền Linh Tông mặc dù thân là quái vật khổng lồ của Vĩ cảnh Huyền Linh, kỳ thực còn có rất nhiều cường giả cấp viên mãn được ghi chép, chẳng qua, bây giờ cơ duyên khổng lồ như vậy, bọn họ khẳng định sẽ nắm bắt cơ hội. Các vị trưởng lão đến rồi, Điện chủ Hư Thần ngôn là của phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông xuất hiện ở đây. Bái kiến điện chủ, tất cả cường giả nói. Lần này việc bảo các ngươi đến các ngươi có lẽ đã biết rồi. Hư Thần ngôn là quét mắt nhìn tất cả mọi người, cười nói, sự kiện của Huyền Linh Tông chúng ta sắp bắt đầu rồi, nam giai đoạn, cấp hắc động, cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn một hệ cấp viên mãn hai hệ, cấp viên mãn ba hệ, phân biệt tuyển chọn cường giả mạnh nhất. Trong mắt rất nhiều cường giả cấp viên mãn đều lộ ra một tia chờ mong. Hư thần Ngô Lạc tiếp tục nói, ngoài cường giả mạnh nhất của năm giai đoạn này ra, mỗi giai đoạn vẫn chọn ra người xếp thứ hai, thứ ba, cũng chính là ba vị trí đầu của mỗi giai đoạn, tổng cộng 15 vị cường giả có thể lấy được bảo vật. Lần này tổng bộ tổng cộng lấy ra 15 kiện bảo vật quý giá, trong đó cường giả mạnh nhất cấp hắc động đến cấp viên mãn ba hệ sẽ được khen thưởng, chính là chí bảo pháp tắc. Oanh. Lời của ông ta vừa dứt, những cường giả cấp viên mãn này trong mắt đều có một tia khát vọng thực lực đạt đến trình độ bây giờ trí bảo pháp tắc đối với bọn họ mà nói là thứ khát vọng nhất đương nhiên ngoài năm kiện trí bảo pháp tắc mười bảo vật còn lại cũng vô cùng chân quý ngoài 15 người may mắn này ra cường giả chiếm 100 hạng đầu đều có thể lựa chọn gia nhập vào tổng bộ huyền linh tông chúng ta trở thành đệ tử hạch tâm thậm chí là trường lão hư thần ngôn lạc đem tin tức sự kiện huyền linh tông lần này nói ra cuối cùng hư thần ngôn lạc cười nói đương nhiên các vị trưởng lão có thể tiến vào trong tổng bộ trực tiếp tham gia thi đấu. Thời gian tạm định là một tháng sau, một tháng này, phân điện chúng ta sẽ tuyển chọn ra 100 cường giả mạnh nhất cấp hắc động và cấp lĩnh chủ. Dương Thiên đứng trong đám người, ánh mắt hơi động, không ngờ tổng bộ Huyền Linh Tông chi bạo tay như vậy, vậy mà trực tiếp lấy ra năm kiện chí bảo pháp tắc, quả nhiên không hổ là thế lực lớn nhất của bí cảnh Huyền Linh. Dương Thiên lắc đầu, chủ nhân Khải Mạc Vân để lại 10 thế lực, chín thần điện đã biến mất hoàn toàn, yên lặng ở một góc nào đó, nhưng Huyền Linh Tông lại vẫn luôn giữ được trạng thái cường thịnh, thống trị toàn thế giới Huyền Linh, Đâu đó, đó có thể thấy thực lực của nó rất mạnh mẽ. Đám người Ngân Luân Hoàng có lẽ cũng tiến vào các phần điện của Huyền Linh Tông rồi đi, không biết sau này có thể giao thủ với bọn bọn không. Dương Thiên Kỳ thử không có hy vọng lấy được vị trí thứ nhất, hắn ở cấp lĩnh chủ, thực lực địch được với cường giả cấp viên mãn một hệ, thế giới Vũ Nguyên còn có 10 cường giả cũng có thể làm được như vậy, Ngân Luân Hoàng là mạnh nhất, thậm chí có thể địch được với cường giả cấp viên mãn hai hệ. Thời gian một tháng rất nhanh đã trôi qua, trong một khu vực có hơn 200 cường giả, 100 người cấp hắc động, 100 người cấp lĩnh chủ, còn có 29 vị trưởng lão cảnh giới cấp viên mãn, chính là những người tham gia sự kiện của tổng bộ Huyền Linh Tông lần này. Một tọa độ không gian khổng lồ xuất hiện, sau đó một vị cường giả trực tiếp xuất hiện ở đây. Tháp Khúc Vũ, hư thần ngôn lạc cười nói với người đến. Ngôn lạc, thiên tài thành lạc tinh các người tuyển chọn như thế nào? Tháp Khúc Vũ hỏi. Đều đang ở đây, hư thần ngôn lạc nói. Ừ, Tháp Khúc Vũ gật đầu, phất tay, trong khu vực này liền xuất hiện một phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Hư, cường giả huyền linh tông cũng có người sử dụng phi thuyền, ánh mắt dương thiên hơi động. Chẳng qua, nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường, cường giả thế giới Vũ Nguyên khẳng định có người chế ở thế giới này, nhẫn không gian mở ra, phát hiện phi thuyền vũ trụ bên trong cũng rất dễ dàng. "Đều vào đi." Tháp Quốc Vũ nói. Ánh mắt Dương Thiên quét qua Lâm Sơn, Lâm Vũ trong đám người, dặn dò bọn chúng phải tu luyện cho tốt, sau đó liền tiến vào trong phi thuyền. Sự kiện lần này không biết sẽ tiến hành mất bao nhiêu thời gian, hắn đã để lại cho Lâm Sơn và Lâm Vũ rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim? mấy phút sau đám người dương thiên xuất hiện ở trong một khu vực vô cùng khổng lồ ở đây khắp nơi đều là người thật nhiều cường giả cấp viên mãn dương thiên cảm nhận xung quanh một chút trong mắt lộ ra một tên kinh ngạc ba nghìn phân điện mỗi một phân điện có hai mươi mấy cường giả cấp viên mãn vậy chính là sáu mươi nghìn người số lượng cực kỳ kinh người theo tin tức hiển thị tổng số cường giả cấp viên mãn của bí cảnh huyền linh vượt qua một trăm nghìn người số lượng kinh người chẳng qua những cường giả cấp viên mãn này chỉ có thể luôn ở trong bí cảnh huyền linh căn bản không thể đi ra được ngân luân hoàng vận tuấn hoàng quả nhiên các ngươi đều đến dương thiên cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc dương thiên cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc đa số cường giả của thế giới vũ nguyên đều đến đây mặc dù nói bọn họ không nhất định có thể chiếm được vị trí nhưng ở tổng bộ huyền linh tông nói không chừng liền có thể lấy được cơ hội lớn nào đó tổng bộ huyền linh tông tập hợp hơn 90% tài nguyên của toàn bí cảnh huyền linh nếu bọn họ lấy được một chút vậy thì đối với việc thực lực của bọn họ nâng cao lên sẽ có trợ giúp cực lớn lúc này trong mắt những cường giả đến từ thế giới vũ nguyên đều có sự cảnh giác bọn họ tìm kiếm cơ hội nhưng cũng có thể chết bất kỳ lúc nào trong thế giới này sau khi chết mặc dù có thể sống lại nhưng bảo vật trên người bọn họ cũng sẽ mất đi dương thiên đứng thẳng yên lặng chờ đợi sự kiện bắt đầu oanh một tiếng sau từng đạo dao động vô cùng mạnh mẽ xuất hiện hơn 100 thân ảnh vô cùng cao lớn xuất hiện trong không trung lướt nhìn những cường giả bên dưới bọn họ đều là cường giả cấp hư thần đứng đầu là một người đàn ông trung niên thân cao chục nghìn mét trên người mặc một thân khôi giáp màu đỏ lưng có cánh, trên đầu còn có hai cái sừng. Giao động khí thế thật mạnh, trong đám người, ánh mắt của Dương Thiên hướng về phía người đàn ông, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Hắn đến lúc này, cũng đã gặp qua rất nhiều cường giả cấp hư thần, cường giả cấp hư thần trước mắt này là mạnh nhất. Các vị, một âm thanh ầm ầm vang lên, người đàn ông trung niên đứng đầu nói, các người là thiên tài mạnh nhất của thế giới huyền linh chúng ta, bây giờ, ở đây có 15 bảo vật. Người đàn ông vẫy tay phải, trên trời liền xuất hiện 15 kiện bảo vật, bên cạnh còn có chú thích thuyết minh những bảo vật này không hoàn toàn là bảo vật nhưng đều vô cùng quý giá ánh mắt của dương thiên nhìn về phía ba kiện bảo vật của giai đoạn cấp lĩnh chủ kiện thứ nhất là bảo vật loại cánh chim chính là trí bảo pháp tắc loại phi hành kiện thứ hai là nhận thời gian 30 năm truyền thừa của nơi truyền thừa tổng bộ huyền linh tông kiện thứ ba là 100 trăm thánh quả thọ mệnh quý giá mỗi một quả có thể tăng mười nghìn năm thọ mệnh tương đương với hiệu quả của quả vạn nguyên lúc trước dương thiên lấy được ra tay thật hào phóng trong mắt dương thiên cũng nhịn không được mà chấn động còn có khát vọng trí bảo pháp tắc thì không cần nói Thời gian 30 năm truyền thừa tuyệt đối có thể đem lĩnh ngộ pháp tác của Dương Thiên nâng cao lên rất nhiều, 100 thánh quả thọ mệnh có thể tăng lên một triệu năm thọ mệnh. Ba kiện bảo vật này hắn đều muốn lấy được. Ánh mắt Dương Thiên quét qua những trí bảo pháp tác khác, lúc nhìn thấy trí bảo pháp tác tương ứng của cường giả cấp viên mãn ba hệ, hơi sững sờ, đó là một viên châu màu đen. Châu Vũ trí bảo phòng ngự linh hồn, không ngờ tổng bộ Huyền Linh Tông vậy mà lại có, hơn nữa còn đem ra làm phần thưởng. Trong lòng Dương Thiên chấn động, về phần hai kiện trí bảo pháp tác khác phân biệt là trí bảo pháp tác loại lĩnh vực và trí bảo pháp tác loại trói buộc không gian bảo vật khác cũng đều vô cùng quý giá dương thiên cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên nặng nề hơn ánh mắt của tất cả cường giả ở đây đều tỏa ra ánh sáng đỏ nhìn trăm trăm và mười lăm kiện bảo vật trên không trung bất kỳ bảo vật nào ở đây cũng đều đủ để bọn họ điên cuồng nếu không phải có một trăm cường giả cấp hư thần đang ở bọn họ khẳng định sẽ không nhịn được máy tay cấp đoạt người đàn ông trung niên quét mắt nhìn những cường giả bên dưới nói 15 bảo vật này tương ứng với 15 thiên tài dựa hoàn toàn vào thực lực của bản thân để lấy. Quy tắc cướp bảo vật rất đơn giản, các người lát nữa toàn bộ sẽ tiến vào trong không gian màn quang, ở đó có năm thông đạo, màn quang sẽ tự động phán đoán cảnh giới của các người, đem các người truyền tống đến thông đạo không gian tương ứng. Việc các người phải làm rất đơn giản, chính là không ngừng tiến lên, từ điểm đầu đến điểm cuối, liền có cơ hội đi ra, ở lại trong không gian thời gian ít nhất là 50 năm, nhiều nhất là 80 năm. 50 năm sau, người ra đầu tiên sẽ lấy được bảo vệ thứ nhất, người ra thứ hai lấy được bảo vật thứ hai, người thứ ba sẽ chọn bảo vật cuối cùng không gian màn quan 80 năm sau sẽ đóng lại, đến lúc đó vô luận là ai, cũng sẽ bị cưỡng chế đi ra. Người đàn ông trung niên cẩn thận nói rõ quy tắc trong màn quang. Vậy mà yêu cầu ở lại ít nhất là 50 năm, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động. Xem ra không gian màn quang có lẽ không dễ dàng như vậy, Dương Thiên cảm thấy một tia bất thường. Cường giả cấp hư thần đều nói như vậy, có thể thấy muốn đến điểm cuối của không gian này, tuyệt đối có cản trở cực lớn. Quy tắc này đối với cường giả cấp viên mãn ba hệ cũng như vậy, có thể thắt được trở ngại rất lớn. Người đàn ông trung niên nói xong, phất tay khu vực bên dưới liền xuất hiện một màn quang khổng lồ tất cả thiên tài tiến vào đi chúc các người tranh đoạt được bảo vật cho dù không thể lấy được chỉ cần xếp ở một trăm vị trí đầu đều có thể lập tức gia nhập tổng bộ huyền linh tông chúng ta lấy được bồi dưỡng tốt nhất người đàn ông trung niên nói soạt nháy mắt rất nhiều cường giả toàn bộ bay vào trong màn quang mặc dù không biết khó chỗ nào nhưng bây giờ là phân thân kim giáp nguyên trùng của mình tiến vào mình không cần có bất kỳ lo lắng nào cho dù gặp phải nguy cơ có thể kịp thời tự bạo tiểu quang ở trong không gian nhiều nhất là 80 năm liền có thể đi ra. Hơn nữa, không gian khảo nghiệm này không trực tiếp so sánh thực lực, mình ngược lại có một chút hy vọng lấy được kiện trí bảo pháp tác loại phi hành đó. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia mong đợi. Luận thực lực, hắn khẳng định không là đối thủ của Ngân Luân Hoàng, xếp hạng tốt nhất cũng chỉ là thứ hai. Bây giờ ngược lại xuất hiện một chút cơ hội. Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp bay vào trong màn quang. soạt tiến vào màn quang, thân ảnh hắn xuất hiện ở trong một thông đạo. Trong thông đạo này còn có một cánh cửa kỳ dị, Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút, trực tiến bước vào trong cánh cửa kỳ dị. Thân ảnh hắn nháy mắt xuất hiện ở một mảnh thế giới khác. Giống. Từng tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Phía xa, từng con hung thú khổng lồ, dữ tợn đang giết gào. Bọn chúng có bốn chân thô ta, ánh mắt huyết hồng, toàn thân bị khôi giác màu vàng bao trùm, giao động khí thế trên người tàn phát ra vô cùng mạnh mẽ. Hung thú cấp viên mãn một hệ, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Ở chỗ phía trước cách hắn mấy chục nghìn mét, xuất hiện 10 con cự thú bốn chân màu vàng thực lực toàn bộ đạt đến cấp viên mãn một hệ, tương đương với hắn. Trong không gian của giai đoạn cấp lĩnh chủ vậy mà xuất hiện hung thú cấp viên mãn, trong lòng Dương Thiên kinh ngạc. Hắn nghĩ đến không gian màn qua ngày khẳng định rất khó, không ngờ vừa bắt đầu vượt ải đã gặp một đối thủ lớn như vậy. Ong, một tia dao động kỳ dị lóe lên, đây là tuyến đường đi vào bên trong không gian. Dương Thiên nhìn phía xa, con đường duy nhất của không gian này bị 10 con hung thú cấp viên mãn một hệ đó chặn mất, mà càng ở phía xa, lại càng có nhiều dao động khí tức của hung thú tương tự tàn phát ra ánh mắt của dương thiên tràn ngập sự kinh ngạc hắn là cảnh giới cấp lĩnh chủ kết quả trong không gian này lại tồn tại rất nhiều hung thú cảnh giới cấp viên mãn một hệ không biết tình cảnh trong bốn không gian khác như thế nào độ khó khẳng định tương đương với ở đây ánh mắt dương thiên có sự ngưng trọng hắn bây giờ cảm thấy sự khó khăn của khảo nghiệm này trong vũ trụ ngoài những sinh mệnh đặc biệt ra có thể lấy cảnh giới cấp lĩnh chủ đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ cấp lĩnh chủ khác gần như không có thực lực như vậy bọn họ muốn đi dọc theo mảnh không gian này đều vô cùng khó khăn hơi không cẩn thận bọn họ liền bị hung thú giết chết. Lúc này, vô số cường giả của năm mảnh không gian trong mắt gần như toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc. Thiên tài của cảnh giới cấp hắc động toàn bộ đối mặt với hung thú cảnh giới hoàng cảnh, cường giả cấp viên mãn một hệ đối mặt với hung thú cấp viên mãn hệ, cường giả cấp viên mãn hai hệ đối mặt với hung thú cấp viên mãn bốn hệ, cường giả cấp viên mãn ba hệ đối diện với hung thú cấp viên mãn năm hệ. Mà năm mảnh không gian này, về phần muốn thời gian 50 năm có thể mở ra, bọn họ muốn lấy được 15 kiện bảo vật cần phải đi về phía trước, hoặc là chết hoặc là nghĩ cách để thực lực vượt xa những hung thú của bọn họ. Đương nhiên, đa số cường giả khẳng định đều dùng biện pháp thứ hai. Trong không gian khảo nghiệm vẫn đang diễn ra, mà trên bầu trời của quảng trường khổng lồ, một trăm thân ảnh đang đứng, người đàn ông trung niên dẫn đầu vẹt mặt tràn ngập lạnh nhạt. Một cường giả cấp hư thần phía sau đi đến, trên mặt có một tia lo lắng nói, "Huyền Mộc, sự kiện lần này sử dụng năm không gian khảo nghiệm lớn có phải có chức nhiệm khác không?" Phiêm Lương, ta không làm trái với quy định của vị đại nhân kia, đạo khảo nghiệm này cũng là vị đại nhân kia chuyển xuống, vì để bồi dưỡng thiên tài ngoại giới, ta hoàn toàn dựa vào quy định mà làm. hư thần huyền mục nhạt nhạt nói. nhưng độ khó khảo nghiệm này có thể nói là khảo nghiệm khó nhất mà vị đại nhân kia để lại từ trước đến nay cũng không có dùng qua mấy lần. lần này phòng trừ những người tiến vào trong sẽ chết rất nhiều. trên mặt hư thần viêm lương có một tia lo lắng. có khảo nghiệm nào mà không chết chứ? vừa hay số lượng cường giả thế giới huyền linh chúng ta thừa nhận có hạn, có thể đào thải một chút thứ yếu. về phần rất nhiều cường giả đến từ ngoại giới cũng tiến vào bên trong tiếp nhận khảo nghiệm khó nhất mới có khả năng mài rũa ra cường giả chân chính hư thần huyền mộc lạnh nhạt nói huống chi trong khảo nghiệm này ẩn chứa cơ duyên khổng lồ chỉ cần có thực lực điều này đối với bọn họ thì có chỗ tốt cực lớn ta là sợ giả dụ vị đại nhân đó biết việc này sẽ tức giận giáng xuống trừng phạt hư thần viêm lương nói không thể nào hư thần huyền mộc trực tiếp bác bỏ nói tổ tiên của chúng ta cho dù đạt đến cảnh giới hư thần sinh mệnh vĩnh hằng cũng sớm đã mất đi không có cường giả nào có thể chân chính có sinh mệnh vĩnh hằng cho dù sinh mệnh vô hạn cũng sẽ vì các loại nguyên nhân như tâm cảnh sụp đổ mà chết đi, dựa vào ghi chép của tổng bộ Huyền Linh Tông chúng ta, từ lần trước vị đại nhân kia ra tay thì đã hoàn toàn biến mất, phòng trường đã chết rồi. Hư Thần Viêm Lương trầm mặc một lát nói, chỉ hy vọng như thế. Được rồi, Viêm Lương, ngươi là cường giả hư thần, là tồn tại mạnh nhất của thế giới này, sợ đầu sợ đuôi cái gì chứ? Khảo nghiệm đã bắt đầu rồi, việc chúng ta phải làm bây giờ chính là chờ đợi, đợi 50 năm sau những cường giả này có thể ra ngoài hay không, ta cũng hy vọng vì ngoại giới bồi dưỡng ra một thiên tài chân chính. Huống chi ta lần này lấy ra bảo vật có giá trị kinh người đủ để loại bỏ hoàn toàn bất mãn đối với khảo nghiệm của những cường giả đó hư thần huyền mục nói mặc dù nói như vậy như trong mắt hư thần huyền mục lại tràn ngập sự lạnh nhạt ông ta và đám người viêm lương là người thống trị cao nhất của huyền linh tông đương nhiên biết mục đích tồn tại của huyền linh tông cũng biết cách mỗi một khoảng thời gian sẽ có rất nhiều thiên tài ngoại giới xuất hiện ở đây tìm kiếm cơ hội của bản thân nếu ở rất lâu về trước cường già được sinh ra lúc đầu của huyền linh tông khẳng định sẽ dựa theo sự phân phó của vị đại nhân kia bồi dưỡng theo kế hoạch từng bước một ban cho cường giả bên ngoài cơ duyên nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi người nắm giữ khống chế huyền linh tông sớm đã đổi từng nhóm lại từng nhóm mặc dù sứ mệnh của huyền linh tông truyền thừa xuống nhưng tâm tính của những người nắm giữ khống chế này đã xảy ra biến hóa rất lớn trong lòng bọn họ không cam đây là thế giới huyền linh của bọn họ sứ mệnh tồn tại vậy mà lại vì bồi dưỡng thiên tài ngoại giới sứ mệnh như vậy khiến trong lòng bọn họ phẫn nộ nghẹn khuất nhưng toàn huyền linh tông đều có cấm chế đặc thù bọn họ không thể không làm theo mặc dù như vậy nhưng những người nắm giữ không chế Huyền Linh Tông bọn họ vẫn rất dễ dàng tìm ra được lỗ hồng trong việc bồi dưỡng. ví dụ như khảo nghiệm bồi dưỡng thiên tài, thậm chí là các tuyển chọn khác đều do bọn họ làm chủ. nói chung, sự kiện Huyền Linh Tông chính là đang tiến hành khảo nghiệm các phương diện như thời gian tu luyện, thực lực, thiên phú với các thiên tài, ban thưởng cơ duyên, nhưng lại bị Huyền Mục đổi thành khảo nghiệm huyết tinh như vậy. hừ, người truyền thừa của Thần Điện Thời Gian, Thần Điện Không Gian quá mức cổ hủ, chú định sẽ biến mất khỏi thế giới Huyền Linh. Huyền Linh Tông chúng ta mới là chúa tể duy nhất của thế giới Huyền Linh những thiên tài ngoại giới đó không phải đến đây sao bây giờ khảo nghiệm đang ở trước mắt cơ duyên cũng cho bọn họ bọn họ không hoàn thành được cũng không thể trách huyền linh tông chúng ta vị đại nhân đó không phải là muốn lựa chọn thiên tài sao cách làm của ta như vậy mới chân chính là lựa chọn thiên tài khóe miệng huyền mộc lộ ra một nụ cười lạnh trong không gian dương thiên đang đứng ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng giống mấy âm thanh đinh tai nhức óc vang lên hai mắt đỏ như máu của mười con hung thú cấp viên mãn một hệ nhìn dương thiên oanh khi thế khủng bố trên người bọn chúng hoàn toàn bạo phát ra toàn bộ đều chạy về phía dương thiên không tốt trong mắt dương thiên lộ ra một tia kinh ngạc những con hung thú này cảm nhận được sự tồn tại của hắn thân ảnh dương thiên vụt qua tốc độ nháy mắt trở nên vô cùng kinh người nháy mắt bay về phía xa hừ những hung thú này chậm hơn mình rất nhiều dương thiên nhìn về những con hung thú bốn chân màu vàng đó trong lòng hơi bình tĩnh tốc độ của những con hung thú này chỉ đạt đến gấp ba lần tốc độ ánh sáng theo tốc độ như vậy mình hoàn toàn có thể tránh thoát công kích của những con hung thú này xem ra đây chính là chỗ đột phá của khảo nghiệm này. Dương Thiên nhìn những con hung thú này, dừng lại một chút, trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Thật lâu rồi không thật sự chiến đấu, giờ ở đây ít nhất cũng phải đợi thời gian 50 năm, vừa hay mài dỗ bản thân một chút, chỉ chiến đấu trong thế giới ảo, không có cảm giác ác bức. Dương Thiên nắm chặt đao vụ ảnh trong tay. Sau khi kết thúc nghìn năm chiến đấu trên chiến trường hư vô, hắn đến bây giờ gần như không trải qua mài dỗ sinh tử, cho dù chiến đấu, cũng chỉ là thi đấu với con người ảo mà thánh thần cổ nguyên sắp xếp chẳng qua chiến đấu với con người ảo dương thiên từ đầu đến cuối cũng không có một tia cảm giác gấp gáp bởi vì hắn biết bản thân chết đi có thể sống lại trong nháy mắt không tạo thành một chút tổn thất nào với hắn soạt thân ảnh dương thiên lực động vung đao vụ ảnh trong tay trực tiếp chém về phía một con hung thú dương thiên vung đao vụ ảnh trong tay chém thẳng về phía một con hung thú đao mang khổng lồ xuất hiện xen lẫn dao động pháp tác sắc bén đao vụ ảnh là trí bảo pháp tác công kích vô cùng mạnh uy lực lớn công kích phát ra tự nhiên cũng vô cùng kinh người giống một tiếng gào giống thống khổ vang lên trên người một con hung thú dữ tợn nháy mắt xuất hiện một vết thương khổng lồ dài nghìn mét chẳng qua vết thương này nhanh chóng khép lại không đến một giây đã khỏi hẳn đây chính là tác dụng của cơ thể bất tử cho dù là thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng đều có thể nhanh chóng phục hồi tất cả những tổn thương đều là căn nguyên pháp tắc trong cơ thể căn nguyên pháp tắc không hết thì cũng không thể chết để căn nguyên pháp tắc tổn thất đến một tình huống nhất định thân thể bất tử sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào, cường giả cấp viên mãn cũng sẽ dễ dàng chết đi. Thương thế trên người hung thú bốn chân màu vàng khôi phục khí thế trên người không giảm xuống bao nhiêu. Lực phòng ngự thật mạnh, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động. Những hung thú trước mắt mặc dù thân thể cồng kềnh, tốc độ không nhanh, nhưng lực phòng ngự lại đạt đến một mức độ kinh người. Cho dù vận tuấn hoàng mặc khải giáp trí bảo pháp tắc, mình một đao cũng có thể làm tổn thất căn nguyên pháp tắc một mức nhất định trên người anh ta, mà đối với hung thú bốn chân này lại khó có thể tạo thành thương tổn. Dương Thiên lắc đầu, chẳng qua cảm nhận ký một chút vẫn có thể phát hiện khí thế trên người hung thú bốn chân xảy ra sự suy giảm yếu ớt công kích của dương thiên không phải là không tạo thành ảnh hưởng đến nó công kích một đau không giết được mày ta liền công kích tiếp xem xe mày rốt cuộc có thể chịu bao nhiêu đau trong mắt dương thiên lộ ra một tê chiến ý hung thú bốn chân trước mắt không cần hoài nghi chính là đối tượng tu luyện tốt nhất oanh thân ảnh dương thiên lực động xuyên qua 10 con hung thú bốn chân màu vàng khổng lồ đồng thời lựa chọn một con hung thú không ngừng công kích nói đây là kế hoạch mày dỗ của hắn Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua thời gian một tháng. Mười con hung thú màu vàng khổng lồ rít gào, trong đó khí thế trên người một con hung thú đã giảm xuống một trình độ nhất định. Xung quanh nó, có một thân ảnh đang không ngừng xuyên qua. Thời gian một tháng, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể con hung thú này cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng hao tổn hoàn toàn. Ánh mắt của Dương Thiên tràn ngập sự lạnh lùng. Hắn chém thẳng một đao đi, con hung thú bốn chân đó không cam gầm nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt tối lại. Phanh! Cơ thể khổng lồ của nó ngã trên mặt đất. Hô! Cuối cùng cũng giết được một con. Trong lòng Dương Thiên thở phào một hơi. Hung thú bốn chân màu vàng trước mắt tốc độ rất chậm, một vài cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh có sở trường về tốc độ có thể vượt qua bọn chúng, nhưng phòng ngự trên người bọn chúng lại vô cùng kinh người, công kích linh hồn cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể không ngừng làm hao tổn căn nguyên trong cơ thể của bọn chúng. Tốc độ chậm, có lẽ là chỗ duy nhất mà những cường giả đó có thể lợi dụng, Dương Thiên thầm nghĩ. Thực lực của hắn mạnh mẽ, mặc dù ở cấp lĩnh chủ, nhưng lại có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ lại có đao vụ ảnh trí bảo pháp tác loại công kích mạnh mẽ vì vậy có thể không sợ hãi chủ động giết những con hung thú bốn chân màu vàng này cương giả cấp lính chủ khác có lẽ không làm được bọn họ có thể bảo toàn tính mạng đã coi như không tệ rồi thời gian một tháng thực lực của mình cũng tăng lên rất nhiều quả nhiên chỉ có chân chính chiến đấu thực lực của mình mới có thể nâng cao càng nhanh dương thiên cười khẽ tròn một tháng hắn đều chiến đấu mặc dù không ngừng lại nhưng hiệu quả rèn luyện lại rất không tệ tiếp tục mài rũa thời gian vẫn còn sớm mình vừa chiến đấu vừa bay đến điểm cuối dương thiên trong lòng đã quyết định chú ý ong trong hiện trường một cỗ dao động vô danh bỗng nhiên truyền đến cơ thể của con hung thú bốn chân màu vàng bị dương thiên giết chết vậy mà lại biến mất sau đó biến thành một điểm sáng nhanh chóng đến bên người dương thiên dung ngược vào trong cơ thể hắn điểm sáng này là cái gì dương thiên khuôn mặt kinh ngạc điểm sáng không biết này vậy mà lại tiến vào trong cơ thể hắn hắn căn bản không ngăn được ai biết điểm sáng này có hại với cơ thể hắn hay không ý thức của dương thiên nhanh chóng chìm vào trong cơ thể điểm sáng đó vậy mà ở trong thức hải của hắn. Soạt, tâm niệm Dương Thiên vừa động, điểm sáng đó liền bị hắn trực tiếp thu lại. Điểm sáng có thể thu lại, đối với mình không có nguy hiểm gì, chẳng lẽ đây là cơ duyên ẩn giấu của không gian này? Dương Thiên không nhịn được nghĩ. Điểm sáng trong tay không có chỗ dùng nào, cũng không có bất kỳ tin tức nhắc nhở nào. Dương Thiên suy nghĩ một lát, không có manh mối gì, chỉ đánh áp sự hoài nghi trong lòng xuống. Không cần biết điểm sáng có tác dụng không, kế hoạch của mình bây giờ là mài rũa bản thân, theo công kích hung thú bốn chân càng ngày càng nhiều, có lẽ sẽ biết tác dụng của điểm sáng đi trong lòng dương thiên thầm nghĩ thân ảnh hắn đến phía xa nghỉ ngơi nửa ngày điều chỉnh trạng thái của bản thân liên tiếp chiến đấu một tháng trạng thái của hắn không quá tốt nửa ngày sau dương thiên lại hướng về những con hung thú này thời gian trôi qua dương thiên không ngừng chiến đấu vừa tiến lên phía trước vừa mài rũa bản thân nháy mắt đã trôi qua thời gian 50 năm bây giờ vẫn còn 3 ngày chính là ngày không gian mở ra lần nữa đến lúc đó những cường giả liền có thể đi ra quyết định thứ tự của bản thân hoặc là lấy bảo vật, hoặc là bị Huyền Linh Tông thu nhận. Lúc này trong một khu vực, một đạo thân ảnh đang không ngừng xuyên qua, công kích vào một con hung thú bốn chân màu vàng. Soạt, đao mang tàn phát ra dao động khí thế vô cùng sắc bén chém lên trên người con hung thú này. Con hung thú này không cam gầm giống lên một tiếng, nhãn thần ảm đạm, cơ thể hung hăng rơi xuống nện mạnh lên đất, khiến cho mặt đất rung chuyển. Một nghìn con rồi, Dương Thiên nhìn con hung thú bốn chân chết trước mặt, trong lòng khẽ thở phào một hơi, trong mắt có một tiếng mong đợi. Nói chung, vào thời điểm có một trăm, một nghìn điểm sáng thì rất dễ xảy ra biến hóa ong một đạo dao động kỳ diệu truyền đến con hung thú này biến thành một điểm sáng nháy mắt đến bên cạnh dương thiên soạt lúc điểm sáng này đi đến điểm sáng trong thức hải của dương thiên toàn bộ bay ra có biến hóa rồi dương thiên nhìn những điểm sáng trong lòng chợt trở nên hưng phấn lên đây là tất cả điểm sáng hắn tích cóp được trong thời gian 50 năm một nghìn điểm sáng dung hợp lại với nhau nháy mắt một chùm sáng màu trắng có đường kính một mét xuất hiện trên mặt chùm sáng bảy hạt châu đang tàn phát ra quang mang kỳ dị đang chuyển động xoay tròn tàn phát ra từng tia dao động yếu ớt dương thiên nhìn bảy hạt châu này trong mắt trượt lộ ra một tia khó có thể tin được đây là nguyên châu pháp tắc một nghìn điểm sáng dần dần hợp lại với nhau tạo thành một chùm sáng dài một mét ở khu vực bên cạnh chùm sáng vậy mà có bảy hạt châu đang tàn phát ra quang mang kỳ dị người khác có thể không biết là cái gì nhưng dương thiên lại rất quen thuộc bảy viên này đều là nguyên châu pháp tắc bao gồm bảy hệ pháp tắc hoàn chỉnh như hệ kim hệ mộc hệ thủy trong mắt dương thiên lộ ra một tia chấn động ngay sau đó trong lòng liền mừng như điên dương thiên vươn tay ra định nắm lấy nhưng lại bị một lá chắn ngăn lại không cầm được dương thiên cao mày lại ong bỗng nhiên chùm sáng màu trắng hơi chớp động một âm thanh truyền đến lấy thực lực cấp lĩnh chủ giết chết một nghìn con cự giáp thú cấp viên mãn một hệ hoàn thành điều kiện có thể lựa chọn bất kỳ một viên nguyên châu pháp tắc một viên bất kỳ dương thiên nhìn những viên nguyên châu pháp tắc trước mắt thấp giọng nói đúng giọng nói này vậy mà lại vang lên trong mắt dương thiên lộ ra một tia kinh ngạc nhìn chùm sáng màu trắng trước mắt nó người tự có ý thức của bản thân dương thiên vừa nãy cho rằng đây là âm thanh cơ giới hóa ta là linh hồn của mảnh không gian này là chủ nhân để lại chuyên môn phụ trách mảnh không gian này chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm liền có thể lấy được nguyên châu pháp tắc trong tay ta giọng nói này vang lên xin đưa ra sự lựa chọn của ngươi nguyên châu pháp tắc hệ mộc dương thiên không do dự trực tiếp nói như ý nguyện của ngươi giọng nói này vang lên một viên trong bảy viên nguyên châu pháp tắc nháy mắt đến tay của dương thiên Soạt, sau đó, chùm sáng trước mắt biến thành một nghìn điểm sáng, nhanh chóng biến mất, tất cả trước mắt như thường, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dương Thiên nhìn nguyên châu pháp tác hệ mộc trong tay, trong mắt tràn ngập sự vui mừng. Không ngờ, sau khi giết chết những con hung thú này, những điểm sáng hiện ra lại có chỗ tốt như vậy, vậy mà có thể lấy được nguyên châu pháp tắc, Huyền Linh Tông và Chín Thần Điện, để do vị đại nhân kia đã từng tiến vào đây để lại. Vừa nay ý thức nói đến chủ nhân, rất có khả năng cũng là vị đại nhân kia. Ông ta ở trong bí cảnh này để lại nhiều cơ duyên như vậy là vì sao chứ? trong lòng dương thiên thầm nghĩ thế giới vũ nguyên bồi dưỡng thiên tài bí cảnh huyền linh cũng để lại rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng nhân tài ngoại giới nhất định là có nguyên nhân nào đó một lúc sau dương thiên buông bỏ ý nghĩ trong lòng bây giờ nghĩ những cái này không có tác dụng gì quan trọng là hắn trong những cơ duyên này lấy được chỗ tốt khổng lồ là được quả nhiên đúng như những gì mình nghĩ nguyên châu pháp tắc cũng có thể tạo ra nguyên châu pháp tắc tương tự khẳng định không chỉ có một viên chỉ cần thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định liền có thể chế tạo Vừa nãy mình chính là nhìn thấy Nguyên Châu Pháp Tắc hệ Kim, hệ Thủy, Dương Thiên nhìn Nguyên Châu Pháp Tắc hệ Mộc trong tay, thực lực đạt đến trình độ nhất định, muốn đem một hệ pháp tắc hoàn chỉnh khắc họa xuống khẳng định có thể làm được, chẳng qua, khẳng định cần thực lực rất mạnh. Nhân loại có một vài thánh thần vũ trụ, nếu bọn họ có thể tạo ra Nguyên Châu Pháp Tắc, vậy thì mình phải tìm hiểu xem, nhưng trên thực tế không có chút tin tức nào, vì vậy, cường giả có thể chế tạo ra những Nguyên Châu Pháp Tắc này có thể có thực lực vượt qua phạm chủ thánh thần vũ trụ, trong lòng Dương Thiên có một phỏng đoán kinh người. Một lúc sau, Hắn thu lại tâm tình, cảnh giới của hắn bây giờ chỉ là cấp lĩnh chủ, cách cấp thánh thần quá xa xôi. Không cần biết nguyên châu pháp tắc do ai tạo ra, mình lấy được nguyên châu pháp tắc hệ mộc, tương lai pháp tắc hệ mộc của mình liền có khả năng nắm giữ viên mãn. Trái đất trở bị lật lên cũng không phát hiện ra nguyên châu hệ mộc, không ngờ lại lấy được ở đây. Trong mắt Dương Thiên Trần ngập sự vui sướng. Nếu tu luyện bình thường, chỉ cần thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, theo lý thuyết mỗi một vị cường giả đều có thể lĩnh ngộ chín hệ pháp tắc, nhưng muốn đem những pháp tắc này đến một trình độ rất mạnh thì rất khó lĩnh ngộ pháp tắc cần có thiên phú mỗi một vị cường giả đều có pháp tắc sở trường của bản thân giống như sư phụ của dương thiên thần chủ hư tuyệt có sở trường là ba hệ pháp tắc cơ sở vì vậy nắm giữ hoàn toàn pháp tắc khác kỳ thực ông ta cũng tu luyện nhưng muốn nắm giữ hoàn toàn kỳ thực vô cùng khó khăn nhưng dương thiên có nguyên châu pháp tắc hệ mộc nó đối với pháp tắc hệ mộc của hắn có thiên phú đỉnh cấp không biết có cường giả khác lấy được nguyên châu pháp tắc không trong không gian này thực lực của ngân luôn hoàng mạnh hơn mình nếu anh ta cũng giết chết một nghìn con hung thú bốn chân màu vàng vậy thì rất có khả năng cũng lấy được nguyên châu pháp tắc dương thiên suy nghĩ trong lòng dương thiên nhìn về phía xa lúc này hắn đã đến điểm cuối của không gian này phía xa đang xảy ra rất nhiều chiến đấu nếu hắn mau chóng qua đó chỉ cần thời gian một ngày nếu là lúc trước dương thiên vẫn muốn tranh cướp một chút bảo vật nhưng bây giờ nguyên châu pháp tắc hệ mộc tới tay trong lòng hắn lại lập tức bình tĩnh lại vũ trụ chín hệ pháp tắc hắn đã tập hợp được chín viên nguyên châu pháp tắc chỉ thiếu một viên nguyên châu pháp tắc hệ thổ giết một nghìn con cự giáp thú mình liền có thể lấy được một viên nguyên châu pháp tắc không gian này vẫn còn thừa lại thời gian 30 năm mới đóng lại mình có hy vọng nhất định trong mắt dương thiên lộ ra một tia khát vọng lại lấy được nguyên châu pháp tắc hệ thổ đem chín hệ pháp tắc của hắn viên mãn vậy thực lực của hắn có thể đạt đến trình độ như thế nào ba kiện bảo vệ này đối với việc tăng thực lực của mình có hạn bây giờ nguyên châu pháp tắc hệ thổ mới là cái mình muốn lấy được nhất chỉ còn lại 30 năm mình bắt buộc phải nắm chặt thời gian dương thiên không hề do dự nhìn về phía xa đó là hướng của điểm cuối không gian oanh thân ảnh dương thiên lực động vậy mà bay dọc theo hướng ngược lại với điểm cuối mà đi hắn từ bỏ ba kiện bảo vật đó bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thời gian ba ngày rất nhanh đã trôi qua trên quảng trường khổng lồ hơn trăm cường giả cấp hư thần đang đứng xoạt 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 từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện 15 kiện bảo vật đó giống như có ý thức nhanh chóng đến bên người những cường giả vừa mới xuất hiện một thanh niên lớn lên có cánh màu vàng trên người đầy lân giáp Giống với nhân loại xuất hiện trên quảng trường, một trùng sáng nháy mắt liền đến bên người anh ta. Ha ha, trí bảo pháp tác loại phi hành đến tay, thanh niên trực tiếp đem đôi cánh này cầm lấy, đeo lên trên người. Anh ta chính là Ngân Luân Hoàng, là người đầu tiên ra khỏi không gian cấp lĩnh chủ, lấy được một kiện trí bảo pháp tác loại phi hành. Thêm hai kiện trên người anh ta lúc trước, bây giờ trên người Ngân Luân Hoàng chính là có ba kiện trí bảo pháp tác, xung quanh anh ta, từng vị cường giả nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt có một tia ghen ghét. Mặc dù Ngân Luân Hoàng lấy được nhưng chỉ cần ngân luân hoàng đi ra có khả năng sẽ bị rất nhiều cường giả tập kích đây là trí bảo pháp tác loại phi hành đủ để khiến bất kỳ cường giả cấp viên mãn nào điên cuồng từng bị cường giả đến điểm cuối của không gian nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của bản thân dương thiên lại vẫn luôn ở trong không gian bắt đầu giết chết từng con cự giáp thú bây giờ đến thời gian để nghỉ ngơi hắn cũng không có hắn lúc trước cần đến thời gian 50 năm mới có thể giết chết một nghìn con cự giáp thú bây giờ thời gian hắn ở lại chỉ còn có 30 năm vì vậy có tỷ lệ thất bại rất lớn chẳng qua Dương Thiên lại có đủ hiểu biết đối với những con cự giáp thú này, hơn nữa thực lực của hắn trong 50 năm này cũng đã được nâng cao lên một chút, lại thêm hắn bây giờ không phải lấy bài dỗ thực lực cả bản thân làm chính nữa, mà là giết chết, hắn thay đổi phương thức chiến đấu của bản thân, vì vậy, hiệu suất giết chết cự giáp thú bây giờ của hắn lập tức nhanh hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 năm, 20 năm, 29 năm. Nháy mắt, lại trôi qua 29 năm nữa, lúc này Dương Thiên đã giết tổng cộng 998 con cự giáp thú. Ha ha, còn lại thời gian một năm, còn thiếu hai con cự giáp thú nữa, mình liền có thể lấy được nguyên châu pháp tác hệ thổ trong mắt dương thiên tràn ngập vui mừng một năm giết chết hai con cự giáp thú đối với hắn mà nói không khó chút nào tiếp tục chiến đấu nhanh chóng đem nguyên châu pháp tác hệ thổ tới tay dương thiên lại không nghỉ ngơi mà tiếp tục chiến đấu nguyên châu pháp tác hệ thổ chưa đến tay hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể yên tâm được phanh một âm thanh nặng nề vang lên nhãn thần một con cự giáp thú ảm đạm cơ thể trực tiếp nện lên trên mặt đất con thứ một nghìn trên mặt dương thiên lộ ra sự mong đợi một trận dao động kỳ diệu truyền đến, cơ thể con cự giác thú nhanh chóng biến thành một điểm sáng, cùng lúc này, 999 điểm sáng trong thức hải của Dương Thiên cũng bay ra, dung hợp lại với nhau, hình thành một chùm sáng màu trắng. Trên chùm sáng, bảy hạt châu đang tản phát ra quang mang kỳ diệu xuất hiện ở đây. Hừ, vậy mà vẫn có 7 viên, Nguyên Châu Pháp Tắc hệ Mộc lại xuất hiện rồi, ánh mắt Dương Thiên có một tia suy nghĩ. Lấy thực lực cấp lĩnh chủ giết chết 1000 con cự giác thú cấp viên mãn một hệ, hoàn thành điều kiện, có thể lựa chọn một viên Nguyên Châu Pháp Tắc bất kỳ âm thanh quen thuộc vang lên ta lựa chọn nguyên châu pháp tắc hệ thổ dương thiên không chút do dự nói như ý nguyện của ngươi một hạt châu kỳ dị nháy mắt bay đến trước mặt dương thiên dương thiên trực tiếp nắm lấy cuối cùng cũng đến tay rồi trong mắt dương thiên tràn ngập vui sướng chín viên nguyên châu pháp tắc đã tới tay trình độ hắn có thể đạt đến trong tương lai tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người ong những quang mang màu trắng đó chớp động lập tức tản ra biến thành một nghìn điểm sáng có thể dừng lại một chút không dương thiên thử hô lên một tiếng ngươi có việc gì sao quang mang màu trắng đó hơi dừng lại một chút vậy mà thật sự dừng lại ta muốn hỏi một chút chủ nhân của người để lại bao nhiêu viên nguyên châu pháp tắc không dương thiên hỏi không gian năm khảo nghiệm lớn mỗi cái có 7 viên tổng cộng 35 viên quang mang màu trắng nói vậy thì lúc trước có cường giả lấy được rồi sao dương thiên hỏi có thêm hai viên của ngươi 35 viên đã mất đi 22 viên còn lại 13 viên quang mang màu trắng nói quả nhiên trong lòng dương thiên hiểu rõ ngoài hắn còn có những cường giả khác cũng lấy được nguyên châu pháp tắc ta có thể biết tên chủ nhân của ngươi không dương thiên hỏi biết được tên hắn lại điều tra một chút nói không chừng có chút manh mối ta không thể nói được nếu ngươi lấy được nguyên châu pháp tác tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội biết được quang mang màu trắng trực tiếp nói soạt quang mang màu trắng nháy mắt biến mất không để dương thiên nói ra tiếp câu hỏi dương thiên đứng dậy hơi lắc đầu đáng tiếc không biết danh tính của vị đại nhân đó thế giới vũ nguyên và các bí cảnh lớn vô cùng kỳ dị dương thiên đối với nó có rất nhiều chỗ không hiểu một lúc sau Dương Thiên Thu lại hoài nghi trong lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói chung, hắn ở trong không gian này có thu hoạch khổng lồ. Ở sự kiện Huyền Linh Tông, hắn mặc dù không lấy được trí bảo pháp tắc, nhưng lại lấy được hai nguyên châu pháp tắc còn chân quý hơn trí bảo pháp tắc nhiều. Đã ở đây gần 80 năm rồi, bây giờ nên đi ra thôi. Dương Thiên nhìn những cự giáp thú đang giết đảo phía xa, không tìm đến bọn chúng. Chỉ còn thừa lại thời gian mấy tháng, hắn căn bản không thể tập hợp 1000 điểm sáng lần nữa, lấy được viên nguyên châu pháp tắc thứ ba. Dương Thiên nhanh chóng đến điểm cuối không gian lần này, tâm niệm vừa động liền rời khỏi mảnh không gian này hắn xuất hiện trên quảng trường khổng lồ của huyền linh tông lại có cường giả xuất hiện rồi tỷ lệ mất mạng của lần khảo nghiệm này quá cao gần đạt đến chín mươi phần trăm đa số cường giả đều chết ở bên trong ta là cường giả cấp hắc động đỉnh phong đối diện lại là rất nhiều hung thú hoàng cảnh nếu không phải tốc độ của bọn chúng chậm ta cũng không thể đi ra mặc dù không gian khảo nghiệm lần này nguy hiểm nhưng phần thưởng bảo vật lần này cũng là lần phong phú nhất một vài cường giả thấy dương thiên xuất hiện ý thức truyền âm nói Đến lúc này, người tiến vào không gian chỉ có 10% số người đi, ra bây giờ chỉ còn lại mấy tháng cuối cùng, phòng trừng cường giả trong không gian rất ít. Đại nhân, một vị cường giả cảnh giới cấp lĩnh chủ đến bên cạnh Dương Thiên, cung kính nói, đại nhân thuộc về thành trì nào? Thành Lạc Tinh, Dương Thiên nói, xin đại nhân theo ta, vị cường giả cấp lĩnh chủ này dẫn đầu đem đám người Dương Thiên đến một khu vực, ở đây chỉ có hai mươi mấy người đang đứng, dẫn đầu là ba cường giả cấp viên mãn, cũng chính là trưởng lão của phân điện Thành Lạc Tinh. Kim Hiên, ba người này nhìn Dương Thiên, hô lên. Dương Thiên đi qua, hỏi, những người khác đâu? Đều chết hết rồi, chết trong không gian khảo nghiệm, sắc mặt ba người đều không quá tốt, đáy mắt còn có một chút sợ hãi. Dương Thiên kinh ngạc, thành lạc tinh đến tổng cộng là 229 cường giả, bây giờ số người sống sót cộng lại không đến 30 người, còn lại vậy mà đều chết trong không gian. Thần chủ âm cưu bọn họ cũng không ở đây, có lẽ cũng chết trong không gian rồi, Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ. Chẳng qua, khảo nghiệm này vốn dĩ đã vô cùng khó, tỷ lệ tử vong cao như vậy là bình thường. Tỷ lệ tử vong kinh người như vậy, tổng bộ huyền linh tông vậy mà vẫn tổ chức trong lòng dương thiên không hiểu đây căn bản không giống một tổng bộ tổ chức sự kiện thiên tài chẳng qua hắn cũng không đi phỏng đoán dụng ý của tổng bộ huyền linh tông một tháng sau đám người may mắn sống sót dương thiên quay trở lại thành lạc tinh dương thiên và hư thần ngôn là cặp mặt nói vài câu liền trở lại cung điện của bản thân sư phụ lâm sơn và lâm vũ thấy dương thiên trở lại rất là cao hứng dương thiên nhìn hai đệ tử của mình cũng lộ ra nụ cười lúc này thực lực của lâm sơn và lâm vũ vậy mà đều đạt đến cấp tinh chủ thời gian tu luyện 90 năm đã đạt đến cấp tinh chủ, thiên phú của Lâm Sơn và Lâm Vũ có thể nói là nghịch thiên. Dương Thiên nhìn hai đệ tử của mình. Khải Mạc Vân nói Lâm Sơn và Lâm Vũ là người bảo vệ của thần điện thời gian, sẽ dần dần thức tỉnh, tương lai nhất định có thể trở thành cấp hư thần, không biết bọn chúng mất bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lâm Sơn, Lâm Vũ, thực lực của các ngươi có tiến bộ rất tốt, Dương Thiên cười nói. Sư phụ, con và huynh hiện tại đã là thiên tài mạnh nhất trong phân điện thành lạc tinh nguyên linh tông rồi, Lâm Vũ tự hào nói. Đều là nhờ tài nguyên mà sư phụ để lại, thực lực của chúng con mới có thể đạt đến trình độ như bây giờ." Lâm Sơn không hề có chút kiêu ngạo nào, lời nói cũng vô cùng chín chắn, tốt hơn nhiều khi so với Lâm Vũ. Thời điểm Dương Thiên rời đi 80 năm trước, đã để lại rất nhiều tài nguyên, đủ để Lâm Sơn, Lâm Vũ tu luyện đến cấp Hắc động. "Sư phụ, 80 năm người không trở về rồi, lần này trở về người sẽ không đi nữa phải không?" Lâm Vũ cười hì hì nói. Nhìn bộ dạng của cô bé như vậy, căn bản không thể liên tưởng đến bộ dạng lúc nhỏ của cô bé. Lâm Vũ lúc này nhìn Dương Thiên, dưới đáy mắt tràn ngập sự sùng bái cảm kích cô bé nhớ rõ việc lúc nhỏ nếu không có dương thiên cô bé bây giờ cũng không biết bản thân đã lưu lạc ở chỗ nào ta sẽ ở đây một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ rời đi hơn nữa sẽ không bao trở lại đây nữa dương thiên nói thẳng sư phụ người muốn đi sao lâm sơn lâm vũ lập tức kinh ngạc nói dương thiên cười nói các ngươi bây giờ cũng được tính là đã trưởng thành rồi có thực lực bảo vệ bản thân chỉ cần thận trọng một chút lấy thân phận bây giờ của các ngươi không ai có thể ức hiếp các người nữa bây giờ thiên phú của lâm sơn và lâm vũ đã lộ ra được hư thần ngôn lạc xem trọng lúc trước hư thần ngôn lạc có ý muốn bồi dưỡng hai người lâm sơn lâm vũ mấy chục năm nay cũng đã chỉ điểm cho bọn chúng rất nhiều lần vì vậy trong thành lạc tinh tuyệt đối không có một vị cường giả nào dám đối phó với hai người bọn chúng ta sẽ ở lại đây mười năm sau đó sẽ trực tiếp rời đi dương thiên nói mười năm này việc tu luyện các người có chỗ nào nghi vấn có thể hỏi thằng ta trong bí cảnh huyền linh này dương thiên lấy được rất nhiều bảo vật nhưng dương thiên biết trong này vẫn có cơ duyên khổng lồ tám thần điện vẫn chưa bị phát hiện vì vậy hắn sẽ không lập tức rời đi trong lòng lâm sơn và lâm vũ khẽ thở phào một hơi bọn chúng còn cho rằng dương thiên muốn đi bây giờ sau đó dương thiên bắt đầu dạy dỗ hai đệ tử của mình tu luyện cùng lúc đó bản thể của hắn phân thân thú quang diễn và phân thân cây thần u minh cũng tiến vào trong bí cảnh huyền linh trong một khu vực bản thể của dương thiên đang đứng trước mắt hắn có hai viên nguyên châu pháp tắc đang trôi nổi bên cạnh nguyên châu pháp tắc là hai viên tụ linh châu vô thuộc tính Dương Thiên ở trong bí cảnh tụ linh lấy được 8 viên tụ linh châu vô thuộc tính, trong đồ bảo các của công ty lỗ sâu ảo có 3 viên, hắn đã đổi ra từ sớm rồi. Dưới sự khống chế của hắn, phân thân linh hồn nguyên châu pháp tác hệ mộc và phân thân linh hồn pháp tác hệ thổ nhanh chóng hình thành. Nháy mắt, sự huyền diệu của pháp tác hệ mộc và pháp tác hệ thổ không ngừng bị Dương Thiên lĩnh ngộ. Ở trên trái đất không có thu hoạch, lại lấy được nguyên châu pháp tác hệ thổ và hệ mộc ở trong bí cảnh huyền linh này, Dương Thiên hơi mỉm cười. Bây giờ, chín phân thân linh hồn nguyên châu pháp tác của hắn đã hình thành, có thể nói, cơ sở của hắn trong vũ trụ này tuyệt đối ở vị trí đứng đầu soạt dương thiên thu lại hai viên nguyên châu pháp tắc vẫn còn thừa mười năm bản thể phân thân thú quang diễn phân thân câu thần u minh toàn lực tìm kiếm những thần điện khác thời gian trôi qua mười năm loáng cái đã qua trong hư không dương thiên đang đứng hơi lắc đầu thời gian mười năm vẫn không phát hiện ra tám thần điện khác mười năm hắn dùng toàn lực tìm kiếm lại không có chút thu hoạch nào cả ánh mắt của dương thiên nhìn hoang mạc phía xa thầm nói trong lòng thời gian 100 năm bí cảnh huyền linh mở ra đã đến rồi, sẽ lập tức đóng lại, mình cũng nên ra ngoài rồi. Phân điện thành lạc tinh huyền linh tông, Dương Thiên nhìn hai đệ tử của mình. Lúc này trên mặt bọn chúng có một tia khiếp sợ. Dương Thiên ngăn cách một mảnh không gian nhỏ xung quanh, đem tin tức về thần điện thời gian một trong chín thần điện nói cho bọn chúng. Lâm Sơn, Lâm Vũ, liên quan đến thân phận người truyền thừa của thần điện thời gian của các người nhất định phải che giấu cẩn thận, các người sẽ dần dần thức tỉnh, bây giờ biết sớm một chút, tương lai cũng sẽ không hoảng loạn tương lai có một ngày các ngươi có đủ thực lực rồi có thể tiến vào trong thần điện thời gian chính là nơi mà lâm sơn người phát hiện ra thanh trường đao gãy dương thiên nói ta đến từ thế giới bên ngoài cũng sẽ lập tức phải rời đi tài nguyên nên có ta đã để lại rồi có thể trưởng thành đến mức độ nào thì hoàn toàn dựa vào bản thân các ngươi các ngươi cũng có thể bái cường giả mạnh mẽ khác làm sư phụ bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lâm sơn và lâm vũ tiêu hóa tin tức mà dương thiên nói một lúc sau mới hồi thần hai người liếc mắt nhìn nhau vậy mà trực tiếp quỳ xuống sư phụ không có người cũng không có con và tiểu vũ như ngày hôm nay cho dù người có phải đến từ thế giới bên ngoài hay không con cũng chỉ nhận một người là người lâm sơn kiên định nói đúng vậy sư phụ trong lòng con chỉ có một sư phụ là người thôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm vũ cũng có sự kiên định đứng lên đi dương thiên lắc đầu dặn dò hai người đứng dậy lâm vũ nhìn dương thiên nói sư phụ người sau khi rời đi có trở về thế giới huyền linh không dương thiên lắc đầu nói cái này ta cũng không biết Lần tiếp theo thế giới huyền linh mở ra ta cũng không biết là khi nào. Hắn nhìn hai đệ tử của bản thân lần cuối nói, "Thời gian sắp đến rồi, ta đi rồi, các ngươi phải tu luyện cho tốt, hy vọng tương lai lúc gặp lại các ngươi, các ngươi đã chân chính trưởng thành." "Xin tuân lệnh sư phụ." Lâm Sơn, Lâm Vũ vô cùng kiên định nói. Dương Thiên hơi mỉm cười, ở thế giới huyền linh này bồi dưỡng ra hai đệ tử, đây cũng là lần đầu tiên hắn thu nhận đệ tử, loại cảm giác này cũng không tệ. Soạt, thân ảnh của hắn nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. "Ta, Lâm Vũ nhìn ca ca của mình" Tiểu Vũ, sư phụ đã nói rồi, sự tình của thần điện chúng ta phải đặt ở trong lòng, cho dù là ai cũng không thể nói." Lâm Sơn ý thức truyền âm nói. "Muội biết rồi, ca." Lâm Vũ gật đầu. Bọn chúng nắm chặt nhẫn không gian trong tay, nhìn về hướng Dương Thiên biến mất. Trong nhẫn không gian là tài nguyên tu luyện mà Dương Thiên chuẩn bị cho bọn chúng, trong đó thậm chí còn có trọng bảo mạnh mẽ, có hai kiện trọng bảo đỉnh cấp mà Dương Thiên chuẩn bị về hai người, chẳng qua, bọn chúng phải đạt đến cấp lĩnh chủ mới có thể sử dụng được. Trong mắt Lâm Sơn, Lâm Vũ có một chút không nỡ lúc bọn chúng còn nhỏ thời điểm bơ vơ nhất là dương thiên thu bọn chúng làm đệ tử mới có bọn chúng của bây giờ ân tình này bọn chúng sẽ mãi mãi không quên đi thôi tiểu vũ mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đột phá cấp hắc động cho dù sư phụ không có ở đây chúng ta phải càng nghiêm khắc đối với bản thân hơn lâm sơn nói vâng lâm vũ gật mạnh đầu có một tia sáng lấp lánh trong mắt trên hoang mạc khổng lồ bản thể của dương thiên đang đứng phía xa toàn bộ phân thân như phân thân thú quang diễn phân thân cây thần u minh phân thân kim giáp nguyên trùng đều bay đến, sau đó tiến vào trong long vượng nguyên châu của Dương Thiên. Thời gian 100 năm, cuối cùng cũng phải rời khỏi đây rồi, Dương Thiên nhìn hoang mạc trước mắt nói. 100 năm ngắn ngủi, hắn ở đây lấy được rất nhiều bảo vật, thậm chí hai viên nguyên châu pháp tắc hắn vẫn luôn muốn có cũng đã lấy được, có thể nói hắn có thu hoạch khổng lồ. Ngoài ra hắn còn thu nhận hai đệ tử, đem bọn chúng bồi dưỡng đến cấp tinh chủ. Chẳng qua, trong lòng Dương Thiên cũng có tức nuối, tám tòa thần điện hắn vẫn chưa tìm được, định trước là không lấy được cơ duyên bên trong, lần này rời đi, không biết đến bao giờ bí cảnh huyền linh mới mở ra lần nữa hắn không nhất định có cơ hội tiến vào trong lần nữa dương thiên thu lại tâm tình trong lòng nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian sau đó bước vào trong bây giờ lấy thực lực của hắn trong tọa độ không gian có thể miễn cưỡng chống lại khí lưu hỗn độn bên trong im đi ở bên trong tốc độ rất chậm còn lâu mới bằng hư thần dạ kim có tốc độ vượt qua cả phi thuyền vũ trụ dương thiên rất nhanh đã đến khu vực biên giới sương mù màu trắng hắn lướt nhìn hoang mạc lần cuối trực tiếp tiến thẳng vào trong sương mù màu trắng sau đó thân hình liền xuất hiện ở thế giới vũ nguyên sư đệ trong thức hải của dương thiên bỗng nhiên vang lên một giọng nói dương thiên ngoảnh đầu chính là huyết lân dương thiên tươi cười đi qua nói sư huynh ngươi cũng đi ra rồi huyết lân là cường giả cấp viên mãn ba hệ thực lực tương đương với thần chủ hư tuyệt lúc nào huyết lân cũng đang ở đây ngoài ra còn có rất nhiều cường giả dị tộc không dễ dàng gì suýt chút nữa là chết trong không gian khảo nghiệm huyết lân lắc đầu nhưng qua thì tâm tình anh ta không tệ anh ta trong không gian khảo nghiệm đó phải đối mặt với cự giáp thú có cảnh giới cấp viên mãn năm hệ trong vũ trụ này gần như rất ít gặp được cho dù anh ta là đệ tử của thánh thần cổ nguyên có rất nhiều át chủ bài cũng rất khó khăn mới chống lại được nhiều cự giáp thú như vậy sư huynh thu hoạch như thế nào dương thiên hỏi nhìn huyết lân như vậy có lẽ là có thu hoạch không gian khảo nghiệm cường giả cấp viên mãn ba hệ ta xếp thứ hai huyết lân cười nói chúc mừng sư huynh dương thiên nói lời chúc mừng huyết lân cười không hỏi dương thiên anh ta ở trên khu vực quảng trường biết 14 người khác lấy được bảo vật, trong đó không hề có Dương Thiên. Sư đệ, người biết cường giả lấy được bảo vật lần này lần này không? Huyết Lân nói. Dương Thiên lắc đầu. 15 bảo vật lần này, có đến 11 kiện bị cường giả của thế giới vũ nguyên chúng ta lấy được. Huyết Lân nói. Cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Trong thế giới vũ nguyên, không có cường giả cấp hắc động tiến vào, vì vậy sự kiện tổng bộ huyền linh tông, ba bảo vật của cấp hắc động, bọn họ không thể lấy được, còn 12 bảo vật khác, lại bị những cường giả đến từ bên ngoài bí cảnh như bọn họ lấy được mười một kiện điều này là bình thường thôi lúc trước bí cảnh huyền linh mở ra cũng có rất nhiều cường giả tham gia sự kiện nhưng cuối cùng đa số phần thường đều bị cường giả nguyên vũ trụ lấy được huyết lân nói là bởi vì cơ duyên của bản thân bí cảnh ánh mắt dương thiên hơi động đúng trong bí cảnh huyền linh mặc dù có thể sinh sôi nảy nở không ngừng sinh sản ra những sinh mệnh mới nhưng tiềm lực thiết phú của sinh mệnh được tạo ra kém hơn rất nhiều so với nguyên vũ trụ chúng ta huyết lân nói trong lòng dương thiên bỗng nhiên hiểu rõ thảo nào vị tồn tại mạnh mẽ đó lại để lại nhiều tài nguyên như vậy trong bí cảnh huyền linh lại bồi dưỡng cường giả đến từ bên ngoài bởi vì tiềm lực thiên phú của cường giả đến từ bên ngoài càng mạnh càng đến hậu kỳ loại tiềm lực thiên phú này biểu hiện ra sẽ càng rõ ràng dương thiên có chút hiểu rõ ý đồ của vị tồn tại mạnh mẽ đó bí cảnh huyền linh thiên tài mạnh nhất xuất hiện nếu đặt trong thế giới vũ nguyên và trong cả vũ trụ cũng chỉ được coi là thiên tài rất bình thường tiềm lực có hạn sư đệ Chí bảo pháp tác loại phi hành ban thường cho người xét thứ nhất cấp lĩnh chủ lần này bị Ngân Luân Hoàng lấy được, người nhất định phải cẩn thận, huyết lân nhắc nhở. Ta biết, Dương Thiên gật đầu. Quả nhiên, Dương Thiên thầm nói trong lòng, Ngân Luân Hoàng có thể dựa vào thực lực cấp lĩnh chủ đối địch với cường giả cấp viên mãn hai hệ, thực lực như vậy ở trong toàn bộ cường giả cấp lĩnh chủ vũ trụ gần như là ở vị trí đỉnh cấp nhất, lấy được vị trí thứ nhất của giai đoạn cấp lĩnh chủ thì rất dễ dàng. Không biết Ngân Luân Hoàng có lấy được nguyên châu pháp tắc không, Dương Thiên trong lòng nghĩ. Hai người đang nói chuyện với nhau. Soạt, một thân ảnh đến đây nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi thần chủ âm cưu dương thiên nhìn vị cường giả này chính là vị cường giả cùng dương thiên gia nhập vào phân điện thành lạc tinh huyền linh tông lại chết trong không gian khảo nghiệm nhanh như vậy đã sống lại rồi xem ra những tộc quần này rất xem trọng đối với thiên tài của thế giới vũ nguyên dương thiên thầm nói trong lòng thế giới vũ nguyên đều là thiên tài đỉnh cấp chân chính cho dù chết trong bí cảnh huyền linh cũng sẽ được cường giả trong tộc làm sống lại nhanh chóng dương thiên liếc nhìn sắc mặt của rất nhiều cường giả cấp viên mãn của khu vực này đều rất khó nhìn tỷ lệ mất mạng của bí cảnh huyền linh lần này lên đến 90%, mặc dù chết rồi có thể sống lại, nhưng bảo vật mà bản thân tích lũy suốt bao nhiêu năm tháng lại mất hết. Dương Thiên và Huyết Lân nói với nhau vài câu, liền trực tiếp rời khỏi thế giới Vũ Nguyên. Sao hỏa, hệ ngân hà, Dương Thiên đang đứng yên. Bắt đầu từ bây giờ, vì để chuẩn bị đột phá pháp tắc thời gian, thời gian tiếp theo, phân thần cây thần u minh của mình sẽ dùng toàn lực để lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, bản thể cũng tu luyện pháp tắc thời gian, cẩn thận tiếp thu kinh nghiệm đột phá pháp tắc thời gian. Thánh thần cổ nguyên biết Dương Thiên sắp được căn nguyên pháp tắc của pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian thừa nhận, vì vậy đã sớm đem lượng lớn kinh nghiệm đột phá cho Dương Thiên rồi. Trong cây thần u minh, thánh quả căn nguyên thời gian đang tản phát ra quang mang yếu ớt, pháp tắc thời gian của Dương Thiên nhanh chóng tiến bộ. Khiêm tốn tu luyện, tất cả đều đợi pháp tắc thời gian đột phá rồi nói sao? Chỉ cần pháp tắc thời gian của Dương Thiên đột phá, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất. Dương Thiên mang phân thân kim giáp nguyên trùng trở lại thế giới vũ nguyên, đến chín khu vực truyền thừa. Dương Thiên, Nhìn kìa, là Dương Thiên. Dương Thiên đến đây, tự nhiên cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của rất nhiều cường giả, lúc trước rất nhiều cường giả tiến vào trong bí cảnh huyền linh, bây giờ đã đi ra toàn bộ, rất nhiều người tụ tập tại chín nơi truyền thừa. Dương Thiên là thiên tài đỉnh cấp của nhân loại, rất nhiều dị tộc đều muốn giết chết hắn, nhưng thời gian đã trôi qua hơn 200 năm, hắn vẫn bình yên vô sự. Thế giới Vũ Nguyên, cơ hội ra tay chỉ có một giây, Dương Thiên được cường giả cấp hư thần của nhân loại bảo vệ, linh hồn lại mạnh mẽ cường giả cấp hư thần của dị tộc cũng vì hắn mà chết mất một người cường giả cấp hư thần muốn nghịch chuyển thời gian để sống lại cái giá phải trả rất là lớn bí cảnh huyền linh lúc trước ngược lại có rất nhiều cơ hội nhưng lại không có ai phát hiện ra dương thiên bỏ qua cơ hội lớn như vậy chờ mà xem năm tộc quần đình phong như yêu tộc sẽ không bỏ cuộc chỉ cần cho bọn họ chút cơ hội bọn họ liền có thể giết chết dương thiên vô số cường giả dị tộc nghị luận sôi nổi dương thiên nhìn các cường giả dị tộc sắc mặt bình tĩnh trực tiếp đi vào trong nơi truyền thừa cửu tọa bắt đầu tiếp nhận truyền thừa pháp tắc thời gian. Mấy trăm năm tiếp theo, trọng điểm của hắn phải đạt được pháp tắc thời gian. Dương Thiên đang tiếp nhận truyền thừa pháp tắc. Dương Thiên ở thế giới Vũ Nguyên, cứ mỗi 10 năm hắn lại có 100 ngày truyền thừa, gần bằng ngân luân hoàng, đương nhiên có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Ta 10 năm mới truyền thừa không đến 20 ngày, hoàn toàn không thể so sánh được. Các dị tộc nhìn truyền thừa cửu tọa khổng lồ, họ vì muốn đánh giết Dương Thiên mà không hề do dự tiếp nhận truyền thừa pháp tắc. Trong đó, có vài cường giả hư thần cường đại ngụy trang trong đông đảo các cường giả thuận tiện chú ý đến động tĩnh của dương thiên họ chính là nhóm cường giả của hư thần lang nguyệt biết được dương thiên vào trong nơi truyền thừa họ liền đến đây luôn họ cần phải tìm được cơ hội khi cường giả hư thần nhân tộc không kịp ra tay nhanh chóng đả thương dương thiên đánh giết theo linh hồn dương thiên đây chính là cách hoàn mỹ nhất để giết chết được dương thiên ở thế giới vũ nguyên trước mắt đã 10 ngày trôi qua thân ảnh của dương thiên trực tiếp rời khỏi nơi truyền thừa soạt một vị hư thần của nhân tộc vũ trụ đột nhiên đến bên cạnh dương thiên Dương Thiên khẽ cười, nói hai câu với hư thần nhân tộc này rồi lập tức rời đi. Nhân loại hư thần tụ vân đáng chết, hư thần Lang Nguyệt và các cường giả trầm xuống. Có cường giả hư thần nhân loại ở đây, họ rất khó giết được Dương Thiên. Dương Thiên trở về cung điện của nhân tộc, ở đấy rất nhiều cường giả, chúng ta không thể làm gì được, phải đợi thôi. Những cường giả dị tộc này chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Dương Thiên quay trở về cung điện của hắn. Đoán chừng một vài cường giả hư thần dị tộc đều đang ẩn nấp trong đông đảo cường giả dị tộc cấp viên mãn kia, Dương Thiên cười lạnh trong lòng hắn biết rõ dị tộc muốn tìm cơ hội đánh giết hắn có điều hư thần tụ vân mặc dù đã nhận lệnh nhưng vẫn một mực bảo vệ mình tương lai mình cũng phải tìm cơ hội để cảm ơn dương thiên thầm nghĩ trong lòng sau việc ám sát hư thần mặc dương của chủng tộc lần trước thánh thần cổ nguyên liền sắp xếp hư thần tụ vân bảo vệ dương thiên ở nơi truyền thừa việc này đối với hư thần tụ vân không là gì cả nhưng đối với an toàn của dương thiên đã nâng cao thêm sự bảo hộ dương thiên trực tiếp quay về trong cung điện của hắn bắt đầu tu luyện mỗi một đoạn thời gian ý thức của hắn lại vào thế giới ảo bắt đầu cùng người ảo mà thánh thần cổ nguyên sắp xếp không ngừng chiến đấu. Sau một năm, Dương Thiên lại quay trở về cung điện cùng nơi truyền thừa, không đi tới bất kỳ nơi nào khác. Trong thời gian một năm, hắn đều ngẫu nhiên chọn một ngày nào đó đến nơi truyền thừa cửu tọa, sau đó tiếp nhận truyền thừa 10 ngày. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Việc này thậm chí đã tạo thành một quy luật. Dương Thiên lại quay về nơi truyền thừa cửu tọa để tiếp nhận truyền thừa rồi. hừ hắn nghĩ rằng chỉ cần dựa vào truyền thừa cửu tọa mà có thể đột phá lên cấp viên mãn được hay sao? mỗi một cường giả của thế giới vũ nguyên ngoại trừ việc đợi ở đây thỉnh thoảng vẫn đi thám hiểm các nơi khác trong vũ trụ thực lực đến được trình độ như hiện tại không trải qua mài dỗ tôi luyện thì không thể nào đột phá lên cấp viên mãn được ai mà biết được có thể thiên tài cường đại nhất vũ trụ này có phương thức tu luyện đặc biệt của dương hắn bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ha ha chắc chắn là nhát gan rồi có bao nhiêu dị tộc đang nhắm vào nhân loại dương thiên hắn dám ra ngoài ư một khi bị cường giả phát hiện ra tung tích hắn ngoại trừ tự bạo tuyệt đối không thể chạy thoát, thậm chí có khả năng bị tiêu diệt linh hồn. 300 năm đi tới đi lui tu luyện của Dương Thiên sớm đã gây chú ý cho các cường giả khác, các cường giả này có nghi hoặc, có cười nhạo. Phương thức tu luyện của Dương Thiên quá mức đơn giản, tuy an toàn nhưng thời gian lại quá dài, thực lực được nâng cao cũng vô cùng chậm. Đương nhiên, trong lòng đại bộ phận cường giả đều cho rằng Dương Thiên không dám ra ngoài. Thật sự, cường giả muốn giết chết Dương Thiên rất nhiều, Dương Thiên nếu muốn ra ngoài, một khi bị phát hiện ra tung tích nhất định sẽ bị cường giả hư thần của năm tộc quần đỉnh phong lớn truy sát. Cường giả của toàn vũ trụ đều cho rằng Dương Thiên nhát gan, thậm chí có một vài cường giả của nhân tộc cũng nghĩ như vậy. Có điều, Dương Thiên căn bản không quan tâm đến cách nhìn của người khác, tiếp tục tu luyện. Trước mắt đã trôi qua 400 năm. Trong cung điện, Dương Thiên lặng lẽ ngồi xếp bằng, đột nhiên, hắn mở mắt ra. Pháp tắc thời gian của mình cuối cùng cũng đạt đến cơ duyên đột phá rồi, trong mắt Dương Thiên tràn đầy sự vui mừng. Dưới tác dụng của quả thánh căn nguyên thời gian, Vốn dĩ hắn cần hàng ngàn năm mới có thể đột phá được pháp tắc thời gian, bây giờ chỉ cần vỏn vẹn 400 năm đã đến được nơi bình cảnh. Đi thôi, mang theo phân thân khác trực tiếp đến chỗ Thánh thần Cổ Nguyên, bắt đầu thử đột phá. Dương Thiên đứng dậy, trực tiếp rời đi. Về việc làm thế nào để có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian, hắn đã sớm mô phỏng vô số lần, trong lòng nhất định đã nắm chắc. Trong thánh địa Cổ Nguyên, thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện. Trước tiên đi gặp sư phụ, Dương Thiên bước ra khỏi cung điện của hắn. Thần chủ Mộc Huyền, thần chủ Quân Viêm, ta có việc cần tìm sư phụ làm phiền thông báo một tiếng giúp ta dương thiên nói dương thiên thánh thần cổ nguyên có lệnh người đã đến đây thì có thể trực tiếp vào trong mục huyền quân viêm trực tiếp đáp lại hai người họ cũng không dám kêu căng chút nào với dương thiên với thiên phú của dương thiên thực lực tương lai có thể vượt qua bọn họ là việc dễ như trở bàn tay dương thiên gật đầu trực tiếp đi vào trong dương thiên thánh thần cổ nguyên đứng dậy nhìn đệ tử của mình nói người đến đây có chuyện gì sao pháp tắc thời gian của đệ tử sắp đột phá muốn đến thông báo cho sư phụ dương thiên cung kính nói hà có thể đột phá rồi thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của mình khóe miệng lộ ra nụ cười có thể đột phá thì tốt tu luyện pháp tắc thời gian đột phá càng sớm càng tốt áp chế cảnh giới của mình cũng không có gì tốt đi đi sư phụ đợi tin tốt của người vâng dương thiên trịnh trọng rời đi trở về cung điện của mình dương thiên ngồi xếp bằng bên cạnh hắn ta cây sinh mệnh cùng toàn bộ bốn phân thân đều xuất hiện bây giờ bắt đầu thử đột phá bình cảnh dương thiên nhắm mắt lặng lẽ cảm nhận dao động của pháp tắc thời gian pháp tắc thời gian thân là pháp tắc đỉnh cấp muốn đột phá không phải là chuyện dễ dàng trước mắt đã một năm sau dương thiên và bốn phân thân ngồi xếp bằng đột nhiên thiên địa nhanh chóng biến hóa một thế giới lĩnh vực khổng lồ bao quanh bốn phía của dương thiên dương thiên cùng phân thân mở mắt ra ghen gấp hơn hai ngàn lần trên cơ thể hoàn toàn thôi động trong nháy mắt trong thế giới lĩnh vực xung quanh dương thiên xuất hiện từng mảng méo mó kỳ dị bản thể của hắn liên thông với bốn phân thân dường như đang ở trong một khu vực kỳ lạ dầm căn nguyên pháp tắc thời gian đã hàng lâm rồi Dương Thiên đã xông phá được bình cảnh của pháp tắc thời gian, đột nhiên, căn nguyên pháp tắc thời gian hàng năm rồi. Pháp tắc thời gian, không gian vốn dĩ vô hình vô sắc, khó mà nhìn thấy được. Cho nên nhìn từ phía xa nhìn lên, còn có thể thấy rõ ràng Dương Thiên cùng với dáng vẻ của phân thân, nhưng không hề nhìn được cảnh tượng chấn động khi pháp tắc hệ kim, pháp tắc hệ thủy cùng năm hệ pháp tắc cơ sở của Dương Thiên đột phá lên cấp lĩnh chủ. Nhưng, nếu cơ thể của Dương Thiên trong lĩnh vực pháp tắc có thể cảm nhận được dao động pháp tắc cường đại, Dương Thiên ngồi xếp bằng trên đất, chỉ cảm nhận được xung quanh đã bị căn nguyên thời gian bao trùm hoàn toàn tuy không nhìn thấy được nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được dầm căn nguyên thời gian dài đặc đến cực hạn như những dòng nước lũ không ngừng bị thân thể dương thiên hấp thụ cơ thể của dương thiên bắt đầu nhanh chóng phát sinh lột xác căn nguyên của thân thể không ngừng gia tăng thực lực cũng được nâng cao với tốc độ kinh người pháp tắc thời gian là pháp tắc đỉnh cấp trong vũ trụ nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian chính là cường giả cấp hư thần có thể nghịch chuyển thời gian thực lực so với cường giả cấp viên mãn nắm giữ hoàn chỉnh bảy hệ pháp tác cơ sở còn cường đại hơn bởi vậy có thể thấy được sự kinh khủng của nó căn nguyên thời gian quá dày đặc rồi lần này dương thiên đột phá động tĩnh còn lớn hơn so với lần trước phía xa trung tâm cung điện ánh mắt của thánh thần cổ nguyên đang nhìn về phía này trong mắt có chút kinh ngạc với thực lực của ông ta tất nhiên sẽ cảm ứng được tình cảnh đột phá của dương thiên dưới ánh mắt của ông ta căn nguyên thời gian đã tràn ngập hoàn toàn cung điện của dương thiên chạm vào thiên địa trong sân dương thiên đang điên cuồng nuốt lấy những căn nguyên thời gian bốn phân thân của hắn cũng không ngừng nuốt lấy thực lực toàn thể đang mạnh lên nhanh chóng thời gian chậm rãi trôi qua mười phút sau dao động pháp tắc bên cạnh dương thiên mới dần giảm bớt cơ thể hấp thụ căn nguyên pháp tắc thời gian đã đến giới hạn rồi dương thiên cảm nhận được dao động khí thế cường đại trên thân thể căn nguyên thời gian nhanh chóng tản ra vài giây sau nơi đây lại hồi phục lại bình thường giống như chưa hề có gì xảy ra qua dương thiên đứng dậy cảm nhận được thực lực của bản thân khóe miệng nở nụ cười Giao động khí thế của cường giả cấp viên mãn ba hệ có được truyền thừa pháp tắc hệ kim hệ thủy cùng năm hệ can nguyên pháp tắc thực lực của dương thiên có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn một hệ bây giờ có được truyền thừa căn nguyên pháp tắc thời gian thực lực của dương thiên có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn ba hệ viên mãn ba hệ cũng được xem là mạnh trong nhóm cường giả cấp viên mãn rồi khuôn mặt dương thiên hiện ra sự hân hoan vui mừng sư phụ của hắn là thần chủ hư tuyệt cùng với sư huynh huyết lân chính là cường giả giai đoạn cấp viên mãn ba hệ dương thiên đứng dậy toàn bộ phân thân bốn cây sinh mệnh của hắn cũng đứng lên dao động trên bốn phân thân của dương thiên lúc này không hề thua kém yếu ớt hơn bản thể chúng hấp thụ căn nguyên pháp tắc thời gian tương đương với bản thể bản thể cộng thêm bốn phân thân lớn bây giờ mình đã có năng lực chiến đấu của cường giả cấp viên mãn ba hệ rồi ánh mắt dương thiên trông rất dọa người như tộc quần thú quang diễn hiện tại chỉ có bảy cường giả cấp viên mãn ngoại trừ đại trưởng lão lăng tuyệt thực lực cường đại gia thực lực đại khái là cấp viên mãn bốn hệ sáu vị trưởng lão còn lại thực lực đều chưa đạt đến cường giả cấp viên mãn ba hệ lăng tuyệt không ra tay dương thiên có thể quét sạch toàn bộ tộc quần thú quang diễn soạt dương thiên thu lại toàn bộ bốn phần thân lớn của hắn cảm nhận được dao động uy thế cường đại trên cơ thể dương thiên vừa tâm niệm liền nhanh chóng thu liễm lại lần trước đột phá hắn chưa có nhiều kinh nghiệm vậy nên bị rất nhiều cường giả nhìn ra thực lực của hắn bây giờ hắn đã có đủ hiểu biết về cấp viên mãn xem ra hiện tại dao động khí thế trên người dương thiên chỉ mạnh hơn trước một chút dương thiên mục huyền quân viêm thấy dương thiên đi tới sâu trong mắt lộ ra sự kinh ngạc thần chủ mộc huyền thần chủ quân viêm ta vào đây dương thiên khẽ cười hắn trực tiếp đi vào trong cung điện nhìn bóng lưng của dương thiên mộc huyền nhìn quân viêm ý thức truyền âm nói ngươi có thể nhìn ra được thực lực của dương thiên không không thể quân viêm lắc đầu ý thức truyền âm nói ta không thể nhìn thấu được thực lực của dương thiên hơn nữa ta cảm nhận được trên người dương thiên có tiên khí tức khiến tim đập nhanh mộc huyền trầm mặc ông ta khi nãy cũng cảm nhận được họ vừa nãy cũng biết dương thiên đang đột phá bây giờ nhìn thấy dương thiên nhưng lại không nhìn rõ được thực lực của hắn, có thể khiến hai người nắm giữ hoàn chỉnh hai hệ pháp tắc như họ nhìn không ra, vậy thì chỉ có một khả năng, Dương Thiên sau khi đột phá thực lực đã vượt qua được hai người họ. Dương Thiên đi vào trong cung điện, cung kính nói, "Sư phụ, Dương Thiên, lần đột phá này, thực lực của người đã cường đại hơn rất nhiều." Thánh thần cổ nguyên cười nói, có lòng tin chiếm được vị trí thứ nhất bằng thời gian truyền thừa vũ nguyên không? "Có." Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói thẳng, "Chiếm được vị trí thứ nhất bằng thời gian truyền thừa vũ nguyên chính là có thực lực đánh bại được ngân luân hoàng." ngân luân hoàng có thể tương đương với cường giả cấp viên mãn hai hệ xem ra bây giờ dương thiên tuyệt đối không thể thua được anh ta luận về thực lực hắn mạnh hơn luận về trí bảo pháp tác hắn cũng mạnh hơn thực lực của hắn chắc chắn có thể đẹp bẹp được ngân luân hoàng có tự tin thì tốt đi đi tu luyện cho tốt thánh thần cổ nguyên nở nụ cười đệ tử cáo lui dương thiên cung kính rời đi thánh thần cổ nguyên nhìn bóng lưng của dương thiên trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng hơn hai ngàn năm dương thiên đã có được thực lực viên mãn ba hệ bốn phần thân lớn của hắn cũng có lực chiến đấu tương tự các dị tộc muốn giết được đệ tử của ta càng ngày càng khó rồi tương lai nhân tộc ta sẽ thêm một cường gia đình cấp chân chính hệ ngân hà sao hỏa dương thiên nhìn bốn phần thân trước mắt tiếp theo cây sinh mệnh phân thân cây thần u minh cùng phân thân thú quang diễn tiếp tục ở lại đây chấn thủ trái đất đồng thời lĩnh ngộ các hệ pháp tác dương thiên sắp xếp con đường đi tiếp theo trọng điểm hiện tại là lĩnh ngộ pháp tác hệ mộc hệ thổ và không gian quan trọng nhất chính là pháp tác không gian có được thừa nhận căn nguyên pháp tác trong mắt Dương Thiên hiện ra sự kỳ vọng, pháp tắc thời gian có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc, thực lực của hắn có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn ba hệ, nếu pháp tắc không gian có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thực lực của hắn có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn năm hệ. Trong vũ trụ, dưới cấp hư thần, cường giả có thể đạt được cấp viên mãn năm hệ rất ít, toàn vũ trụ không có mấy người, bọn họ đều là tồn tại đỉnh cấp chân chính trong cấp viên mãn, cường giả cấp hư thần đều không muốn đụng chạm với họ, bởi vì cho dù là cường giả cấp hư thần cũng không nhất định là nắm giữ hoàn chỉnh năm hệ pháp tắc. Thiên phú bọn họ nghịch thiên, khả năng đột phá lên cấp hư thần rất lớn, chỉ có đột phá mới là tồn tại cực mạnh trong cấp hư thần. Dương Thiên trong lòng đã có kế hoạch nâng cấp chi tiết. Còn hơn 200 năm nữa là lễ rửa tội hồ thánh lần thứ ba tộc quần thú quang diễn, bây giờ cứ tu luyện ổn định trước, sau khi lễ rửa tội hồ thánh lần thứ ba qua đi, mình lại tiến vào khu vực bên trong một chút, tiếp nhận tu luyện, tranh thủ cấp tốc đột phá pháp tắc không gian, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thế giới vũ nguyên quá mức an nhàn, chỉ có sống chết tôi luyện mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân. Trong vũ trụ, ngoại trừ thế giới vũ nguyên, thực ra còn rất nhiều nơi khác phù hợp cho các cường giả cấp viên mãn mài dỗ tôi luyện, có điều tỷ lệ tử vong ở những nơi ấy của cường giả cấp viên mãn cũng rất cao. So ra, thế giới vũ nguyên rất an toàn, mà cơ duyên cũng coi là không tệ, thích hợp với thiên tài tuyệt thế. Dương Thiên lại quay trở về thế giới vũ nguyên. Là Dương Thiên. Dương Thiên lại xuất hiện rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên, lập tức, tin tức liên quan tới hắn trong nháy mắt đã được truyền đi khắp bốn phương. Trước kia Dương Thiên rời thế giới Vũ Nguyên, các dị tộc này cũng mất đi tung tích của Dương Thiên, còn tưởng Dương Thiên đi sông xáo ở đâu rồi chứ, không ngờ rằng vẫn quay lại đây. Ha ha, nhân loại Dương Thiên vốn nhát gan người còn không biết sao, làm sao dám rời thế giới Vũ Nguyên chứ? Cũng đúng, không có sự bảo hộ của hư thần nhân loại vũ trụ, với thực lực cấp viên mãn hai hệ của ta cũng có thể dễ dàng trả đập hắn. Đoán chừng hắn vẫn muốn tiếp tục tu luyện thông qua nơi truyền thừa cửu tọa. Đông đảo cường giả dị tộc nghị luận ầm ĩ, trong mắt khinh thường, trăm năm trước Dương Thiên không đến bất cứ nơi nào, chỉ ở trong thế giới vũ nguyên tu luyện, không mài dỗ bản thân. Ở phía xa, huyết lân đang đi đến. Sư Huynh, Dương Thiên cười nói. Hả, Dương Thiên, thực lực của người lại có đột phá rồi. Huyết lân kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiên, mặc dù Dương Thiên ẩn giấu đi dao động của thân thể, nhưng huyết lân đứng ngay bên cạnh Dương Thiên. Hơn nữa anh ta và Dương Thiên đã tiếp xúc một khoảng thời gian dài, nên có thể cảm nhận được khí thế mạnh hơn một chút trên người Dương Thiên. Ừm, um, có đột phá, ta chuẩn bị vào không gian bảng danh sách thế giới vũ nguyên kiểm tra thực lực của mình một chút dương thiên cười nói ở thế giới vũ nguyên biểu hiện ra thiên phú thực lực càng mạnh thì càng nhận được nhiều thời gian truyền thừa dương thiên không cần phải che giấu thực lực hắn cũng không cần phải sợ thực lực bị bại lộ bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hắn bây giờ phải nắm chắc lấy tất cả cơ duyên nâng cao thực lực bản thân hừ xem ra sư đệ rất có tự tin Quyết lân cười nói đi thôi để ta xem sư đệ vào như thế nào hai người thông qua lỗ sâu cùng nhau đến khu vực của danh sách truyền thừa vũ nguyên danh sách xếp hạng có thay đổi dương thiên nhìn về phía màn quang khổng lồ lúc này hạng nhất ngân luân hoàng truyền thừa thời gian từ 150 ngày thành 160 ngày ngày truyền thừa của các cường giả khác hầu như đều có thay đổi sư đệ ngân luân hoàng mấy tháng trước đã tiến vào không gian bảng danh sách tiến hành một lần kiểm tra số ngày truyền thừa lại tăng thêm 10 ngày hơn nữa ngân luân hoàng có tới ba trí bảo pháp tắc đối mặt với cường giả cấp viên mãn ba hệ mà vẫn có thể rút lui hoàn toàn thực lực vô cùng cường đại huyết lân nhắc nhở Dương Thiên gật đầu. Xem ra hàng trăm năm nay không chỉ có một mình mình tiến bộ, thế giới Vũ Nguyên đều là thiên tài tuyệt thế, Chuyển thừa thời gian của họ phát sinh biến hóa cũng là chuyện bình thường, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhân loại nhát gan, Huyết Lân và Dương Thiên đang nói chuyện thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Ở phía xa, có một thanh niên có đôi cánh màu vàng, đeo trường kiếm sau lưng, trông giống hình dạng con người đang đi đến. Ngân Luân Hoàng, Dương Thiên nhìn về phía người đang đi đến. Ngân Luân Hoàng và Dương Thiên, hai đại thiên tài tuyệt thế. 400 năm nay, ngân luân hoàng đã vô số lần khiêu chiến dương thiên nhưng đều bị dương thiên từ chối dương thiên luận về thực lực căn bản không phải là đối thủ của ngân luân hoàng hắn chắc chắn phải từ chối thôi nhân loại dương thiên quá nhát gan rồi đến dũng cảm chiến đấu hắn cũng không có đông đảo dị tộc quan sát động tĩnh kỳ thật bất luận là dương thiên hay là ngân luân hoàng đều là đối tượng mà các tộc quần khác muốn đánh giết có chuyện gì sao dương thiên nhìn ngân luân hoàng bình tĩnh hỏi nhân loại dương thiên ngươi muốn vào không gian bảng danh sách tiến hành kiểm tra sao ngân luân hoàng cười nói cũng đúng Dương Thiên Người là thiên tài số một của vũ trụ, mới tu luyện vỏn vẹn 1.600 năm, đã có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn một hệ, thực lực thậm chí đè bẹp được sinh mệnh đặc thù cường đại vận tuấn hoàng, bây giờ lại qua 600 năm nữa rồi, với thiên phú của Dương Thiên, chắc hẳn thực lực tiến bộ cực kỳ kinh người, ánh mắt ngân luân hoàng hướng về phía Dương Thiên. Ánh mắt của đông đảo dị tộc xung quanh đều nhìn Dương Thiên. Thực ra, thiên phú và thực lực của Dương Thiên quá mức khủng bố, hoàn toàn có thể xưng là thiên tài nghịch thiên nhất trong vũ trụ. 600 năm, Dương Thiên không hề xuất thủ qua, bọn họ không có một ai có thể biết được thực lực chính xác của Dương Thiên. Thực lực của ta tiến bộ như nào không cần ngân luôn hoàng phí tâm. Dương Thiên bình tĩnh đáp lại. Dương Thiên, 600 năm trước ngươi đã có thể đè bẹp được cường giả cấp viên mãn một hệ, bây giờ đã 600 năm trôi qua rồi, ta tin thực lực của ngươi đã tiếp cận cường giả cấp viên mãn ba hệ. Ngân luôn hoàng cười nói, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ, giống như có quan hệ rất tốt với Dương Thiên vậy. Bây giờ là lần thứ 11 ta khiêu chiến với ngươi, ngươi thắng rồi, bà chí bảo pháp tắc trên người ta hoàn toàn thuộc về ngươi người thua thì không cần phải mất gì hết người chấp nhận không ngân luân hoàng nhìn dương thiên từ khi dương thiên vào thế giới vũ nguyên đến nay anh ta đã khiêu chiến dương thiên 10 lần lần này là lần thứ 11. quả nhiên ngân luân hoàng lại bắt đầu khiêu chiến dương thiên khả năng dương thiên lại từ chối thôi đông đảo cường giả dị tộc nhao nhao ý thức truyền âm sư đệ ngân luân hoàng muốn khiêu chiến với đệ như vậy chắc chắn đã nhận chỉ thị của tộc kim loại không chừng đã chuẩn bị chiêu sát rồi huyết lần ý thức truyền âm với thiên phú của sư đệ hoàn toàn không cần phải để ý đến ngân luân hoàng tương lai thực lực của người nhất định có thể dễ dàng vượt qua được hắn sư huynh ta tự có chừng mực dương thiên ý thức chuyển âm hắn nhìn ngân luân hoàng mặt bình tĩnh đột nhiên cười nếu ngân luân hoàng đã vội vàng muốn cho ta trí bảo pháp tắc như thế vậy thì dương thiên ta phải nhận lấy rồi dầm dương thiên vừa dứt lời tất cả cường giả xung quanh đều kinh động nhân loại dương thiên đồng ý rồi thực lực ngân luân hoàng có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn hai hệ còn có trí bảo pháp tắc cường đại anh ta thậm chí còn có thể đánh bại được cường giả các viên mãn hai hệ nhân loại dương thiên có hai trí bảo pháp tắc bất luận thực lực của họ ra sao đây thực sự là cuộc chiến giữa hai thiên tài tuyệt thế nhân loại dương thiên tu luyện khiêm nhường đã 600 năm nay bây giờ thông qua thực lực mà hắn biểu hiện ra là có thể đánh giá sự tiến bộ của hắn trong 600 năm rồi đông đảo cường giả dị tộc chấn động lập tức liên lạc với những người khác tin tức ở đây nhanh chóng được lan truyền ra ngoài với tốc độ cực kỳ kinh người trong khoảng thời gian ngắn tin tức ở đây đã được nhanh chóng truyền ra ngoài Dương Thiên, thiên tài cường đại nhất trong lịch sử vũ trụ, tu luyện được 1.600 năm, có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn một hệ. Mà Ngân Luân Hoàng chính là sinh mệnh đặc thù cường đại, có thể ở thực lực cấp lĩnh chủ đánh bại được cường giả cấp viên mãn hai hệ. Cuộc chiến giữa hai người họ có thể xem là cuộc chạm trán giữa những thiên tài cường đại nhất trong vũ trụ giai đoạn hiện nay. Tất cả cường giả trong thế giới vũ nguyên hầu như đều đã nhận được tin tức. Ngay sau đó tin tức lập tức được truyền đến nội bộ các tộc. Cuộc chiến giữa nhân loại Dương Thiên và Ngân Luân Hoàng, không biết kẻ nào sẽ giành được thắng lợi. Chắc chắn là Ngân Luân Hoàng, thực lực của anh ta bây giờ đã càng thêm cường đại, số ngày truyền thừa đã lên đến 160 ngày. Đúng vậy, thiên phú của Dương Thiên Tuy cường đại hơn Ngân Luân Hoàng, nhưng thời gian tu luyện lại ngắn hơn chút. Theo thiên phú mà Dương Thiên biểu hiện ra, dự tính phải cần mấy ngàn năm mới có thể chân chính ngang hàng với Ngân Luân Hoàng. Chưa chắc, 10 lần trước Ngân Luân Hoàng đưa ra thách thức, Dương Thiên không hề đồng ý, có thể nhìn ra được Dương Thiên không phải là người bồng bột, nội tâm vô cùng bình tĩnh, bây giờ hắn lại không hề e dè đồng ý, không chừng đã có át chủ bài cường đại gì đó rồi vô số cường giả nghị luận ẩm ý. Trước bảng danh sách truyền thừa thế giới Vũ Nguyên, Ngân Luân Hoàng sững sờ. Đồng ý rồi, Ngân Luân Hoàng nhìn Dương Thiên cười nhẹ, cẩn thận kiểm tra khí thế trên người hắn. Xem ra là có chỗ đột phá rồi, Ngân Luân Hoàng phát hiện ra khí thế trên người Dương Thiên có mạnh hơn một chút. Vừa nãy anh ta cứ nghĩ Dương Thiên sẽ tiếp tục từ chối. can đảm đấy, có điều, nhân loại Dương Thiên, ta sẽ khiến người nhận ra được khác biệt giữa người và những sinh mệnh đặc thù cường đại như ta. Ngân Luân Hoàng tuy hoài nghi, nhưng cũng không hề e ngại, lạnh lùng nói. Anh ta không tin Dương Thiên trong 600 năm nay đã rèn được thực lực vượt qua được anh ta. Đợi cuộc chiến có kết quả rồi hãy nói sao, Dương Thiên bình tĩnh đáp lại. Sư đệ, huyết lân hoàng lo lắng nói, Dương Thiên vậy mà lại đồng ý khiêu chiến của Ngân Luân Hoàng, anh ta cảm thấy việc này có chút sốc nổi. Sư huynh, ta có thể thắng, Dương Thiên ý thức chuyển âm. Hắn với Ngân Luân Hoàng liếc nhau một cái, sau đó cả hai bay vào trong không gian bảng danh sách. Ta, Ngân Luân Hoàng, với nhân loại quang tốc hoàng phát sinh chiến đấu, nếu thua, ba chí bảo pháp tắc trên người ta sẽ trực tiếp thuộc về quang tốc hoàng ngân luân hoàng nói thẳng lời nói của ngân luân hoàng vừa được truyền ra cả không gian liền chớp động một chút hai tia ánh sáng liền trực tiếp đi vào trong thân thể của dương thiên và ngân luân hoàng đồng thời lúc này một trăm cái tên trên bảng danh sách khổng lồ bên ngoài tạm thời biến mất xuất hiện một hình ảnh trong hình ảnh dương thiên và ngân luân hoàng phân biệt đứng ở hai đầu không gian cuộc chiến sắp bắt đầu rồi trong tộc truyền mệnh lệnh video chiến đấu phải được đồng bộ phát trong tộc căn cứ vào thực lực của dương thiên để lập ra kế hoạch tương ứng không biết ai sẽ chiến thắng đông đảo cường giả dị tộc đang quan sát. Cùng lúc đó, video cũng được truyền đến các tộc quần trong vũ trụ. Thế giới ảo, trong liên minh cường giả cấp viên mãn nhân loại, một video khổng lồ được chiếu ở vị trí cao nhất, các cường giả cấp viên mãn đang quan sát, trong đó, có sư phụ của Dương Thiên là thần chủ hư tuyệt, có điều, trong mắt ông ta lúc này đều là sự lo lắng. Các cường giả nhân tộc khác thì đang nghị luận ầm ĩ, Dương Thiên sao lại đồng ý khiêu chiến của Ngân Luân Hoàng vậy? Thời gian hắn tu luyện cũng quá ngắn rồi, khả năng thua rất lớn, nếu bỏ mạng trong bảng không gian bảng danh sách, chắc chắn sẽ là tổn thất cực lớn cho nhân tộc chúng ta xem đi dương thiên chắc đã có át chủ bài cùng lúc này yêu tộc thế giới ảo trung tộc thế giới ảo thậm chí là các tộc quần đỉnh cấp tộc quần cường đại cũng đang quan tâm đến trận chiến lần này trong không gian chiến đấu có hai tia sáng xuất hiện sau vài phút không gian liền chớp động một đợt dao động kỳ lạ dương thiên và ngân luân hoàng nhanh chóng đã nhận được tin tức bọn họ có thể chiến đấu mà không cần phải lo lắng quy tắc tiêu diệt ở đây nhân loại dương thiên danh tiếng của ngươi rất lớn nhưng chắc chắn sẽ chết trong tay ngân luân hoàng ta khóe miệng ngân luân hoàng nở nụ cười lạnh băng ta thấy người chết có lẽ là ngươi dương thiên đấu trọi gai gắt hư để ta xem thực lực của thiên tài nhân loại như ngươi có thể đến được trình độ như nào mà khiến ngươi tự tin được như vậy trong tay ngân luân hoàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng ngân luân hoàng có ba trí bảo pháp tắc trên người trường kiếm màu trắng khôi giáp màu đen cùng với trí bảo pháp tắc phi hành lấy được trong bí cảnh huyền linh chuyện này tất cả mọi người đều biết dầm trên người ngân luân hoàng phát ra dao động vô cùng kinh người trường kiếm trong tay dao động đột nhiên toàn bộ người tia kiếm quang khổng lồ xông về phía dương thiên bao vây xung quanh khóa chặt lấy hắn mỗi một tia kiếm quang này đều có thể dễ dàng đạt thương cường giả cấp viên mãn một hệ dương thiên bình tĩnh thân ảnh khẽ động đào vụ ảnh trong tay vung lên đột nhiên người tia đao mang xuất hiện lập tức xông vào cùng với kiếm quang của ngân luân hoàng rõ ràng là muốn nhắm vào công kích của ngân luân hoàng cuộc chiến bắt đầu đông đảo cường giả quan sát đặc biệt là yêu tộc cùng năm tộc quần đỉnh phong lớn càng chú ý tới công kích của dương thiên đánh giá thực lực của hắn dầm trong không gian một âm thanh đinh tài nhức óc vang lên công kích cực đại va vào nhau toàn bộ không gian bỗng nhiên hiện ra vô số quang mang mười kiếm quang kia chịu công kích của dương thiên phát ra run rẩy kịch liệt trong vòng chưa đến một giây toàn bộ tán loạn biến mất trong không gian mà dao động mười quang mang của dương thiên lại không yếu đi bao nhiêu toàn bộ hướng về phía ngân luân hoàng mà chém cái gì công kích của ngân luân hoàng dễ dàng bị đánh tan như vậy ư lần trước có một cường giả cấp viên mãn hai hệ phải gian nan lắm mới đỡ được mười kiếm qua ngày nhân loại dương thiên sao lại có thể có thực lực như vậy chứ các cường giả quan sát pha va chạm của hai người trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi thông thường mà nói thực lực của ngân luân hoàng có thể đè bẹp dương thiên tình cảnh hiện tại đã đảo ngược lại rồi sao có thể chứ ngân luân hoàng nhìn công kích của mình bị đánh tan sắc mặt biến đổi anh ta nhìn từ phía xa đột nhiên có mười thanh cự đao đang bay đến trí bảo pháp tắc phi hành ở phía sau lưng thôi động nhanh chóng bay ra ngoài anh ta đang né tránh công kích của Dương Thiên. Thế nhưng vẫn có ba quang mang lao tới bên cạnh anh ta, Ngân Luân Hoàng vội vàng ngăn cản. Soạt, một thanh cự đao trực tiếp va chạm với trường kiếm màu trắng trong tay anh ta, một pháp tắc không gian vô cùng cường đại chấp động, khiến da mặt bên ngoài của anh ta bắt đầu đau nhói. Ngăn chặn không nổi, Ngân Luân Hoàng hoảng hốt, đao mang cực đại xuyên qua trường kiếm màu trắng, trực tiếp chém lên người anh ta. Ngân Luân Hoàng kêu thảm lên một tiếng, trực tiếp tử vong. Cho dù có trí bảo pháp tắc hải giáp, nhưng anh ta vẫn khó mà ngăn chặn được công kích của Dương Thiên. Trong không gian, Dương Thiên tay cầm đao vụ ảnh, cấp tốc bay về phía Ngân Luân Hoàng. Bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Vì thế trên người hắn càng ngày càng khủng bố, chớp mắt đã lên đến trình độ cực kỳ kinh người. Trong không gian, Dương Thiên cùng Ngân Luân Hoàng nhanh chóng giao đấu, mà kết quả của lần va chạm công kích đầu tiên lại là Ngân Luân Hoàng bị đánh cho tan tác, công kích của anh ta không ngăn Dương Thiên nổi một giây. Dù anh ta có trí bảo pháp tác loại phi hành, tốc độ kinh người, ba đao của dương thiên vẫn khảm lên người anh ta khiến anh ta bị trọng thương vài giây giao thủ ngắn ngủi kết quả mà mọi người tưởng tượng không xuất hiện ngược lại là dương thiên chiếm ưu thế ngay sau đó uy thế trên người dương thiên phát ra toàn bộ uy áp tràn ngập khí thế dao động đủ để khiến cường giả cấp viên mãn phổ thông sợ hãi khí thế dao động của cường giả cấp viên mãn ba hệ cường giả đang quan sát video đầy mặt là thần sắc kinh hãi cảm nhận được khí thế dao động càng ngày càng mạnh trên người dương thiên sao có thế nhân loại dương thiên không phải mới đột phá 600 năm trước thực lực đạt tới cấp viên mãn một hệ thôi sao lúc này mới qua 600 năm thực lực của hắn vậy mà đạt tới cấp viên mãn ba hệ dao động căn nguyên pháp tắc cấp viên mãn không thể bị bảo vật khác mô phỏng được lúc này uy áp của nhân loại dương thiên xác thật đạt tới cấp viên mãn ba hệ đủ thực lực để bằng với cường giả cấp viên mãn phổ thông sao tiến bộ lại nhanh như vậy thực lực cường giả cấp viên mãn mỗi lần tăng lên một giai đoạn vị nào mà không phải tiêu hao thời gian ngàn vạn năm kết quả nhân loại dương thiên này lại tiến bộ càng lúc càng nhanh cường giả ở đây đều chấn động cường giả trong yêu tộc trung tộc trên mặt tràn đầy thần sắc âm trầm trong khoảng thời gian ngắn nhân loại dương thiên này vật mà có thể đạt được thực lực cấp viên mãn ba hệ theo tốc độ tiến bộ thế này không cần ngàn vạn năm dương thiên nhất định trở thành một vị cường giả cấp hư thần mạnh mẽ đánh chết nhân loại dương thiên đó tinh vực yêu tộc hư thần không hình mặt âm trầm tức giận nói ở trước mặt ông ta đang chiếu một video trong video là dương thiên mới ra tay đánh tan công kích của ngân luân hoàng uy thế trên người hoàn toàn được bộc phát ra không thể cho nhân loại dương thiên đó tiếp tục trưởng thành nhanh chóng chế định kế hoạch ám sát đi dù có trả giá đại giới cũng phải kéo được dương thiên đó ngã xuống cùng lúc đó các tộc quần trùng tộc tộc cơ giới đều thấy được video chiến đấu của dương thiên cùng ngân luân hoàng nhanh chóng vạch ra kế hoạch giám sát nhóm dị tộc bạo nộ ba cường giả nhân tộc lại vô cùng sung sướng dương thiên quá lợi hại thời gian 600 năm ngắn ngủi thực lực của hắn vậy mà có thể địch nổi cường giả cấp viên mãn ba hệ tính đến giờ hắn chỉ mới tu luyện được hơn hai năm về sau nhất định có thể đột phá đến cấp hư thần, trở thành trụ cột mạnh mẽ cho tộc quần nhân loại chúng ta. Cường giả nhân tộc vui sướng, thần chủ hư tuyệt nhìn video trước mặt, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng. Thực lực Dương Thiên đạt tới cấp viên mãn ba hệ, thần chủ hư tuyệt còn không biết chuyện Dương Thiên đột phá. Hư tuyệt, chúc mừng nha. Hư tuyệt. Bên cạnh thần chủ hư tuyệt, một ít cường giả cấp viên mãn nói chúc mừng. Mấy cường giả đó tuy rằng là cấp viên mãn ba hệ, nhưng so địa vị, tiềm lực thì Dương Thiên lớn hơn họ rất nhiều trong không gian chiến đấu uy thế trên người dương thiên hoàn toàn phát ra thân ảnh chuyển động nhanh chóng đi đến bên người ngân luân hoàng viên mãn ba hệ trong mắt ngân luân hoàng tràn đầy thần sắc kinh hãi ngân luân hoàng bảo vật của ngươi thuộc về ta khóe miệng dương thiên mang theo nụ cười lạnh phung lên đao vụ ảnh trong tay đồng thời muốn tiếp cận ngân luân hoàng lấy thực lực hiện tại của hắn vô luận là công kích từ xa hai cận chiến đều đã vượt xa ngân luân hoàng sao có thể sáu trăm năm trước thực lực nhân loại dương thiên mới miễn cưỡng có thể đánh bại vận tuấn hoàng truyền thừa thời gian chỉ có 100 ngày, vì để có được càng nhiều truyền thừa thời gian, hắn khi đó không thể không giấu thực lực của mình. Vậy nên, thực lực của hắn là tăng lên trong vòng 600 năm nay, ngắn ngủi 600 năm, sao có thể tiến bộ lớn như thế, Ngân Luân Hoàng khó có thể tin. Dầm, nơi xa, lại là mười đại đao mang xuất hiện, trực tiếp chém tới trước mặt anh ta, trên nó tản ra dao động mạnh mẽ vô cùng khí thế, giống với phương thức công kích lúc trước của anh ta. Ngân Luân Hoàng khó có thể tin, nhưng lại không dám tiếp lấy công kích của Dương Thiên, thân ảnh anh ta dịch chuyển, nhanh chóng bay về phương xa. Ngân Luân Hoàng, không phải ngươi luôn muốn khiêu chiến với ta sao? Sao tới khi giao chiến rồi lại muốn bỏ chạy? Dương Thiên theo sát phía sau Ngân Luân Hoàng, cười lạnh nói. Nơi chiến đấu trong không gian không phải quá lớn, Ngân Luân Hoàng không có khả năng đào tàu, hơn nữa tốc độ của hắn cũng không kém gì Ngân Luân Hoàng. Dầm! Lại là vài đạo đao mang chém lên người Ngân Luân Hoàng, Ngân Luân Hoàng không dám dừng lại chút nào nhanh chóng chạy đi, đồng thời ý đồ công kích Dương Thiên. Chỉ là công kích của anh ta dễ dàng bị Dương Thiên đánh tan. Trận chiến này, hoàn toàn là dương thiên đuổi giết ngân luân hoàng quả nhiên ngân luân hoàng hoàn toàn bị nhân loại dương thiên hiền ép cảnh giới cấp viên mãn kém một hệ thực lực liền khác nhau rất lớn cường giả cấp viên mãn hai hệ dù có được trí bảo pháp tắc cũng rất khó làm đối thủ của cường giả cấp viên mãn ba hệ pháp tắc ngân luân hoàng có ba kiện trí bảo pháp tắc nhân loại dương thiên cũng có hai kiện chỉ dựa vào trí bảo pháp tắc loại phi hành của ngân luân hoàng không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc khó có thể tưởng tượng sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ trong vũ trụ Ngân Luân Hoàng chiếm cứ hạng nhất của bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên trong vạn năm qua sẽ bị cường giả cùng giai trà đập như vậy, không hề có năng lực chống cự. Mấu chốt là tốc độ tiến bộ của Dương Thiên thật đáng sợ, nếu Ngân Luân Hoàng biết nhân loại Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn ba hệ, anh ta cũng không có khả năng khiêu chiến Dương Thiên. Vô số cường giả ngước mắt nhìn video chiến đấu, dưới uy thế hoàn toàn bộc phát của Dương Thiên, bày ra thực lực bản thân, Ngân Luân Hoàng đã được chú định sẽ thất bại. Cường giả cấp viên mãn ba hệ tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp cường giả cấp viên mãn hai hệ, kém một hệ thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất trong nháy mắt. Cứ việc như thế, mấy dị tộc đó vẫn cảm giác được chấn động, một thanh niên tu luyện hơn 2.000 năm, thực lực lại đạt tới trình độ hiện tại, so với đại đa số bọn hán tu luyện hàng tỷ năm còn phải mạnh hơn, này quả thực có thể nói là kỳ tích của vũ trụ. Trong không gian, trận chiến vẫn tiếp tục, khuôn mặt xương thiên lạnh nhạt, không ngừng truy kích Ngân Luân Hoàng, từng đau một khảm lên người anh ta. Lúc này, khí thế trên người Ngân Luân Hoàng đã dần suy giảm, tốc độ cũng dần chậm lại. Không được, mình hoàn toàn không có năng lực chống cự còn như vậy nữa mình thậm chí có khả năng bỏ mạng tìm không ra cơ hội trong mắt ngân luân hoàng tràn đầy âm trầm công kích của anh ta căn bản không đến được dương thiên ngược lại căn nguyên pháp tắc trong cơ thể lại không ngừng bị tiêu hao nhưng mà tuy rằng anh ta kinh hãi thực lực của dương thiên nhưng sâu trong đáy mắt lại không có sắc thái kinh hoàng dâm bên người ngân luân hoàng nháy mắt xuất hiện một luồng khí tức màu đen như mũi tên trực tiếp bay về phía dương thiên dương thiên một đao chém tới dòng khí này lại làm lơ công kích của hắn trực tiếp tiến vào trong thức hải hắn. Cái gì? Trên mặt Dương Thiên lộ ra tia khiếp sợ. Luồng khí lưu màu đen giống như mũi tên hoàn toàn bỏ qua công kích của Dương Thiên mà trực tiếp tiến vào trong thức hải của hắn. Đó là gì thế? Khí lưu màu đen đã tiến vào trong thức hải của nhân loại Dương Thiên, đó là sát chiêu của Ngân Luân Hoàng. Ngân Luân Hoàng là cường giả tộc kim loại, tộc kim loại là tộc quân đỉnh cao trong vũ trụ này, lần này Dương Thiên chắc chắn phải chết. Đúng vậy, nhân loại Dương Thiên chắc chắn sẽ chết ở đây. Các cường giả chăm chú theo dõi video, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Dương Thiên có thiên phú quá mức nghịch thiên, tất nhiên bọn họ đều hy vọng Dương Thiên sẽ chết ở đây. Công kích linh hồn, sắc mặt Dương Thiên khẽ thay đổi, ngay khi khí lưu màu đen tiến vào trong thức hải của hắn thì hắn lập tức cảm nhận được một luồng công kích sắc bén đang tấn công vào linh hồn của mình. Chẳng trách công kích của mình lại không có tác dụng gì, Dương Thiên trầm xuống. Công kích linh hồn chính là vô hình, cho dù chiêu thức nào cũng không thể ngăn cản được. Nhưng mà, Dương Thiên cảm nhận khí lưu màu đen này một chút, không hề hoảng hốt công kích linh hồn này cũng chỉ tương đương với đòn công kích linh hồn của cường giả cấp hư thần bình thường mà thôi ông bên trong thức hải của dương thiên hạt châu trí bảo pháp tắc linh hồn nhẹ nhàng chấn động dòng khí lưu màu đen kia giống như bị thứ gì đó ngăn lại không thể nào tiếp xúc được với linh hồn của dương thiên trí bảo này có thể miễn dịch với sự xâm nhập linh hồn của hầu hết cường giả cấp hư thần khí lưu màu đen cũng nằm trong phạm vi miễn dịch của nó nhưng mà gương mặt của dương thiên cũng lộ rõ phải đau đớn hắn không thể để lộ chuyện mình có trí bảo pháp tắc linh hồn trận chiến này đang được rất nhiều cường giả dị tộc để mắt đến nếu như hắn đối mặt với khí lưu màu đen mà không bị ảnh hưởng chút nào thì những cường giả kia chắc chắn sẽ nghi ngờ đến lúc đó chuyện trí bảo pháp tắc linh hồn bị bại lộ đối với hắn mà nói không phải một tin tức tốt nếu như còn át chủ bài lộ ra quá sớm thì tác dụng cũng sẽ không cường đại như thế ở phía xa ngân luân hoàng nhìn dương thiên trong mắt tràn đầy sung sướng lúc trước anh ta bị dương thiên đuổi giết chạy trốn vô cùng chật vật nhân loại dương thiên không biết người có thể sống sót dưới đòn công kích linh hồn của ta hay không ngân hoàng luân dừng lại trực tiếp xoay người không ngừng công kích về phía dương thiên Khí lưu màu đen chính là con át chủ bài của anh ta, tàu kim loại đã phải bỏ ra cái giá rất lớn để chế tạo ra nó, tác dụng kéo dài tận hơn 10 giây. Lúc ở thế giới Vũ Nguyên anh ta đã không thể giết Dương Thiên trong vòng một giây, vậy thì bây giờ thời gian gấp tận 10 lần, nhất định anh ta có thể dễ dàng đánh chết hắn. Đây cũng chính là lý do anh ta muốn khiêu chiến với Dương Thiên. Bởi vì chỉ khi nào dẫn dụ Dương Thiên vào không gian bảng danh sách thì kế hoạch của anh ta mới có thể thực hiện được. Khí lưu màu đen nằm trong phạm vi khống chế của anh ta, chỉ cần anh ta chết đi thì khí lưu màu đen cũng tự động tan biến thật đáng tiếc nếu ta có thể làm dương thiên bị trọng thương hơn nữa lại kết hợp sử dụng công kích linh hồn thì chắc chắn có thể giết chết hắn chỉ trong một giây nhưng mà cho dù dương thiên không bị thương thì hắn cũng không thể ngăn cản được ta ngân luân hoàng nhìn vẻ mặt đau đớn dãy giụa của dương thiên thì vô cùng mong chờ nhân loại dương thiên sắp không chống đỡ được nữa rồi đây chính là cơ hội duy nhất để ngân luân hoàng có thể đánh chết dương thiên dương thiên vừa đau đớn gào thét vừa ngăn cản những đòn công kích của ngân luân hoàng mặc dù biểu cảm của hắn vô cùng chật vật nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc sao vẫn còn chưa chết thời gian trôi qua sắc mặt của ngân luân hoàng càng lúc càng thêm u ám trái tim giống như rơi xuống thung lũng thời gian đã trôi qua 8 giây nhưng dương thiên vẫn còn chưa đạt tới cực hạn cuối cùng 10 giây đã trôi qua công kích linh hồn biến mất rồi dương thiên cảm thấy mũi tên màu đen trong thức hải mình đã tiêu tán may mà có châu vũ nếu không thì mình thực sự không biết có thể kiên trì được 10 giây đó không dương thiên âm thầm cảm thấy may mắn nếu như không có châu vũ thì ngay khi hắn tiếp xúc với đòn công kích linh hồn này thì sẽ lựa chọn tự bạo ngân luân hoàng sắc mặt dương thiên khôi phục lại vẻ bình thường trong mắt tràn đầy sát ý. Dương Thiên không sao cả. Mũi tên màu đen kia chính là một đòn công kích linh hồn đã kéo dài tận 10 giây, thế mà Dương Thiên vẫn có thể vượt qua được. Cái này cũng không thể giết nổi Dương Thiên. Các cường giả dị tộc đều sửng sốt, tình cảnh mà bọn họ mong chờ cuối cùng đã không xảy ra. Người vậy mà lại có thể ngăn cản được, Ngân Luân Hoàng nhìn Dương Thiên, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Thế mà Dương Thiên lại có thể chịu đựng được công kích linh hồn của cường giả cấp hư thần trong suốt 10 giây. Ngân Luân Hoàng, ngươi còn chiêu gì có thể miểu sát ta thì mau thi triển ra đi, dương thiên lạnh lùng nói nếu không thì ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu không ổn ngân luân hoàng sợ hãi ngưng động thời gian dương thiên nói lớn bùm hắn vừa dứt lời thì trong nháy mắt toàn bộ không gian bảng danh sách bỗng xuất hiện một trận giao động kỳ dị ngay sau đó mọi thứ dường như bị cố định lại bóng dáng của ngân luân hoàng cũng đứng im không cách nào động đậy được ta ngân luân hoàng biến sắc ngưng động thời gian này sao có thể cường đại như thế ngân luân hoàng điên cuồng vận dụng hết mọi căn nguyên pháp tắc trên người mình nhưng trong khoảng thời gian ngắn anh ta không thể nào thoát ra được. Vút! Ở phía xa, mười đạo đao mang nháy mắt đánh thẳng về phía này, chém hết lên người Ngân Luân Hoàng, hơi thở trên người anh ta thoáng chốc đã giảm xuống một chút. Chỉ trong vòng 2 giây, Ngân Luân Hoàng đã phải hứng chịu hàng chục đòn tấn công. Bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Phá! Ngân Luân Hoàng giận dữ hét lên, cuối cùng anh ta cũng đã có thể cử động được rồi. Ngưng động thời gian của Dương Thiên chỉ có thể trói buộc anh ta trong hai giây, cuối cùng đã bị anh ta phá tan. Ta nhận thua ngân luân hoàng vội vàng nói trong mắt anh ta tràn đầy hoảng sợ chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi mà căn nguyên pháp tác của anh ta đã bị giảm bớt đi rất nhiều nếu cứ dựa theo tốc độ này thì chỉ cần anh ta bị dương thiên trói buộc 10 giây thôi thì căn nguyên pháp tác chắc chắn sẽ mất hết thậm chí còn có khả năng bị dương thiên nô dịch linh hồn ngân luân hoàng nhận thua ngưng động thời gian của dương thiên có thể trói buộc ngân luân hoàng hai giây ngân luân hoàng chắc chắn không dám tiếp tục chiến đấu trước quá mạnh ta có khải giáp chỉ bảo pháp tác hộ thể dựa vào thực lực cấp viên mãn hai hệ của ta thì tuyệt đối không phải đối thủ của dương thiên các cường giả dị tộc vô cùng kinh hãi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc ngân luân hoàng không hề có năng lực chống cự hoàn toàn bị dương thiên nghiền áp lần này cho dù anh ta có thể công kích linh hồn dương thiên nhưng lại không thể làm tổn thương dương thiên ngân luân hoàng vừa nói xong thì cơ thể của anh ta và dương thiên lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng nhưng luồng ánh sáng màu trắng này lại mang ba bảo vật của ngân luân hoàng đưa đến trước mặt dương thiên ngân luân hoàng cảm ơn ba trí bảo pháp tắc của người dương thiên thu hồi ba bảo vật cười nói hư Ngân Luân Hoàng cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì mà trực tiếp bay ra khỏi không gian chiến đấu. Bảo vật của Ngân Luân Hoàng thuộc về Dương Thiên rồi. Lúc trước Dương Thiên đã có hai chí bảo pháp tắc, thêm ba cái nữa là tổng cộng năm cái rồi. Sao Dương Thiên còn chưa ra nhỉ? Chắc hắn phải tiến hành kiểm tra thực lực. Sau khi Ngân Luân Hoàng ra ngoài, Dương Thiên vẫn ở trong không gian. Trận chiến kết thúc, Dương Thiên vẫn cứ dừng lại ở trong không gian bảng danh sách. Không biết lấy thực lực của mình hiện tại, thời gian chuyển thừa có thể đạt được bao nhiêu. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc chờ mong hắn nói thẳng ta phải tiến hành kiểm tra đo lường thực lực lời nói dương thiên vừa dứt trong nháy mắt trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa màu trắng ý thức dương thiên trực tiếp tiến vào trong đó một người ảo xuất hiện trước mắt hắn xem khí thế trên người thì mạnh hơn cường giả cấp viên mãn một hệ một chút xuất hiện ở chỗ lần trước thất bại sao dương thiên thầm nghĩ trong lòng lần trước hắn thua trên tay người ảo này tay phải dương thiên vung lên người ảo không có bất kỳ năng lực phản kháng nào trực tiếp tử vong hiện tại thực lực hắn đã đủ để địch lại cường giả cấp viên mãn ba hệ đối mặt với người ảo này tùy tay liền có thể giết chết. Thời gian chuyển rời, Dương Thiên xông qua từng cửa từng cửa, tốc độ kinh người, mỗi một cửa đều hạ gục đối thủ trong nháy mắt. Sức chiến đấu của người ảo so với người đàn ông áo trắng trong cửa ải pháp tác của công ty lỗ sâu ảo kém hơn rất nhiều, cũng không có trí tuệ của chính mình. Thực mau, thực lực người ảo trước mặt Dương Thiên đã đến viên mãn ba hệ. Dương Thiên lại tiếp tục xông qua hai cửa mới thất bại. Thực lực cấp lĩnh chủ, nhưng đánh chết cường giả cấp viên mãn ba hệ, cấp bậc chiến đấu, ưu tú. Đạt được cơ hội truyền thừa, mỗi 10 năm truyền thừa thời gian là 200 ngày, Đứng ở vị trí đầu tiên trong không gian bảng danh sách thì cộng thêm 20 ngày tổng cộng là 220 ngày, thời hạn vĩnh cửu có thể cộng dồn lên để sử dụng. Một đạo thanh âm vang lên. 220 ngày, trên mặt Sương Thiên lộ ra hưng phấn vô cùng. Thời gian hắn ở thế giới truyền thừa Vũ Nguyên nhiều gấp 2 lần lúc trước, so với Ngân Luân Hoàng còn muốn nhiều hơn 60 ngày. Có cầu thang truyền thừa pháp tắc, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên còn có thể nhanh hơn chút nữa. Không nghĩ tới vị trí đầu tiên của danh sách lại có thể thêm 20 ngày, hiện tại, thời gian truyền thừa của Ngân Luân Hoàng lại biến thành 60 ngày có cầu thang truyền thừa pháp tác, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên còn có thể nhanh một chút. Không nghĩ tới hạng đầu trong danh sách còn được cộng thêm thời gian 20 ngày, hiện tại, thời gian truyền thừa của Ngân Luân Hoàng lại biến thành 150 ngày, Dương Thiên cười nhẹ, thân ảnh chậm rãi rời khỏi phiến không gian này. Bên ngoài, đông đảo cường giả đều chú ý xếp hạng của Dương Thiên, bọn họ biết Dương Thiên đang tiến hành kiểm tra đo lường thực lực. Thời gian truyền thừa của Ngân Luân Hoàng có thể đạt tới 160 ngày, không biết Dương Thiên có thể đạt được bao nhiêu, khẳng định nhiều hơn so với Ngân Luân Hoàng. Ta bây giờ còn chưa được vào top 100 của danh sách truyền thừa thời gian, sao mà so sánh được với các thiên tài này? Đông đảo cường giả nghị luận sôi nổi nói. Xem, xếp hạng có biến hóa rồi kìa, một đạo thanh âm vang lên. Nháy mắt, các cường giả ở đây đều hướng về phía bảng danh sách. Bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên, tên Dương Thiên ở vị trí thứ ba bỗng nhiên phát sinh, sau đó di chuyển lên trên, trực tiếp đẩy tên Diệp Húc Hoàng xuống, đi tới vị trí thứ hai, sau đó lại di chuyển lên phía trước, đem tên của Ngân Luân Hoàng cũng đẩy xuống. Quả nhiên, cường giả dị tộc ở đây hiểu rõ lấy xếp hạng thực lực của dương thiên hiện tại tuyệt đối trên ngân luân hoàng thời gian hắn vào thế giới vũ nguyên gần 600 năm vậy mà đăng quang hạng nhất bảng danh sách ánh sáng tản ra tin tức của dương thiên xuất hiện trước mặt mọi người hạng đầu tiên nhân tộc quang tốc hoàng cấp lĩnh chủ thời gian truyền thừa 220 ngày tin tức đơn giản lại chấn trụ hết các cường giả ở đây 220 ngày trời ơi so với ngân luân hoàng còn nhiều hơn cả 60 ngày không nhiều hơn 70 ngày lận á mạnh ghê Mỗi 10 năm liền có 220 ngày thời gian, này tương đương nhân loại Dương Thiên tu luyện một chút tại vài tòa truyền thừa này liền có thể tiếp thu truyền thừa. Thiên phú hắn vốn dĩ đã vừa xa chúng ta, hơn nữa thời gian truyền thừa cách xù thế này, tiến bộ của hắn khẳng định càng mau. Các ngươi chú ý được sao? Nhân loại Dương Thiên vẫn còn đang ở giai đoạn cấp lĩnh chủ đó. Trong mắt Đông Đảo Cường giả dị tộc tràn đầy ghen ghét, sát ý. Dầm, Dương Thiên trực tiếp đi ra khỏi không gian bảng xếp hạng, nháy mắt, ánh mắt của các cường già đều đổ dồn về phía Dương Thiên. Nơi xa, khuôn mặt ngân luân hoàng âm trầm anh ta không rời đi mà chú ý tới xếp hạng của dương thiên trong mắt là vô cùng tức giận lần này tổn thất của anh ta quá lớn không chỉ mất ba kiện trí bảo pháp tắc hơn nữa thời gian truyền thừa còn bị giảm xuống 10 ngày dương thiên hơi liếc mắt nhìn qua ngân luân hoàng sau đó thu hồi ánh mắt nếu có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ diệt sát linh hồn ngân luân hoàng sư đệ huyết lân trực tiếp bay qua đây dương thiên chúc mừng giành được hạng nhất bằng thời gian truyền thừa vũ nguyên quang tốc hoàng cường giả khác của nhân tộc cũng nhanh chóng lại đây nói chúc mừng trong mắt bọn họ còn có thần sắc chấn động, nhưng mà trong lòng lại kinh hỉ nhiều hơn. Đều là cường giả nhân tộc, thực lực Dương Thiên càng mạnh, cũng đại biểu cho thực lực nhân tộc càng mạnh, hành tàu trong vũ trụ, có được chỗ dựa là tộc quần mạnh mẽ, mấy tộc quần nhỏ khác căn bản không dám chọc đến. Đây là lực uy hiếp của tộc đàn, nhân tộc có sức mạnh để tiêu diệt những tộc quần nhỏ hơn. Cường giả nhân tộc vui sướng, cường giả dị tộc lại tràn đầy sát khí. Tiềm lực của nhân loại Dương Thiên quá lớn, thời gian ngắn ngủi 600 năm, thực lực từ viên mãn một hệ trực tiếp tăng lên thành viên mãn ba hệ lại cho hắn thêm thời gian ngàn vạn năm là có thể địch nổi cường giả cấp hư thần luôn nhất định phải nghĩ cách đánh chết hắn xem yêu tộc trong năm tộc quần đỉnh phong đi dương thiên hiện tại lộ ra thiên phú tộc đàn chúng ta không dám đánh chết hắn chúng ta không chịu nổi lửa giận của nhân tộc rất khó nhân loại dương thiên đó vẫn luôn tránh ở thế giới vũ nguyên tộc quần yêu tộc đỉnh phong cũng không nhất định có biện pháp lần này dị tộc chú ý tới dương thiên quá nhiều tin tức được các tộc quần lớn trong vũ trụ biết trước tiên lúc này trong yêu tộc xác thật là vô cùng chấn động thiên phú của dương thiên quá đáng sợ lĩnh ngộ pháp tắc của người khác càng ngày càng khó thực lực tiến bộ ngày càng chậm nhưng dương thiên lại càng lúc càng nhanh nếu chuyện này vẫn tiếp tục muốn đánh chết dương thiên càng ngày càng khó sao trời trong vũ trụ tản ra vài cỗ dao động làm người ta sợ hãi vài đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ xem không rõ khí thế trên người xem ra còn mạnh hơn hư thần vũ trụ rất nhiều lúc này bọn họ đang nói chuyện với nhau nhân loại dương thiên tránh ở thế giới vũ nguyên chúng ta không có biện pháp nào chỉ có thể lệnh cho cường giả cấp hư thần ra tay một đạo âm thanh âm lãnh truyền đến. Linh hồn Dương Thiên quá cường đại, công kích linh hồn của cường giả cấp hư thần hắn cũng kiên trì được mười mấy giây, thuyết mình linh hồn của hắn rất mạnh cường giả cấp hư thần cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Một thanh âm khác nói, một vị không được thì hai vị, dù nhân tộc có cường giả cấp hư thần trong thế giới Vũ Nguyên, nhưng năm tộc chúng ta liên hợp lại, mấy cường giả nhân tộc cấp hư thần đó có thể ngăn được mấy lần thương tổn, chỉ cần làm Dương Thiên trọng thương, liền có cơ hội giải sát hắn. Ta đồng ý liên hợp. Nếu liên hợp, hai vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc ta sẽ ra tay, chủng tộc chúng ta cũng hai vị. Sau khi vài đạo thân ảnh cường đại tụ hội với nhau thì nhanh chóng rời đi, chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, kế hoạch ám sát Dương Thiên đã được vạch ra. Dương Thiên và Huyết Lân đi đến khu vực cung điện của nhân tộc trong thế giới Vũ Nguyên. Sư đệ, thực lực ngươi lần này bộc phát đã làm vô số cường giả kinh hãi, Huyết Lân cười nói. Trong đáy mắt anh ta cũng có một chút kinh ngạc. Thực lực của anh ta đã ở viên mãn ba hệ, nếu thật sự chiến đấu thì anh ta cũng có thể đánh bại Ngân Luân Hoàng. Hiện tại thực lực của Dương Thiên không hề yếu hơn anh ta, dương thiên mỉm cười hắn nếu muốn có thời gian truyền thừa nhiều hơn nhất định cần bộc lộ thực lực của mình nhưng hắn cũng không sợ hãi trước nào cơ duyên vốn là cần phải tranh đoạt sợ trước sợ sau từ bỏ cơ duyên đó không phải tính cách của hắn dương thiên tiến vào trong cung điện của mình phất tay ba kiện chí bảo pháp tác cường đại liền xuất hiện trước mắt đây là của trên người ngân luân hoàng kiếm bạch huyền khải giáp quân hắc, cánh quang kim dương thiên trực tiếp nhận ra liền biết tên và tác dụng của ba kiện chí bảo pháp tác này bây giờ uy lực kiếm bạch huyền lớn tương đương với Đao hắc vệ của mình Khải giáp quân hắc thì mạnh hơn Khải giáp Vân Bạch một chút, cánh quang kim có thể tăng tốc độ của mình lên mùng 1 tháng 5, kèm theo một ít phòng vệ cơ thể, ánh mắt Dương Thiên đầy ý cười. Rầm, Khải giáp Vân Bạch trên người hắn rơi xuống, trực tiếp thay bằng Khải giáp quân hắc, đồng thời cánh quang kim cũng đến sau lưng hắn và biến mất trong cơ thể. Bản thể hắn nhất định cần có bảo vật mạnh mẽ nhất. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về hướng Kiếm Bạch Huyền, hiện tại mình có đao vụ ảnh, đao hắc vệ, kiếm Bạch Huyền không có tác dụng với mình, những phần thân khác cũng tạm thời chưa cần chiến đấu trực tiếp cho đao hắc vệ nuốt vào. Ý nghĩ Dương Thiên thoáng qua, trên đao hắc vệ liền phát ra rất nhiều ánh sáng màu đen trực tiếp bao trùm lấy kiếm Bạch Huyền. Một ngày sau, ánh sáng màu đen tiêu tán, hiện giờ kiếm Bạch Huyền đã hoàn toàn mất đi dao động pháp tắc, còn đao hắc vệ trong tay Dương Thiên mạnh lên rất nhiều. Đao hắc vệ đã nuốt kiếm Bạch Huyền, mặc dù dao động mạnh hơn trước, nhưng vẫn chưa mãnh liệt bằng đao vụ ảnh, không biết cần nuốt bao nhiêu kiện mới có thể đạt được trình độ như đao vụ ảnh. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, trí bảo nhất định cũng phần cấp bậc như khải giáp vân bạch kiếm bạch huyền chỉ là trí bảo pháp tắc phổ thông nhất đao vụ ảnh rõ ràng cao hơn một cấp bậc cất bảo vật đi dương thiên lộ ra nụ cười thực lực đột phá thời gian truyền thừa đạt đến 220 ngày lại có được mấy kiện trí bảo pháp tắc trong lòng hắn vô cùng vui mừng ừm rất nhiều cường giả cấp viên mãn liên lạc mình vào thế giới ảo trước rồi nói dương thiên nhìn đồng hồ trên tay sau khi hắn đánh bại ngân luân hoàng và thời gian truyền thừa đạt đến 220 ngày liền có đông đảo cường giả cấp viên mãn của nhân tộc đến chúc mừng Hiện giờ thực lực của Dương Thiên, cho dù trong liên minh cường giả cấp viên mãn của nhân tộc, cũng có thể đứng vào hàng mạnh nhất. Hơn nữa, với tiềm lực Dương Thiên biểu hiện ra thì tương lai chắc chắn hắn sẽ trở thành hư thần vũ trụ. Bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Những cường giả cấp viên mãn của nhân tộc này đương nhiên muốn kết giao nhau, đợi đến khi Dương Thiên thật sự trở thành hư thần vũ trụ thì họ sẽ không cùng một cấp bậc nữa rồi, chỉ có bây giờ mới là thời điểm tốt nhất kết giao với Dương Thiên. Dầm, thân ảnh Dương Thiên đã xuất hiện trực tiếp trong thế giới ảo. Dương Thiên Quang Tốc Hoàng nhìn thấy sự xuất hiện của Dương Thiên, đông đảo cường giả cấp viên mãn mỉm cười bước tới. Dương Thiên chào hỏi từng người một, đối với các cường giả cấp viên mãn này, hắn không tỏ vẻ kiêu ngạo. Cường giả ở đây yếu nhất cũng là cường giả cấp viên mãn một hệ, trình độ của một nghìn quốc chủ thần quốc. Trong lòng Dương Thiên cảm thán, từng có một thời, đối với hắn mà nói, quốc chủ vũ trụ là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, sinh mệnh có thể vĩnh hằng, tựa như thần minh, xa không thể với tới. Bây giờ thực lực hắn đã hoàn toàn vượt qua họ, trong thần quốc côn trụ thực lực hắn là mạnh nhất, đạt đến cấp bậc này dương thiên cũng có cảm giác thành tựu trong mắt kẻ yếu khác hiện giờ mình cũng tương đương với thần minh đi dương thiên thầm nghĩ thần minh chẳng qua là tu luyện giả càng cường đại hơn mà thôi không có bất kỳ thần bí gì sau khi tiếp xúc với đông đảo cường giả cấp viên mãn của nhân loại và trao đổi với sư phụ thần chủ hư tuyệt một lát dương thiên liền rời khỏi thế giới ảo hắn quay về trái đất hệ ngân hà thông qua lỗ sâu sau mấy ngày hắn liền quay trở lại thế giới vũ nguyên trong cung điện dương thiên ngồi khoanh chân tuy rằng thực lực của mình đạt đến viên mãn ba hệ nhưng mình không được dừng bước kế hoạch tiếp theo là pháp tắc không gian có được thừa nhận của căn nguyên pháp tắc từ lúc tu luyện đến nay dương thiên luôn nghiêm khắc với bản thân nếu không thì dù hắn có nhiều cơ duyên như vậy thực lực cũng khó mà đạt tới trình độ hiện giờ lĩnh ngộ pháp tắc tuy thiên phú là quan trọng nhất nhưng các phương diện khác cũng không thể thiếu lĩnh ngộ pháp tắc không gian hai ba năm sau tiếp nhận lễ rửa tội lần thứ ba của tàu quần thú quang diễn ở hồ thánh đến lúc đó mình đến một vài nơi thích hợp cho cường giả cấp viên mãn ở để rèn luyện dương thiên thu lại tâm trạng lại rơi vào tu luyện dài hạn. Hiện giờ, tại khu vực chín tọa truyền thừa trong thế giới Vũ Nguyên, 10 vị cường giả cấp hư thần cường đại đang ẩn nấp, biểu hiện giống một vị cường giả cấp viên mãn thông thường, không có chút khác thường. Bọn họ đều nhận được mệnh lệnh giết chết Dương Thiên và yên lặng chờ đợi. Cường giả cấp hư thần, mỗi một vị đều mạnh mẽ vô cùng, sau khi chết họ muốn sống lại bằng cách nghịch chuyển thời gian, cường giả cấp thánh thần bị trọng thương, muốn khôi phục cần dùng lượng tài nguyên khổng lồ, tài nguyên này đủ để tộc quần đỉnh phong đào xót. Vì vậy, sau khi hư thần mặc dương của chủng tộc xếp chết Dương Thiên thất bại, những dị tộc này vẫn chưa ra tay và tìm kiếm cơ hội. Lần này để kích sát linh hồn Dương Thiên, mỗi tộc trong năm dị tộc đỉnh phong phái ra hai vị, tổng là 10 vị. Từ đó có thể thấy sự quyết tâm muốn giết Dương Thiên của các dị tộc này. Mấu chốt là thiên phú Dương Thiên biểu hiện ra thật đáng sợ, với thiên phú của Dương Thiên, thật chỉ có thể trở thành cường giả cấp thánh thần trong tương lai. Cho dù là tộc quần đỉnh phong đều không có mấy vị thánh thần vũ trụ, nhân loại Dương Thiên vẫn còn ở thế giới Vũ Nguyên chưa rời đi hắn có 220 ngày thời gian truyền thừa, nhất định sẽ đến đây, chờ đợi cơ hội, một vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc im lặng chờ đợi. Tại các khu vực khác đều có một vị cường giả cấp hư thần, chỉ cần Dương Thiên xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức phát động ám sát. Mười vị cường giả cấp hư thần chỉ để kích sát một Dương Thiên cảnh giới cấp lĩnh chủ. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt một năm đã trôi qua, trong không gian ảo, Dương Thiên không ngừng chiến đấu với đối thủ do Thánh thần cổ nguyên an bài. Khi thực lực của Dương Thiên đột phá và có thể đối địch cường giả cấp viên mãn ba hệ, thì thực lực của người ảo do thánh thần cổ nguyên an bài cũng đạt đến viên mãn và hệ chỉ là phương thức chiến đấu vẫn như trước đó không ảnh hưởng nhiều đến dương thiên trong không gian ảo dương thiên giống như một con dã thú hình người hoàn toàn đứng bên cạnh với người ảo hắn bất luận viễn chiến hay tiến công đều vô cùng đáng sợ nửa tiếng sau dương thiên nắm bắt cơ hội trực tiếp đánh chết người ảo phu lại trôi qua một năm rồi dương thiên nhìn người ảo xuất hiện trở lại ở đằng xa liền thoát ra khỏi thế giới ảo một năm này hắn không lãng phí thời gian thực lực nâng cao vững chắc đi tiếp nhận truyền thừa dương thiên trực tiếp rời khỏi nơi đây hắn thông qua động sâu đến chín tòa truyền thừa nhìn kìa là nhân loại dương thiên kể từ lần trước xếp thứ nhất bảng thời gian truyền thừa vũ nguyên dương thiên chưa đến đây lần nào chỉ dựa vào tĩnh tọa và nhận truyền thừa pháp tắc thực lực thật không ngờ điều này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi phương thức tu luyện của bao nhiêu thiên tài như chúng ta tương đồng với nhân loại dương thiên nhưng tốc độ tiến bộ thực sự kém hơn vô số lần ánh mắt của đông đảo cường giả dị tộc đều hướng về dương thiên lúc này không nghi ngờ gì nữa dương thiên là thiên tài trói lọi nhất trong vũ trụ vũ nguyên dương thiên sắc mặt bình tĩnh mặc kệ đông đảo dị tộc và bay trực tiếp đến chín tòa truyền thừa nhân loại dương thiên bỗng nhiên một tiếng âm thanh tức giận vang lên một vị trông có vẻ cường giả cấp viên mãn thông thường của yêu tộc bỗng nhiên bay ra khi thế trên người bỗng nhiên trở nên vô cùng khủng bố thân hình phóng to hơn gấp 10 lần đó là một con yêu thú như cự lang khí thế toàn thân vô cùng đáng sợ sau lưng còn có xương sống sắc nhọn tay cầm một chiếc rìu khổng lồ dài hàng nghìn mét chém thẳng vào dương thiên Đồng thời khí tức linh hồn to lớn trực tiếp bộc phát ra đánh vào linh hồn của Dương Thiên, là hư thần lang nguyệt của yêu tộc. Quả nhiên, sau khi Dương Thiên thể hiện thực lực viên mãn ba hệ ra, các tộc quần đỉnh phong yêu tộc tuyệt đối sẽ hành động, không biết có thể giết chết thành công không. Đông đảo cường giả dị tộc ngay lập tức nhận ra hư thần lang nguyệt. Cường giả cấp hư thần trong thế giới Vũ Nguyên không phải rất nhiều, số lượng ít đến đáng sợ so với số lượng cấp viên mãn, mỗi người trong số họ đều dễ dàng nhận ra. Tất cả cường giả dị tộc đều mong chờ, tuy thực lực hiện giờ của Dương Thiên mạnh mẽ, có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn ba hệ nhưng so với cấp hư thần thì kém hơn rất nhiều dầm phủ quang tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt lập tức đến bên cạnh dương thiên hắn không kịp trốn tránh dao bỗng nhiên một vị cường giả cấp hư thần của nhân tộc xuất hiện trực tiếp chống đỡ phủ quang là hư thần tụ vân của nhân tộc có hư thần tụ vân ở đây muốn đánh chết dương thiên càng khó hơn âm um, âm um, âm um. vào khoảnh khắc hư thần lang người ra tay tất cả các hướng ở khu vực này đều tản ra khí thế dao động vô cùng mãnh liệt có chín đạo y áp tràn ngập, chín đạo thân ảnh bộc lộ ra, tất cả bay về hướng dương thiên, là hư thần tân ý của yêu tộc, còn có hư thần lạc diệp, hư thần cảnh hồ của trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc thảo mộc mỗi tộc cũng có hai vị cường giả cấp hư thần ở đây. trời ơi, có hẳn mười vị cường giả cấp hư thần, họ đều đến giết chết nhân loại dương thiên. đông đảo cường giả dị tộc hướng về giao động nơi đây, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thực lực mỗi cường giả cấp hư thần ngút trời, thân phận, địa vị đều vượt xa bọn họ, bình thường rất khó gặp kể cả trong thế giới vũ nguyên thì họ cũng rất ít ra ngoài hiện tại mười vị xuất hiện cùng một lúc mà mục tiêu của bọn họ đều là dương thiên cần phải biết chỉ cần ra tay thì những cường giả cấp hư thần này sẽ chết hy sinh mười vị cường giả cấp hư thần chỉ để giết chết dương thiên cái giá phải trả quá lớn rồi trong sân đấu tất cả chiến đấu gần như xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đòn tấn công của hư thần lang nguyệt bị hư thần tụ vân chống đỡ chín vị cường giả cấp hư thần của dị tộc khác cũng phát ra công kích lớn mạnh của mình những công kích này lập tức đến bên dương thiên cùng lúc đó cả mười đạo dao động linh hồn mạnh mẽ tiến vào trong thức hải của dương thiên không hay rồi sắc mặt dương thiên thay đổi sự việc xảy ra quá đột ngột hiện mười vị cường giả cấp hư thần đột nhiên ra tay với hắn dao lại có hai vị cường giả hư thần của nhân loại đi ra giúp dương thiên chống đỡ hai đạo công kích nhưng tốc độ công kích của cường giả cấp hư thần như nào chứ kể cả bọn họ muốn ra tay cũng không thể chống đỡ được mười đạo công kích bảy đạo công kích còn lại trực tiếp rơi xuống lên người dương thiên khí tức trên người dương thiên lập tức trở nên hao hụt Căn nguyên pháp tác trong người hắn bỗng tiêu hao 8 phần. Trên thực tế, với thực lực của cường giả cấp hư thần, chỉ cần một đạo công kích liền có thể làm cho căn nguyên pháp tác trong người Dương Thiên hao hụt hoàn toàn, nhưng như vậy, Dương Thiên đã tử vong, đến lúc đó công kích linh hồn không có tác dụng nào, cường giả nhân tộc có thể hồi sinh Dương Thiên một cách dễ dàng, đó hiển nhiên không phải mục đích của bọn họ. Điều những dị tộc này muốn là giết chết Dương Thiên hoàn toàn, cho dù nghịch chuyển thời gian cũng không thể sống lại. Mười đạo linh hồn tiến vào trong thức hải của Dương Thiên, tấn công linh hồn hắn một cách điên cuồng. Vô trong thức hải của Dương Thiên, Châu Vũ tản ra dao động, đem những công kích linh hồn này ngăn cách hơn một nửa. Công kích linh hồn là không thể chồng lên nhau, nếu không linh hồn của hai vị cường giả cấp viên mãn dồn lại sẽ vượt qua cường giả cấp hư thần một cách dễ dàng, liên kết lại thì có thể công kích linh hồn cường giả cấp hư thần, hiển nhiên điều này là không thể. Châu Vũ trực tiếp miễn dịch với chín đạo công kích linh hồn, còn một đạo công kích linh hồn vượt qua giới hạn của Châu Vũ, tuy bị giảm đi một chút, nhưng vẫn gây ra áp bức cực lớn đối với linh hồn của Dương Thiên, không thể chống đỡ, sắc mặt Dương Thiên thay đổi dựa vào linh hồn còn lại thì chưa đến một giây hắn tuyệt đối chịu được không nổi nếu là trạng thái toàn thịnh thì hắn tất nhiên có thể chịu đựng nhưng bây giờ căn nguyên pháp tắc trong người hắn chỉ còn hai phần thực lực không bằng với cường giả cấp viên mãn một hệ dĩ nhiên không thể chống đỡ nổ trên mặt dương thiên lộ ra vẻ điên cuồng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể tuôn trào toàn thân nhanh chóng căng phồng lên ầm uhm. một tiếng nổ cực lớn vang lên dương thiên trực tiếp nổ tung khi hắn cảm nhận được linh hồn mình không thể chống đỡ không hề do dự mà tự bạo cái gì ngay cả khi 10 vị cường giả cấp hư thần của chúng ta ra tay và hắn bị trọng thương, không bị nô dịch linh hồn ngay lập tức, vẫn có thể tự bạo thành công ư? Vẻ mặt hư thần Lang Nguyệt và các cường giả khác tỏ ra không cam tâm. Kế hoạch liên kết lại ám sát của bọn họ đã thất bại và họ sắp chết. Trên bầu trời thế giới Vũ Nguyên, khí lưu màu xám đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ lại, trong chớp mắt, 10 luồng khí lưu màu xám hạ xuống, tiến vào trong cơ thể của nhóm hư thần Lang Nguyệt, họ không có chút năng lực chống đỡ nào, cơ thể trực tiếp biến mất. Mười vị hư thần vũ trụ ám sát Dương Thiên, cuối cùng thì mười vị hư thần tử vong dương thiên tự bạo tung năm đại tộc quần đình phong yêu tộc trả giá bằng mười vị cường giả cấp hư thần đều không ai giết dương thiên thành công bằng kích sát linh hồn trên bầu trời thế giới vũ nguyên khí lưu màu xám đáng sợ bao trùm giết chết nhóm cường giả hư thần la nguyệt nhóm mười vị hư thần hư thần la nguyệt đã chết rồi nhân loại dương thiên tự bạo thành công không bị giết sát linh hồn làm sao có thể chứ đây là đòn công kích linh hồn của mười vị hư thần vũ trụ nhân loại dương thiên làm sao có thể chống đỡ được muốn tự bạo tung ít nhất linh hồn của dương thiên không chịu ảnh hưởng mấy từ căn nguyên pháp tắc trong cơ thể có thể cưỡng chế hủy diệt như vậy mới có khả năng tự bạo thành công vẻ mặt của đông đảo cường giả dị tộc lộ ra sự ngạc nhiên mười vị hư thần diệt sát linh hồn dương thiên vậy mà không thành công điều này thật khó có thể tưởng tượng vô khí lưu màu xám đáng sợ dần dần tan biến nơi đây lại trở lại bình thường thời gian ám sát đột ngột chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi nhưng đối với cường giả mà nói một giây cũng đủ để thực hiện vài đòn công kích trong sân đấu thi thể hư thần lang nguyệt biến mất toàn bộ thế nhưng nơi mà dương thiên tự bạo lại để lại rất nhiều vật phẩm đao vụ ảnh trí bảo pháp tắc linh hồn châu vũ cánh quang kim khải giáp quân hắc và còn mấy chiếc nhẫn không gian bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đây là tất cả bảo vật trên người dương thiên khí lưu màu xám của thế giới vũ nguyên sẽ làm căn nguyên pháp tắc trong cơ thể biến mất và phá hủy trọng bảo nhưng trí bảo pháp tắc và nhẫn không gian lại không bị ảnh hưởng những cường giả cấp hư thần này đến ám sát dương thiên đã chuẩn bị tốt việc tử vong vì thế không hề mang bảo vật quý giá nào vũ khí trong tay cũng chỉ là trọng bảo bình thường nhất đương nhiên trọng bảo tuy bình thường nhưng uy lực tuyệt đối vô cùng kinh người khi bọn họ thi triển ra xem kìa là bảo vật nhân loại dương thiên để lại trí bảo pháp tắc chiến đao của nhân loại dương thiên cánh quang kim và khải giáp quân hắc thuộc về ngân luân hoàng trước đây hai kiện đó cũng là trí bảo pháp tắc ngoài ba kiện bảo vật này ra dương thiên còn có hai kiện trí bảo pháp tắc là khải giáp vân bạch của vận tuấn hoàng kiếm bạch huyền của ngân luân hoàng chắc chắn ở trong nhẫn không gian của hắn bỗng nhiên tất cả cường giả đều ghen tị đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam cường giả cấp viên mãn nơi đây phần lớn đều là cường giả cấp viên mãn một hệ ngay cả một kiện trí bảo pháp tắc đều không có bây giờ vài kiện trí bảo pháp tắc ở ngay trước mắt chẳng qua là ba vị cường giả cấp hư thần của nhân tộc đứng bên cạnh trông giữ những bảo vật này rồi bọn họ cũng không dám tiến lên tranh đoạt trong sân đấu cũng có rất nhiều ánh mắt của cường giả dị tộc nhìn về hướng hạt châu màu đen ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc cùng vẻ cực kỳ tham lam viên hạt châu màu đen đó là trí bảo pháp tắc linh hồn bỗng có một vị cường giả lớn tiếng nói ở đây có rất nhiều cường giả mà đều là thiên tài tuyệt thế trong từng tộc quần chắc chắn có cường giả có thể nhận ra bảo vật của dương thiên hơn nữa bảo vật của dương thiên gần giống với bảo vật ban thường cho hạng nhất cường giả cấp viên mãn ba hệ mà bọn họ thấy trong bí cảnh huyền linh trước đây cái gì trí bảo pháp tắc linh hồn chả trách nhân loại dương thiên có thể chống đỡ được dề sát linh hồn cùng mười vị cường giả cấp hư thần có trí bảo pháp tắc linh hồn giúp hắn chống đỡ công kích linh hồn đây nhất định là cường giả đỉnh cấp của nhân tộc ban tặng cho dương thiên Chí bảo pháp tắc linh hồn có khả năng chống đỡ cường giả cấp hư thần, điều này đã làm cho Dương Thiên bẩm sinh bất khả chiến bại. Ánh mắt các cường giả dị tộc tràn đầy sự tham lam. Vừa nãy bọn họ còn nghi hoặc làm sao mười vị hư thần có thể thất bại chứ? Bây giờ xem ra hoàn toàn là nhờ duyên cố của chí bảo pháp tắc linh hồn này, có thể tưởng tượng được mức độ quý báu của nó. Vài kiện bảo vật để ở đây, thế nhưng không có cường giả nào dám tiến lên tranh đoạt. Tuy nhiên nhóm ba vị hư thần tụ vân cũng không thu lấy, điều này làm dấy lên sự nghi ngờ đông đảo cường giả. Kỳ lạ, nhân loại dương thiên đã chết bảo vật của hắn liền trở thành vô chủ tại sao nhóm ba người hư thần tụ vân còn không giúp dương thiên thu lại đúng là rất kỳ lạ bây giờ ba người bọn họ nên thu lại bảo vật sau đó chờ đợi dương thiên sống lại nhờ nghịch chuyển thời gian rồi giao lại cho dương thiên thế giới vũ nguyên chỉ cần chết đi cho dù dương thiên nghịch chuyển thời gian sống lại nhưng chỉ cần dương thiên không tiến vào trong thế giới vũ nguyên lần nữa bị thế giới vũ nguyên cảm ứng đến thì bất cứ cường giả nào đều có thể thu lấy những bảo vật này lúc này hành động của hư thần tụ vân ba người họ thực sự có chút kỳ lạ bọn họ không thu lấy cứ đứng như này ở đây trông giữ bảo vật tuy đông đảo cường giả dị tông muốn tranh đoạt nhưng lại không dám tiến lên tinh vực yêu tộc hư thần lang người thất bại rồi sao nên loại dương thiên có trí bảo pháp tắc linh hồn rất nhiều khí lưu hỗn độn tràn ngập trên một hành tinh cực lớn một con rắn khổng lồ dài hàng trăm nghìn mét lạnh lão nói vâng đại nhân một vị cường giả cấp hư thần bên dưới cung kính đáp nhân tộc đúng là không tiếc cho dương thiên ngay cả trí bảo pháp tắc linh hồn cũng không tiếp ban cho cho dù là cường giả hư thần cũng không nhất định có bảo vật như vậy con rắn khổng lồ lạnh lẽo nói nếu như nhóm cường giả hư thần tụ vân của nhân tộc không thu lấy thì cường giả hư thần của yêu tộc chúng ta trực tiếp tiến lên trước chỉ dựa vào hư thần tụ vân ba người họ sẽ giữ không được bảo vật những trí bảo pháp tắc này đã có thể bù đắp cho phần tổn thất để hai vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc chúng ta sống lại rồi vâng đại nhân cường giả cấp hư thần ở dưới nhanh chóng đi phân phó cùng lúc đó trùng tộc tộc cơ giới cũng nhận được thông tin và vô cùng tức giận Họ cũng phái cường giả cấp hư thần chuẩn bị tiến về trước thu lấy bảo vật của Dương Thiên. Trong thế giới Vũ Nguyên, chín tòa truyền thừa, rất nhiều cường giả dị tộc theo dõi, tuy rằng muốn có được bảo vật của Dương Thiên nhưng bọn họ lại không dám ra tay. Âm. Uhm. Bỗng nhiên, lỗ sâu ở đằng xa trở lay động, sau đó trực tiếp xuất hiện mấy bóng người, là hư thần yểm hốt ba vị của yêu tộc, một cường giả sừng sốt nói, nhóm cường giả hư thần yểm hốt cũng thuộc về thế giới Vũ Nguyên, chẳng qua là trước đây luôn lưu lạc ở bên ngoài thế giới vũ nguyên chỉ thích hợp tiếp nhận truyền thừa pháp tắc mà không có tác dụng mài rũa hư thần tụ vân hư thần yểm hốt nhìn nhóm cường giả hư thần tụ vân rồi ánh mắt lại hướng về vài kiện bảo vật đang lơ lửng trên không âm uhm, hư thần yểm hốt không do dự chút nào trực tiếp giơ tay ra bắt lấy bảo vật của dương thiên những cường giả khác sợ hãi hư thần tụ vân nhưng ông ta không sợ nếu như hư thần tụ vân cản trở thì sẽ bị thế giới vũ nguyên coi là đang ra tay tấn công thân thể sẽ bị biến mất lập tức hừm không ra tay chống đỡ sao tay phải hư thần yểm hốt trực tiếp nắm lấy viên châu màu đen đó nhìn hư thần tụ vân và những người khác vậy mà bọn họ lại không có chút động tính gì ông ta thậm chí cảm thấy một chút chế giễu không ổn trong lòng hư thần yểm hố hoảng sợ ông ta dường như nhớ đến điều gì đó ánh mắt có chút không thể tin nổi dầm trên trời thế giới vũ nguyên khí lưu màu xám lại ngưng tụ lần nữa một đạo khí lưu màu xám đến cạnh hư thần yểm hốt tiến vào trong cơ thể ông ta không trong mắt hư thần yểm hốt hiện ra tia khủng hoảng tiếp đến thân thể tiến mất hoàn toàn ánh mắt hư thần yểm hốt hiện ra tia khủng hoảng tiếp đó cơ thể bị khí lưu màu xám đánh trúng lập tức biến mất hoàn toàn hư thần yểm hốt đến thế giới vũ nguyên trong lòng thận trọng nên dĩ nhiên không mang theo trí bảo của mình cái gì khí lưu màu xám đã giết hư thần yểm hốt làm sao có thể nhân loại dương thiên không phải đã chết rồi sao tại sao bảo vật của hắn vẫn không thể động đến kể cả sau khi nhân loại dương thiên chết lập tức được nghịch truyền thời gian sống lại nhưng muốn từ tinh vực nhân tộc đến được đây thì cần thời gian là một ngày ngoài thế giới vũ nguyên ra cũng không có dao động nghịch chuyển thời gian cực lớn, hắn không thể tiến vào trong thế giới vũ nguyên ngay bây giờ. Đông đảo cường giả dị quốc đầy vẻ kinh hoàng, có những cường giả nghĩ đến một khả năng, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Hư thần yểm hốt bị khí lưu tiêu diệt, vẻ mặt hai vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc còn lại hiện ra vẻ kinh hãi, lập tức rời khỏi nơi đây. Vừa rồi bọn họ cũng suýt bắt lấy trí bảo pháp tắc của Dương Thiên, bọn họ chỉ cách cái chết là một bước. Âm, uhm, lại là mười mấy bóng người hiện ra, cường giả cấp hư thần của các quần tộc như trùng tộc, tộc cơ giới đều đến đây cái gì hư thần yểm hốt đã chết rồi ông ta bị khí lưu màu xám giết chết, chết những cường giả các hư thần này bỗng nhiên hiểu chuyện vừa xảy ra ở đây thế giới vũ nguyên tất có quy tắc vận chuyển trừ khi chủ động tấn công người khác không thì khí lưu màu xám không thể nào xuất hiện bây giờ hư thần yểm hốt chỉ khẽ chạm trí bảo pháp tắc của dương thiên liền bị tiêu diệt đó chỉ có một khả năng nhân loại dương thiên vẫn chưa chết hắn vẫn còn ở trong thế giới vũ nguyên một vị hư thần vũ trụ của tộc cơ giới tức giận nói vẫn chưa chết hư thần tháp trí nhân loại dương thiên dưới ánh mắt của nhiều cường giả chúng tôi trực tiếp tự bạo tung làm sao có thể vẫn còn sống đúng vậy thực lực của chúng tôi tuy kém hơn chút nhưng có thể khẳng định dương thiên tuyệt đối tự bạo rồi các cường giả dị tộc khác nghi hoặc hư nhân loại dương thiên đúng là tự bạo thành công rồi nhưng có một khả năng cho dù dương thiên tự bạo rồi hắn vẫn tồn tại ở thế giới vũ nguyên này hư thần tháp chí phẫn nộ nói phân thân nhân loại dương thiên có phân thân hư thần tháp chí vừa nói xong lại có một giọng kinh hãi vang lên phân thân nhân loại dương thiên có phân thân sao làm sao có thể chứ nhân loại gần như đều là sinh mệnh có gen bình thường bọn họ gần như không thể có năng lực tạo ra phân thân chỉ có thể dựa vào ngày mốt đạt được độ khó này quá lớn trong cả vũ trụ có sinh mệnh tương tự như cây sinh mệnh có thể giúp cường giả tạo ra phần thân lại quá ít bao năm mới có thể ra đời một cây mỗi cây ra đời đều có thể dẫn đến sự tranh đoạt của vô số cường giả nhân loại dương thiên làm sao có thể có được tất cả cường giả dị tộc kinh hãi nói có khả năng phân thân chỉ làm hai phương diện một là có năng lực bẩm sinh tạo ra phân thân giống như sinh mệnh đặc biệt hiếm gặp hoặc là một vài chủng tộc kỳ dị một loại khác thì là ngày mốt tạo ra ví dụ có thể có một cây sinh mệnh sau đó thông qua cây sinh mệnh tạo ra phân thân loại khả năng trước rất khó đủ để có bẩm sinh tạo ra phân thân thì ở yêu tộc thảo mộc tộc và những tộc khác thì có ít bộ phận ghen của họ mạnh mẽ vô cùng lực chiến đấu nghịch thiên sinh ra đã là con cường của vũ trụ nhưng số lượng cũng không nhiều chỉ là nhân tộc gần như không thể có sinh mệnh như này trước đó bọn họ cũng không nghĩ đến hướng này trong ý thức đã đem khả năng này phủ định rồi, không có gì là không thể, tốc độ tu luyện của nhân loại Dương Thiên đã đạt đến mức độ đáng sợ này rồi, chỉ dựa vào bản thể hắn tu luyện làm sao có thể nhanh như vậy?" Hư thần thấp chí phẫn nộ nói. Ngoài bản thể hắn đang tu luyện, phần thân nhất định cũng đang không ngừng tu luyện, Hư thần thấp chí nhìn số bảo vật sau khi Dương Thiên tự bạo để lại, Ông trầm nói, "Nhân loại Dương Thiên, đừng trốn nữa, ta biết ngươi ở đây." Lời ông ta vừa nói xong, hầu như ánh mắt tất cả cường giả đều hướng về những bảo vật đó. Khu vực rộng lớn bỗng chốc yên lặng lại có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mỗi một giây trôi qua, sau 10 giây, nhẫn không gian của Dương Thiên đột nhiên truyền đến tiếng lay động khe khẽ, một tia sáng nhỏ bé lóe lên, sau đó càng lúc càng lớn, bỗng biến thành một con thú lớn 16 chân hung dữ dài hàng trăm mét, là kim giáp nguyên trùng của chủng tộc. Khi thế dao động của kim giáp nguyên trùng rất tương tự của Dương Thiên. Nó là phân thân của nhân loại Dương Thiên sao? Tất cả cường giả đứng nhìn, sau khi kim giáp nguyên trùng bước ra, lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, khẽ động tâm niệm, Số kiện bảo vật xung quanh liền bị hắn thu lại vào trong cơ thể, khí lưu màu xám trên bầu trời cũng không xuất hiện. Dầm vẻ mặt của tất cả các cường giả đều lộ ra khó có thể tin nổi. Có thể thu lấy bảo vật của Dương Thiên mà không bị khí lưu giết chết, điều này đã chứng minh được kim giáp nguyên chủng là phân thân của Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên vậy mà thực sự có phân thân, mà còn là phân thân mạnh mẽ như chúng tộc có thể tạo ra rất nhiều thân thể con. Thật là đáng sợ, thiên phú của nhân loại Dương Thiên đã là mạnh nhất vũ trụ, bây giờ lại thể hiện ra năng lực phân thân, ai có thể giết hắn chứ? Với tốc độ trưởng thành của Dương Thiên, đợi đến khi hắn thực sự trưởng thành thì ai mới là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên tất cả cường giả dị tộc e sợ Dương Thiên vô cùng. Có phân thân thì kỳ đầu không đáng sợ, nhưng càng đến kỳ sau càng khó khăn, đợi đến khi thực sự trưởng thành thì đó mới thực sự tồn tại bất tử. Cần phải biết, càng đến kỳ sau, muốn bị nghịch chuyển thời gian sống lại thì càng khó khăn, cường giả cấp thánh thần cũng không thể sống lại, bởi vì họ là mạnh nhất, không có cường giả nào đủ để làm họ sống lại. Mà có phân thân chỉ cần bản thể và phân thân không cùng lúc bị đánh giết thì đó không thể chết đi và đạt đến cấp thánh thần có mấy phân thân đó sẽ có lực chiến đấu của mấy cấp thánh thần đa tại hư thần tụ vân dương thiên nhìn về ba vị hư thần của nhân tộc cảm tạ ha ha dương thiên chúng ta chỉ giúp người chống đỡ một bộ phận nhỏ công kích không có chúng ta người cũng không thể bị dệt sát linh hồn hư thần tụ vân ba người họ nhanh chóng nói sâu trong đáy mắt bọn họ vẫn còn chút kinh ngạc bọn họ cũng vừa mới biết dương thiên có phân thân sau khi bản thể dương chết đi Phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên trực tiếp dùng ý thức truyền âm cho họ, vì thế bọn họ ở bên cạnh bảo vật của Dương Thiên trông giữ, không có hành động gì nên mới dẫn đến sự nghi hoặc của nhiều cường giả dị tộc. Dương Thiên vốn định trực tiếp bộc lộ phân thân, cuối cùng khẽ động tâm niệm, không hành động gì, không ngờ lại thật sự có cường giả cấp hư thần của yêu tộc muốn cướp đoạt bảo vật của hắn. Nhân loại Dương Thiên, Tháp Chí và những cường giả cấp hư thần dị tộc khác nhìn về kim giáp nguyên trùng Dương Thiên, vẻ mặt đầy tức giận. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên liếc qua bọn họ, nhưng không hề sợ hãi chút nào kim giáp nguyên trùng dương thiên nhìn về cường giả cấp hư thần của các dị tộc kia không hề có chút sợ hãi nào trong lòng hắn lúc này lại có rất nhiều ý nghĩ những dị tộc này thật xem trọng ta vậy mà lại điều đến 10 vị cường giả hư thần tuy rằng mình không bị linh hồn tiêu diệt nhưng trí bảo pháp tắc linh hồn và phân thân lại bị bại lộ dương thiên lắc đầu trước đây lúc hắn cảm thấy mình không thể chịu được sự tấn công từ linh hồn liền chuyển nguyên châu long phượng vào nhẫn không gian lại không chuyển châu vũ bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trong tình huống hắn còn ý thức một khi chuyển đi không có châu vũ bảo vệ linh hồn của hắn hắn rất có thể sẽ bị linh hồn tiêu diệt trong trước mắt cho nên sau khi hắn tự sát châu vũ không có cách nào thu lại được liền hiện ra thật ra tiểu quang có thể nhanh chóng thủ cất bảo vật của hắn như vậy vừa có thể che giấu thân phận thật của hắn vừa có thể cất giấu châu vũ nhưng vào thời khắc quyết định dương thiên lại không làm như vậy cường giả cấp viên mãn của đây vô cùng nhiều còn có cường giả cấp hư thần thậm chí những cường giả cấp thánh thần cũng đang quan sát nơi đây tiểu quang có thể không tiếng động mà cất giấu tất cả bảo vật của hán thậm chí còn có thể qua mắt được cường cấp hư thần làm vậy tuy rằng có thể phòng được việc bảo vật của dương thiên bị lạc mất nhưng một khi năng lực này bị lộ trước mắt những cường giả cấp thánh thần khi sẽ khiến bọn họ nghi ngờ không biết được bọn họ sẽ nghĩ đến những thứ gì cường giả cấp thánh thần là sự tồn tại lớn mạnh nhất trong vũ trụ dương thiên không dám cường nếu bọn họ biết đến sự tồn tại của tiểu quang trước đây tiểu quang chỉ để lộ ra năng lực như vậy vài lần ở chiến trường hư vô nhưng đã bị dương thiên che giấu hoàn toàn không hề có cường giả nào chú ý đến dương thiên càng lúc càng mạnh hắn càng cảm nhận được điểm đặc biệt của tiểu quang cho nên năng lực của tiểu quang tuyệt đối không thể bị lộ trước mắt các cường giả cấp thánh thần sau khi so sánh bại lộ thân phận của mình trí bảo linh hồn dương thiên cảm thấy không có vấn đề gì lớn lúc này rất nhiều cường giả của các di tộc nhìn về với dương thiên tràn đầy sự nề sợ đáng sợ quá có được trí bảo linh hồn lại còn có thể phân thân ai có thể giết được dương thiên chứ dương thiên của loài người cũng thật gian xảo cho dù phân thân không che giấu được nữa cũng lặng lẽ chờ đợi lừa để giết hư thần yểm hốt của yêu tộc hư thần yểm hốt thật đáng thương chỉ tiếp xúc với bảo vật của dương thiên đã bị khí lưu màu xám giết chết không biết những cường giả như thấp chí hư thần có muốn đuổi giết dương thiên nữa không giết thế nào rõ ràng kim giáp nguyên trùng không có chức năng sinh sản cho nên dương thiên nhất định vẫn còn một phân thân nữa có thể sinh sản nói không chừng cơ thể của dương thiên bây giờ đã được sinh ra một lần nữa rồi cơ thể chính không bị gì mà phân thân bị tấn công không cách nào chống lại được chỉ cần tâm niệm của cơ thể chính dao động thì phân thân sẽ chết ngay lập tức tháp chí hư thần bọn họ ra tay nhiều nhất cũng chỉ khiến cho phân thân kim giáp nguyên trùng của dương thiên chết thôi còn về cơ thể của hắn sẽ không bị ảnh hưởng gì mà tháp chí hư thần bọn họ cũng sẽ chết đúng rồi dương thiên của loài người ở đây những cường giả cấp hư thần mạnh mẽ kia căn bản là không làm gì được hắn lúc này khu vực chín tòa truyền thừa đã tập hợp đủ hơn phân nửa cường giả của thế giới vũ nguyên bọn họ nhìn dương thiên cùng mười mấy vị hư thần vũ trụ dị tộc đúng như bọn họ nghĩ lúc này những cường giả như tháp chí hư thần đáng vô cùng giận dữ uất ức Hành động giết Dương Thiên lần này, năm tộc quần đỉnh phong bọn họ chết mất mười mấy vị hư thần vũ trụ, nhưng Dương Thiên lại chỉ mất đi năng lượng của cơ thể, có thể nhanh chóng hồi phục, những món bảo vật nào của hắn không hề bị hư hại gì. Dương Thiên của loài người, khuôn mặt của hư thần Tháp Chí vô cùng u ám nhìn Dương Thiên. Hư thần Tháp Chí, Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên nhìn về phía hư thần Tháp Chí đang vô cùng giận dữ, nhẹ giọng nói, các người vẫn còn muốn giết ta, bây giờ Dương Thiên ta đang ở đây, các người muốn ra tay thì cứ việc. Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên không hề sợ hãi đám di tộc này chút nào năm tộc quần đỉnh phòng này lần nào cũng muốn giết chết hắn đương nhiên sẽ không có thiện cảm lời nói cũng không hề nề mặt những cường giả hư thần của các dị tộc này trước nào bởi vì dương thiên biết hai bên sẽ không có cơ hội nào làm hòa dương thiên đương nhiên cũng sẽ không khách khí đương nhiên dương thiên cũng sẽ không để ý đến sự làm hòa của hai bên hắn ở đây những dị tộc kia nếu muốn giết hắn hắn đều sẽ chấp nhận dương thiên của loài người người đừng có mà đắc ý trí bảo pháp tắc linh hồn và công dụng phân thân của người đã bị lộ rồi lần sau người nhất định sẽ chết hư thần tháp chí giận dữ nói Dương Thiên lạnh lùng cười rồi nói, Dương Thiên ta sẽ ở trong thế giới vũ nguyên này, các người có bao nhiêu hư thần vũ trụ, cứ việc đến, hư thần tháp chí, bây giờ các người không phải đang có mười mấy hư thần vũ trụ đang ở đây sao, thế nào, không dám ra tay, có bản lĩnh người đừng trốn trong thế giới vũ nguyên, hư thần tháp chí hét lên đầy giận dữ. Dương Thiên diễu cợt cười một tiếng, nói, ta ở đâu không cần hư thần tháp chí quan tâm, trên mặt hư thần tháp chí tràn đầy vẻ giận dữ, mười mấy hư thần vũ trụ kế bên ông ta sắc mặt cũng trầm xuống với tình hình hiện tại dương thiên có được trí bảo pháp tắc linh hồn lại có thể phân thân bọn họ ở thế giới vũ nguyên không cách nào giết được dương thiên thậm chí đến bảo vật của hắn cũng không cách nào lấy được chỉ cần ra tay bọn họ có thể toàn bọ sẽ chết tại đây đi thôi trên mặt hư thần tháp trí lộ ra sát ý liếc một cái nhìn về phía dương thiên thông qua lỗ sâu rời khỏi nơi này những cường giả cấp hư thần khác cũng nhanh chóng rời khỏi bọn họ là cường giả cấp hư thần không giết được dương thiên ở lại cũng không có ý nghĩa gì hư thần tháp thúc bọn họ rời khỏi rồi bình thường thôi bọn họ ở đây cũng không làm gì được dương thiên chỉ có thể rút lui thôi phải nói là trong thế giới vũ nguyên này những cường giả cấp hư thần ra tay đều không làm được gì dương thiên nếu cường giả thánh thần ra tay thì có thể còn được không thể được đâu cường giả thánh thần ra tay cũng sẽ bị khí lưu màu xám giết chết cho dù là những cường giả thánh thần có phân thân ra tay cái giá muốn khôi phục hoàn toàn sau đi chết đi còn khủng khiếp hơn dương thiên đột phá cấp hư thần cho nên bọn họ cũng không thể ra tay rất nhiều dị tộc đang bàn tán bọn họ nhìn về phía con sâu lớn hung ác trong sân sâu trong đáy mắt hiện lên sự chấn động. Năm tộc quần đỉnh phong, tổng cộng mười mấy cường giả hư thần đuổi giết Dương Thiên nhưng đều thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, trí bảo pháp tắc linh hồn, bên trong phân thân kim giáp nguyên trùng có ít nhất hai phân thân, những điều này thể hiện Dương Thiên khó đối phó như thế nào. Không nói đến những nơi khác, ở thế giới vũ nguyên này hắn an toàn. Trong một thời gian ngắn, câu chuyện về lần đuổi giết này nhanh chóng được truyền ra ngoài, khiến cho toàn bộ vũ trụ chấn động. Vô số tộc quần kinh hãi, với năng lực hiện tại của dương thiên có thể sánh ngang với một số tộc quần bình thường trong vũ trụ rồi cơ thể của dương thiên phân thân kim giáp nguyên trùng phân thân có khả năng sinh sản ít nhất dương thiên có đến ba sức chiến đấu của ba hệ cấp viên mãn tinh vực của yêu tộc ánh mắt lạnh lão âm trầm của con rán cực lớn đang tan ra khí thế vô cũng đáng sợ nhìn xuống phía dưới nhiệm vụ thất bại rồi phía dưới là một vị cường giả cấp hư thần đang vô cùng cung kính đáp đại nhân dương thiên của loài người có trí bảo pháp tắc linh hồn muốn giết chết linh hồn hắn rất khó hơn nữa hắn còn có phân thân, chúng ta cho dù giết được hắn, khiến căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn mất đi thì những bảo vật kia chúng ta cũng không thể lấy đi được. Hạn chế của thế giới vũ nguyên quá lớn, cường giả hư thần của yêu tộc chúng ta lại lần nữa đi giết Dương Thiên, khả năng nhiệm vụ thất bại là hơn 90%. Ánh mắt lạnh lùng của con rắn lớn lộ ra vẻ trầm tư, thật ra bây giờ ông ta cũng không có cách gì để giết Dương Thiên, ít nhất thì ở thế giới vũ nguyên, bọn họ cũng không có cách gì. Ai mà biết được giới hạn cao nhất mà trí bảo pháp tắc linh hồn của Dương Thiên có thể chịu được là bao nhiêu yêu tộc bọn họ đã tổn thất ba vị cường giả cấp hư thần rồi bọn họ sẽ không phái cường giả cấp hư thần đi giết dương thiên một lần nữa sẵn dò xuống phía dưới bí mật theo dõi động tĩnh của dương thiên ở thế giới vũ nguyên hắn không thể ở mãi trong thế giới vũ nguyên bây giờ hắn vẫn đang ở giai đoạn cấp lĩnh chủ nếu thật sự muốn đột phá được cấp viên mãn nhất định phải trải qua sự rèn luyện sống chết đến lúc đó có thể dễ dàng phát hiện ra hắn đó là cơ hội duy nhất có thể giết được hắn Sẵn lớn nói bảng thời gian truyền thừa thời gian vũ nguyên hiện rõ cảnh giới của dương thiên vâng Cường giả cấp hư thần phía dưới cung kinh đáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây để sắp xếp mọi chuyện. Cùng lúc đó, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc thảo mộc đều nhận được tin tức, cường giả cấp thánh thần trong tộc của bọn họ vô cùng tức giận, nhưng Dương Thiên trốn ở thế giới Vũ Nguyên, bọn họ cũng không thể làm gì được. Trước đó đã chết mất hai vị cường giả cấp hư thần, bọn họ đã vô cùng đau lòng rồi. Tinh vực trùng tộc, truyền lệnh xuống dưới, giám sát chặt chẽ Dương Thiên, nếu phát hiện hắn đã rời khỏi thế giới Vũ Nguyên lập tức báo cáo hắn trốn trong thế giới vũ nguyên chúng ta không có cách nào làm gì hắn chỉ có thể chờ hắn ra ngoài tinh vực tộc cơ giới tinh vực tộc kim loại cũng nhanh chóng dặn dò những người bên dưới từng đợt mệnh lệnh chống đối dương thiên toàn bộ được triển khai nhưng khoảng thời gian sắp tới chỉ cần dương thiên không rời khỏi thế giới vũ nguyên thì bọn họ cũng chẳng có cách gì những hành động đột nhiên đuổi giết giống những cường giả như hư thần lang nguyệt trước đây có lẽ sẽ không xảy ra nữa sao hỏa giải ngân hà trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh to lớn có những sự chuyển động kỳ lạ có một sinh mệnh đang nhanh chóng được hình thành. Qua vài phút, một vị thanh niên phá vỡ không gian sinh sản bước ra ngoài, nhìn vào khuôn mặt thì đó chính là Dương Thiên. Ừm. Uhm. Khi Dương Thiên bước ra, có một nguồn linh lực mạnh mẽ không ngừng hòa vào cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây thần u minh, phân thân thú quang diễn, trong chớp mắt có rất nhiều can nguyên pháp tác không ngừng hòa vào cơ thể của Dương Thiên, khí thế trên người hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trên toàn bộ sao hỏa, luồng khí thế được tỏa ra vô cùng đáng sợ, đây mới chỉ là một chút được tỏa ra ngoài thôi. Đường ngày sau, động tĩnh ở đây cuối cùng cũng đã dừng lại. Căn nguyên pháp tắc bên trong phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây thần u minh, phân thân thú quang diễn đã bị tổn thất mất hơn 3 phần. Thực lực của cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, Dương Thiên cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ trên cơ thể mình. Căn nguyên pháp tắc bị tổn thất, cần rất nhiều bảo vật mới có thể khôi phục lại được. Bây giờ, Dương Thiên đã ngang bằng với cường giả cấp viên mãn ba hệ, không dựa vào bảo vật, nếu muốn thực lực khôi phục thì ít nhất cũng mất hơn ngàn năm. Thực lực càng mạnh thì tốc độ tự hồi phục cũng càng chậm nhưng dương thiên có rất nhiều phân thân có thể không cần tốn bảo vật mượn căn nguyên pháp tác của các phân thân để hồi phục với tốc độ nhanh nhất dương thiên đứng lên nhíu mày lại bây giờ phân thân của mình đã bị lộ nhưng mà cho dù có bị lộ thì cũng không sao thực lực càng ngày càng mạnh thì dương thiên cũng đã không cần lo lắng nhiều như vậy nữa hắn đã không còn là kẻ yếu để cho bất kỳ một cường giả cấp lĩnh chủ nào cũng có thể giết như trước kia nữa rồi bí cảnh ở sao hỏa này rất thần bí lĩnh vực hiện tại của mình không có cách nào thăm dò được bên trong đó không có cường giả nào có thể nghĩ đến phần thân cây sinh mệnh của mình lại được giấu ở đây huống hồ mình còn để lại rất nhiều tọa độ không gian có thể ngay tức khắc rời khỏi nơi này dương thiên không có chút lo lắng phần thân cây sinh mệnh bị phát hiện phần thân cây sinh mệnh phần thân cây thần u minh phần thân thú quan diễn tiếp tục canh giữ ở đây trái đất quá quan trọng tuyệt đối không thể để có chuyện gì được sau khi phân thân của dương thiên bị lộ không hề di chuyển phân thân cây sinh mệnh soạt trước mắt dương thiên xuất hiện một tọa độ không gian hắn bước một bước vào bên trong một ngày sau dương thiên về lại thế giới vũ nguyên Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên xuất hiện bên ngoài thế giới Vũ Nguyên, toàn bộ bảo vật trên người đều chuyển hết sang người Dương Thiên. Sức mạnh linh hồn cơ thể của Dương Thiên là lớn nhất, phù hợp nhất để tiếp nhanh truyền thừa pháp tắc, cho nên hắn nhất định sẽ vào đó lần nữa. Nhìn kìa, là Dương Thiên, chỉ mới có thời gian một ngày, hắn đã trở lại đây rồi. Khi thế trên người Dương Thiên không hề suy yếu chút nào, thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục rồi. Dương Thiên có phân thân, muốn hồi phục thì rất dễ dàng, đều không cần dùng đến bảo vật gì cả. Thiên phú thật là hiếm có, còn có chức năng phân thân, Dương Thiên giống như là đứa con của vũ trụ vậy, cái gì tốt đều bị hắn giành hết. Rất nhiều cường giả của dị tộc nhìn thấy Dương Thiên đều giám sát chặt chẽ tình hình của hắn, nhưng lại không dám tiến lên phía trước, trong đáy mắt của bọn họ đều tràn đầy sự đố kỵ. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, liếc mắt nhìn một cái về phía những cường giả của yêu tộc, trùng tộc, trực tiếp bước về phía chính tòa truyền thừa. Dương Thiên bước vào nơi truyền thừa rồi. Khu vực truyền thừa, rất nhiều dị tộc đang nhìn bậc thang pháp tắc mơ hồ kia. Trong tộc dặn dò, không được chọc đến Dương Thiên, chỉ cần quan sát tình hình của hắn nhanh chóng báo cáo lại rất nhiều cường giả nhận được mệnh lệnh từ tộc mình đều lặng lẽ đứng đợi ở đó mười ngày sau dương thiên bước ra trở về cung điện của loài người ở thế giới vũ nguyên thế giới ảo liên minh cường giả cấp viên mãn loài người dương thiên hư tuyệt thần chủ và những người khác đang đứng cùng với nhau cười nói vui vẻ bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh youtube di các phim có 11 cường giả cấp hư thần của các dị tộc vì hắn mà chết nên địa vị của dương thiên trong liên minh cường giả cấp viên mãn rất cao thực lực càng mạnh thì sẽ càng có nhiều cống hiến cho tộc quần của mình tự nhiên cũng sẽ càng nhận được sự tôn trọng của nhiều cường giả loài người hơn địa vị của dương thiên lúc này không hề ở dưới hư tuyệt thần chủ ha ha hư tuyệt lần trước còn nói với ông khi nào thì dương thiên sẽ vượt qua ông không ngờ nhanh như vậy bên cạnh mục luân thần chủ cười nói mục luân thần chủ là một vị cường giả cấp viên mãn ba hệ là bạn tốt bạn tâm giao của hư tuyệt thần chủ đệ tử của ta thực lực vượt qua ta ta đương nhiên rất vui mừng hư tuyệt thần chủ cười nói đối với tốc độ trưởng thành của dương thiên trong lòng hư tuyệt thần chủ chỉ có kinh ngạc cùng vui mừng dương thiên hư tuyệt thần chủ và những người khác đứng nói chuyện cùng nhau một lúc liền rời khỏi thế giới ảo trong cung điện ở thế giới vũ nguyên dương thiên mở mắt ra bây giờ có thể yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc không gian 300 năm sau khi trải qua lễ tắm rửa ở hồ thánh lần thứ ba của tộc thú quang diễn liền bắt đầu rèn luyện dương thiên chuẩn bị cho lần tu luyện tiếp theo đinh đồng hồ trên tay hắn đột nhiên vang lên là thánh thần cổ nguyên ý thức của dương thiên lập tức tiền vào thế giới hư ảo sư phụ Dương Thiên đứng mặt thánh thần cổ nguyên, vô cùng cung kính đáp. Thánh thần cổ nguyên của thế giới ảo nhìn thì có vẻ rất bình thường, ai cũng khó có thể tưởng tượng được đây chính là người sáng lập ra công ty lỗ sâu ảo, là cường giả giỏi nhất của cả tộc loài người. Dương Thiên, kế hoạch tu luyện tiếp theo của ngươi là gì? Thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của mình hỏi. Trước đây việc những tộc quần như yêu tộc phái mười vị hư thần vũ trụ đi giết Dương Thiên, ông ta đã biết rồi, cho nên ông ta muốn biết kế hoạch tu luyện tiếp theo của Dương Thiên, nên cũng đã có những sự sắp xếp nhất định. Đệ tử sẽ ở thế giới vũ nguyên 300 năm, sau đó chuẩn bị ra ngoài rèn luyện dương thiên thành thật đáp ừm hiện tại ngươi chỉ ở cấp lĩnh chủ muốn thật sự đột phá đến cấp viên mãn thì đúng là cần phải rèn luyện đợi đến khi ngươi ra ngoài thì đến chỗ ta một chuyến thánh thần cổ nguyên nói vâng thưa sư phụ dương thiên cung kinh gật đầu đi đi tu luyện cho tốt thánh thần cổ nguyên nói một tiếng sau đó liền rời khỏi thế giới ảo không biết sư phụ tìm mình có việc gì dương thiên thầm nghĩ trong lòng hắn nén lại suy nghĩ trong lòng bắt đầu toàn tâm toàn ý đi lĩnh ngộ pháp tác thời gian dần dần trôi qua Dương Thiên cũng im lặng, ngoại trừ ở cung điện của mình thì chính là đến chín tòa truyền thừa, trong lúc đó cũng không làm bất kỳ việc gì khác. Lại bắt đầu rồi. 400 năm trước đây Dương Thiên cũng tu luyện như vậy. Không thể tin được, không trải qua rèn luyện, thực lực vậy mà lại có thể tiến bộ nhanh như vậy. Dương Thiên của loài người hắn có phân thân đó, nói không chừng phân thân của hắn đã ở nơi nào đó tiến hành rèn luyện rồi. Cho dù có phân thân, cơ thể chính vẫn là quan trọng nhất, nếu chỉ dựa vào phân thân, rất khó có thể đột phá được, chỉ khi cơ thể hòa vào được các lĩnh ngộ pháp tác, mới có thể tạo ra một bước đột phá. Đợi đi, năm tộc quần đỉnh phong lớn như yêu tộc cũng không làm gì được Dương Thiên, nhưng hắn cũng có lúc sẽ phải rời khỏi đây thôi. Rất nhiều dị tộc đang bàn tán khắp nơi, Dương Thiên lại không hề để ý đến lời bàn tán của những cường giả khác, không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc. Trước mắt đã qua 300 năm, mà vài ngày sau, lễ tắm rửa ở hồ thánh lần thứ ba của tộc thú Quang Diễn sẽ bắt đầu. Trong cung điện, Dương Thiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thời gian 300 năm, pháp tắc không gian của mình đã tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn cách thừa nhận căn nguyên pháp tắc một khoảng nữa mà pháp tắc hệ mộc và hệ thổ của mình toàn bộ đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong trên mặt xương thiên toàn là nét cười không gian pháp tắc tiến bộ chỉ là thứ yếu nhưng pháp tắc hệ mộc và hệ thổ của hắn đạt đến cấp hắc động đỉnh phong lại là một bước tiến bộ cực kỳ lớn 700 năm trước sơn thiên ở bí cảnh huyền linh có được hai viên nguyên châu pháp tắc liền nhanh chóng hình thành phần thân linh hồn nguyên châu pháp tắc hệ mộc và hệ thổ của mình lại cộng thêm linh hồn mạnh mẽ của hắn hỗ trợ pháp tắc không gian và thỉnh thoảng tiến vào nơi truyền thừa tiếp nhận truyền thừa pháp tắc hệ mộc hệ thổ, cho nên rất dễ dàng có thể đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, đã sớm đạt đến từ hơn 200 năm trước. Lễ tắm rửa ở hồ thánh lần thứ ba của tộc thú quang diễn sắp bắt đầu rồi, mình cũng phải ra ngoài thôi. Đầu tiên phải đến thánh địa cổ nguyên, sau đó pháp tắc hệ mộc và hệ thổ sẽ bắt đầu đột phá rồi sẽ đến gặp thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên liền rời khỏi nơi này. Nhìn kìa, Dương Thiên, hắn rời khỏi thế giới vũ nguyên. Dương Thiên vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý của rất nhiều cường giả. Rất nhanh, Tin tức liên quan đến việc Dương Thiên rời khỏi thế giới Vũ Nguyên đã được truyền khắp các tộc quần lớn trong vũ trụ. Dương Thiên rời khỏi thế giới Vũ Nguyên, đem theo bốn phân thân như cây sinh mệnh, đến thánh địa Cổ Nguyên, hắn liền trở về cung điện của mình. Soạt, bên cạnh Dương Thiên, bốn phân thân như cây sinh mệnh toàn bộ đều xuất hiện. Âm, uhm. có một cỗ lĩnh vực pháp tắc bao trùm lấy xung quanh hắn, sau đó căn nguyên pháp tắc hệ mộc giống như nước lũ ập đến. Ở trung tâm của cung điện, Mộc Huyền và Quân Viêm nhìn về phía cung điện của Dương Thiên. Đây chính là căn nguyên pháp tác hệ mộc đến. Dương Thiên đã nhận được thừa nhận căn nguyên pháp tác hệ mộc rồi. Tình hình cũng khá giống với pháp tác hệ kim lần trước của Dương Thiên. Quá mạnh rồi, thực lực hiện tại của Dương Thiên có thể đã ngang bằng với cường giả cấp viên mãn ba hệ, bây giờ đột phá pháp tác hệ mộc, thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Không thể so được, thực lực của Dương Thiên đủ để giết chúng ta một cách dễ dàng. Mộc Huyền và Quân Viêm nhìn cảnh Dương Thiên đột phá, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười khổ sở. Bọn họ lần đầu nhìn thấy Dương Thiên, Dương Thiên chỉ ở cấp hắc động đỉnh phong, vừa thông qua cửa ải pháp tác thứ 29, thuộc về thiên tài tuyệt thế, nhưng trong mắt bọn họ lại rất yếu. Bây giờ chỉ qua hơn một ngàn năm, thực lực của Dương Thiên đã vượt qua bọn họ. Trong cung điện, sau khi căn nguyên pháp tác hệ mộc đến, tiếp theo đó thì căn nguyên pháp tác hệ thổ cũng nhanh chóng đến rồi. Căn nguyên pháp tác hệ thổ đến rồi. Cộng thêm căn nguyên pháp tác trước đây, toàn bộ pháp tác cơ bản bảy hệ của Dương Thiên đã đạt đến thừa nhận căn nguyên pháp tác. Mộc Huyền và Quân Viêm đều chấn động, nhưng đây là Dương Thiên, bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Trên người Dương Thiên từ lâu đã xuất hiện vô số kỳ tích hai mươi phút sau khi căn nguyên pháp tắc đến mọi sự chuyển động đều dừng lại căn nguyên pháp tắc hệ tổ dần dần tan đi ha ha pháp tắc hệ mộc hệ thổ cũng đã đột phá rồi thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều tuy nhiên để đạt đến thực lực của cường giả cấp viên mãn bốn hệ vẫn còn rất xa nhưng đối mặt với cường giả cấp viên mãn ba hệ mình vẫn có thể dễ dàng đánh bại được dương thiên cảm nhận thực lực của mình trên mặt tràn đầy vui vẻ thực lực bây giờ của hắn ở giữa cường giả cấp viên mãn ba hệ và cường giả cấp viên mãn bốn hệ dương thiên đứng dậy thu lại bốn phân thân của mình rồi đi vào cung điện mộc huyền quân viêm dương thiên cười và cho hỏi với hai người bọn họ rồi liền đi vào trung tâm của công điện trong vô số khí lưu hỗn độn thân hình thánh thần cổ nguyên từ từ hiện rõ sư phụ dương thiên cung kinh trao dương thiên pháp tác hệ mộc và hệ thổ của người đã được thừa nhận căn nguyên pháp tác rồi thánh thần cổ nguyên nói ông ta vừa rồi đã nhìn thấy tình cảnh dương thiên đột phá vâng thưa sư phụ dương thiên đáp trong vũ trụ có hai hệ pháp tác cao cấp bảy hệ pháp tác cơ bản người có thiên phú mạnh mẽ như vậy hơn nữa bây giờ đã có tám hệ có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc rất tốt thánh thần cổ nguyên cười nói dương thiên cung kính đứng dậy tình hình lĩnh ngộ pháp tác của hắn thánh thần cổ nguyên đều đã biết đồng hồ đeo tay của hắn có rất nhiều tin tức liên quan đến kinh nghiệm tu luyện pháp tắc đây đều là thánh thần cổ nguyên gửi đến ông ấy đối với pháp tác của mỗi hệ đều hiểu biết rất tường tận dương thiên lần này đến tìm ngươi là vì một chuyện thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của mình vất tay phải một cái một cái cây màu đen chỉ cao khoảng 10 cm đang bay đến trước mặt dương thiên dương thiên nhận lấy nhìn cái cây nhỏ màu đen này đây là cây hồn nguyên một loại trí bảo pháp tắc linh hồn gần như có thể hoàn toàn phòng ngự sự tấn công linh hồn của các hư thần vũ trụ so với những trí bảo pháp tắc linh hồn trước đây của người tốt hơn một chút nếu lần nữa gặp phải sự tấn công linh hồn của 10 vị hư thần vũ trụ bình thường như lần trước người ít nhất có thể kiên trì được mấy giây sẽ không thể bị ép tự sát trong chớp mắt như vậy thánh thần cổ nguyên nói sau lời nói của thánh thần cổ nguyên trong mắt dương thiên lại lộ ra nét kinh ngạc vui vẻ giống như châu vũ có thể chống lại sự tấn công linh hồn của phần lớn cường giả cấp hư thần vượt qua giới hạn chỉ có thể giảm bớt một phần sức mạnh của sự tấn công linh hồn một số cường giả cấp hư thần thông thạo linh hồn vẫn có khả năng giết linh hồn dương thiên nhưng mà bây giờ cây hồn nguyên có thể chống lại gần như toàn bộ sự tấn công linh hồn của cường giả cấp hư thần giới hạn cao nhất cao hơn so với châu vũ có thể nói có được cây hồn nguyên thì cường giả cấp hư thần gần như không có khả năng giết hắn cảm ơn sư phụ ban tặng dương thiên vô cùng cảm kích nhận chủ đi thánh thần cổ nguyên nói dương thiên gật đầu ý thức chìm vào trong cây hồn nguyên lưu lại dấu ấn linh hồn của mình bên trong nó trong phút chốc hắn biết được một số tác dụng của cây hồn nguyên cường giả trong tộc đều biết được việc xảy ra với ngươi ở thế giới vũ nguyên tiềm lực của ngươi quá mạnh nhưng dị tộc kiên nhất định sẽ muốn nhân lúc ngươi chưa trưởng thành mà đến giết ngươi ngươi ở lại thế giới vũ nguyên còn đỡ một khi ra ngoài tiếp định sẽ phải chịu sự truy sát điên cuồng của các dị tộc ta và cường giả trong tộc bàn bạc với nhau quyết định ban cây hồn nguyên cho ngươi cường giả cấp thánh thần không ngát ai thì ngươi sẽ không chết nhiều nhất chỉ tổn thất bảo vật của ngươi thôi người có phân thân của mình có thể nhanh chóng sống lại ảnh hưởng với người rất nhỏ thánh thần cổ nguyên nói dương thiên gật đầu trong lòng vô cùng cảm kích thánh thần cổ nguyên nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng dương thiên biết đằng sau đó thánh thần cổ nguyên nhất định cũng đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực trí bảo pháp tắc linh hồn quý giá biết nhường nào huống hồ là bảo vật có thể hoàn toàn chống lại sự tấn công linh hồn từ các cường giả cấp hư thần như vậy giá trị nhất định là vô cùng lớn tộc loài người cũng không phải chỉ có một vị cường giả cấp thánh thần như thánh thần cổ nguyên tài nguyên trong tộc ông ấy cũng không thể tùy ý phân phối càng ở cấp cao thì bồi dưỡng hậu bối càng phải công bằng mọi tài nguyên đều phải dựa vào nỗ lực của mình để có được giống như có rất nhiều cường giả cấp hư thần của loài người đều không có trí bảo pháp tắc linh hồn như vậy có thể thấy rõ được quy luật bồi dưỡng này bảo vật không thể tùy ý ban tặng bởi vì rất dễ gây nên sự bất mãn của những cường giả khác cho dù là tuyệt thế thiên tài như dương thiên cũng không ngoại lệ chỉ có công bằng mới là nền tảng giúp cho tộc quần có thể phát triển bình thường ổn định dương thiên bây giờ những cường giả trong tộc rất xem trọng ngươi có được cây hồn nguyên ngươi phiêu bạt của bên ngoài thì các cường giả trong tộc cũng có thể yên tâm hơn bây giờ việc ngươi cần phải làm là không ngừng nâng cao thực lực của bản thân thánh thần cổ nguyên nói đệ tử nhất định sẽ cố gắng dương thiên cung kính đáp ừm đi đi thánh thần cổ nguyên vẫy tay dương thiên cung kính lui ra quay lại cung điện của mình dương thiên phất tay phải một cái cây hồn nguyên xuất hiện trước đây còn lo lắng phương diện phòng ngự linh hồn của bản thân vẫn còn kém bây giờ có cây hồn nguyên rồi mình cũng không cần phải lo lắng gì nữa rồi dương thiên trong lòng vui mừng bảo vật mà tộc loài người ban tặng đều phù hợp với hắn nhất bảo vệ linh hồn của mình lại có thêm năng khiếu bẩm sinh thì sẽ không thất bại vù vù cây hồn nguyên phát ra một chút chuyển động kỳ dị sau đó dần dần hòa vào linh hồn của dương thiên âm uhm. sau khi hòa vào cơ thể dương thiên phía dưới cái cây màu đen chỉ cao khoảng 10 cm nhanh chóng mọc ra rất nhiều rễ cắm rễ vào trong linh hồn của dương thiên khiến cho sự phòng ngự trong linh hồn của hắn càng chặt chẽ hơn cho dù là cường giả cấp hư thần tinh thông linh hồn thì trong thời gian ngắn cũng không có cách nào phá vỡ được phòng ngự từ cây hồn nguyên của hắn một viên ngọc trong màu đen bị đầy ra ngoài đến bên cạnh dương thiên cơ thể có cây hồn nguyên bảo vệ linh hồn châu vũ được giao cho phân thân thú quang diễn sử dụng dương thiên bắt đầu phân phối bảo vật của mình phân thân của hắn tuy rằng chịu sự khống chế của cơ thể chính có thể chết trong chớp mắt nhưng trên thực thế thì phân thân cũng có thể bị linh hồn nô dịch nếu phân thân bị nô dịch thì cơ thể của hắn cũng bị nô dịch cho nên phân thân gặp phải sự tấn công linh hồn bởi vì sức mạnh linh hồn của phân thân không bằng cơ thể chính không đạt tới 60 lần chỉ có thể chết thậm chí một số cường giả cấp viên mãn có linh hồn mạnh mẽ đều có sức uy hiếp đến phân thân của hắn bây giờ có châu vũ phân thân của hắn đối mặt với cường giả cấp viên mãn cũng sẽ không còn sợ nữa dương thiên rời khỏi chỗ thánh thần cổ nguyên trở về lại phía trên sao hỏa nhìn bốn phân thân trước mắt mình trong lòng dương thiên tràn đầy tự hào bốn phân thân lại thêm cơ thể chính thực lực chiến đấu của cả năm đều vượt qua cấp viên mãn ba hệ cơ thể chính lại có càng nhiều bảo vật cường giả cấp thánh thần không ra tay thì hắn sẽ không thật sự chết bạn đang xem cường giả hàng lâm ở đô thị được thuyết minh tại kênh YouTube di các phim. Bây giờ, lễ tắm rửa ở hồ thánh lần thứ ba của tộc thú quang diễn sắp sửa bắt đầu. Không diễn đã hoàn toàn hòa nhập được pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Lễ tắm rửa ở hồ thánh này cũng giúp ích rất nhiều cho mình. Dương Thiên Thầm nghĩ về dự định tiếp theo của mình. Không diễn chỉ là một cường giả cấp hư thần. Bây giờ đối với hắn cường giả cấp hư thần đã không còn là xa xôi không thể với tới nữa rồi. Tuy rằng thực lực của hắn cách cấp hư thần còn một khoảng cách rất xa, nhưng cường giả cấp hư thần muốn giết hắn gần như là không thể nhưng cho dù là kinh nghiệm thu luyện pháp tác không gian, pháp tác hệ phong của không diễn, hay là bí truyền hòa nhập pháp tác, đều có tác dụng rất lớn đối với hắn. Lần này đến tộc thú quang diễn, phân thân thú quang diễn có châu vũ bảo vệ linh hồn, còn mang theo đao vụ ảnh và giáp quân hắc, có thể bảo đảm thực lực chiến đấu của bản thân. Dương Thiên Thầm nói trong lòng. Bây giờ trên người Dương Thiên tổng cộng có tám chí bảo pháp tác, phân thân thú quang diễn ra ngoài mang theo ba món bảo vật, không hề ảnh hưởng gì đến thực lực của cơ thể hắn. Trong lúc Dương Thiên đang muốn đi đến tộc thú quang diễn đột nhiên trên mặt hắn lộ ra một nụ cười Xoạt! có một bia đá cao khoảng nửa mét xuất hiện trước mắt hắn nhấp nháy một sự chuyển động kỳ lạ giới viễn bi cuối cùng cũng hoàn toàn nắm giữ được khu vực thứ 9 rồi trong lòng dương thiên vô cùng vui mừng kinh ngạc đã 900 năm kể từ khi hắn nắm giữ khu vực thứ 8 của giới viễn bi chính vào vừa rồi bí văn pháp tắc khu vực thứ 9 của giới viễn bi hắn đã hoàn toàn hiểu được rồi trên mặt dương thiên tràn ngập sự vui vẻ đã 900 năm rồi khu vực thứ 9 giới viễn bi của hắn cuối cùng đã có thể hoàn toàn nắm giữ phải thử một chút uy năng của giới viễn bi trong lòng dương thiên dao động trong chớp mát giới viễn bi đã hòa nhập vào cơ thể hắn soạt trên người dương thiên có một nguồn lĩnh vực mạnh mẽ bộc phát ra ngoài bao trùm một mảng lớn tinh vực sức ép lan rộng dưới khí thế của hắn rất nhiều hành tinh xung quanh đều run lên chỉ cần trong một ý nghĩ của hắn thì những hành tinh này sẽ trực tiếp vỡ tung hoàn toàn biến thành những mảnh vụn lĩnh vực này thật mạnh trong mắt dương thiên lộ ra vẻ kinh ngạc pháp tắc sáu hệ như pháp tắc thời gian pháp tắc hệ kim của hắn toàn bộ đã đạt được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thực lực ở giữa cấp viên mãn ba hệ và viên mãn bốn hệ uy lực của lĩnh vực lớn hơn giai đoạn cấp viên mãn ba hệ nhưng hiện tại giới viễn bi tản ra lĩnh vực mạnh mẽ là gấp hai lần lĩnh vực của bản thân đây hoàn toàn có thể sánh ngang với lĩnh vực của cường giả cấp viên mãn năm hệ trong mắt dương thiên có một tia chấn động và vô cùng vui mừng lĩnh vực của cường giả có thể kiềm chế kẻ địch ảnh hưởng đến tốc độ bay của người khác và công kích lĩnh vực càng mạnh thì càng có thể làm giảm được sức mạnh của đối thủ nhiều hơn uy lực của trí bảo pháp tác loại lĩnh vực cũng như vậy lĩnh vực của ai càng mạnh thì người đó càng có thể chiếm được thế chủ động hơn trong chiến đấu ha ha tương ứng với khu vực thứ 8 của giới viễn bi là lĩnh vực của cường giả cấp viên mãn một hệ mà khu vực thứ 9 lại tương ứng với lĩnh vực cường giả cấp viên mãn năm hệ không biết nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ giới viễn bi thì lĩnh vực có thể đạt đến trình độ nào trên mặt dương thiên tràn đầy sự vui vẻ giới viễn bi có tổng cộng 10 khu vực hiện tại dương thiên chỉ còn lại một khu vực cuối cùng là có thể hoàn toàn nắm giữ được trí bảo pháp tắc này rồi thực lực của mình ở giữa cường giả cấp viên mãn ba hệ và bốn hệ nhưng lĩnh vực của mình lại tương đương với cấp viên mãn năm hệ nếu như thật sự phải chiến đấu mình hoàn toàn có thể ngang hàng với cấp viên mãn bốn hệ cộng thêm đao vũ ảnh còn có cây hồn nguyên bảo vệ linh hồn của mình ai thắng ai thua vẫn chưa biết được dương thiên nở nhẹ một nụ cười nằm giữ khu vực thứ 9 của giới viễn bi không thể nghi ngờ thực lực của hắn lại tăng lên thêm một bậc nữa ở giai đoạn cấp viên mãn cường giả cấp viên mãn bốn hệ đã vô cùng hiếm hoi ở giai đoạn đỉnh cao có thể nói là cường giả cấp viên mãn đỉnh phong cao hơn nữa là cường giả cấp viên mãn năm hệ lại càng hiếm hoi hơn bọn họ có thể được xưng là cường giả cấp viên mãn vô địch. Còn về cường giả cấp viên mãn sáu hệ, bảy hệ, gần như không có. Bây giờ đợi phân thân thú quang diễn trở về sau khi kết thúc lễ tám rửa ở hồ thánh lần thứ ba thì sẽ bắt đầu rèn luyện. Dương Thiên vừa nghĩ thì giới viễn bi liền rời khỏi cơ thể hắn sau đó tiến vào cơ thể của phân thân thú quang diễn. Vì rào, Thú quang diễn hung phấn cầm lên một tiếng nhỏ, xung quanh cơ thể tản ra khí thế vô cùng đáng sợ. Bây giờ thực lực của phân thân thú quang diễn hoàn toàn không thấp hơn Lang tuyệt, Dương Thiên nở một nụ cười. Lễ tắm rửa ở hồ thánh lần thứ hai của một ngàn trước, thực lực của hắn vẫn chỉ có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh vô địch, mà đây cũng là do dựa vào rất nhiều bảo vật mới được. Hiện tại, hắn không dựa vào bảo vật, mà vẫn có thể dễ dàng đánh bại cường giả cấp viên mãn ba hệ, nếu dựa vào bảo vật thậm chí có thể ngang với cường giả cấp viên mãn bốn hệ, tốc độ tiến bộ như này cũng thật khiến người khác phải ngạc nhiên. Nhưng mà đây cũng là do trước đây Dương Thiên đã luyện nền tảng vô cùng vững chắc, pháp tắc mỗi hệ đều tiến lên rất vững chắc, cho nên mỗi khi đột phá xong, thể lực của cả cơ thể đều có sự thay đổi vô cùng lớn tu luyện pháp tắc nền tảng nhất định phải luyện chắc chắn cho nên loài người bồi dưỡng cường giả tu luyện giai đoạn đầu đều ở những thế lực lớn tu luyện nhận được rất nhiều sự trì dạy của sư phụ cho đến khi đạt đến cấp hắc động mới được xem như bước đầu thoát khỏi thế lực bắt đầu tiến vào chiến trường hư vô không ngừng tu luyện sau khi được rèn luyện ở chiến trường hư vô xong thì nền tảng của cường giả gần như là đã vững chắc con đường phía sau hoàn toàn phải xem cơ duyên của mỗi vị cường giả có thể đi được bao xa thì những cường giả khác cũng không thể can thiệp được sau khi thú quang diễn cầm nhỏ một tiếng thì khí tức trên người được nhiên được thu lại và tổ thú quang diễn vẫn nên che giấu thực lực thì tốt hơn, trong lòng Dương Thiên thầm nói. Thực lực của Lăng Tuyệt không mạnh hơn hắn bao nhiêu, hơn nữa Lăng Tuyệt chỉ là pháp tắc hệ phong đột phá đến các viên mãn, có được sức chiến đấu cấp viên mãn bốn hệ, chỉ khi ở gần pháp tắc không gian viên mãn và pháp tắc hệ phong ở trạng thái viên mãn được dung hòa phần lớn mới có được thực lực đó. Nếu nói đến căn nguyên pháp tắc thì vẫn không nhiều bằng Dương Thiên. Dương Thiên nếu thật sự thu lại hết khí thế, che giấu thực lực thì Lăng Tuyệt không thể nhìn ra được. Soạt, trong không trung đột nhiên xuất hiện một tọa độ không gian thú quang diễn ngồi trên phi thuyền trực tiếp bay vào bên trong tộc thú quang diễn bên ngoài cung điện của trưởng lão lăng tuyệt có một tọa độ không gian đang chuyển động thú quang diễn dương thiên đã đến đây quang hiên nhìn thấy thú quang diễn dương thiên bước ra khỏi phi thuyền húc giã ba lỗ lâm đang canh giữ cung điện lập tức hét lên bọn họ nhìn thấy thực lực của dương thiên thì giật mình lúc này bọn họ cảm thấy mình vậy mà lại nhìn không rõ được thực lực của thú quang diễn dương thiên thú quang diễn dương thiên cười và bước qua đó nói húc giã ba lỗ lâm lâu rồi không gặp mỗi lần hắn rời khỏi đều là một ngàn năm đến đây phần lớn đều ở hồ thánh nâng cao thực lực của mình quang hiên vào đi trưởng lão lăng tuyệt đang chờ ngươi khúc giã nói thú quang diễn dương thiên gật đầu sau đó liền đi vào bên trong bà lỗ lâm ngươi có thể nhìn ra được thực lực của quang hiên không khúc giã hỏi không bà lỗ lâm lắc đầu hai người họ nhìn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc có thể khiến bọn họ không nhìn ra thực lực thì rõ ràng là thực lực của quang hiên đã vượt qua họ rất nhiều rồi sâu bên trong cung điện có một con thú quang diễn đang nằm dài mấy chục ngàn mét bỗng nhiên nó mở mắt ra. Quang Hiên, Lăng Tuyệt nhìn về phía thú quang diễn Dương Thiên, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Xin chào trưởng lão Lăng Tuyệt, thú quang diễn Dương Thiên nói. Quang Hiên, thực lực của người đã đạt đến trình độ nào rồi, Lăng Tuyệt quan tâm nhất vẫn là thực lực của Dương Thiên. Thú quang diễn Dương Thiên cười một cái, khí thế trên người nhẹ nhàng tản ra, pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong mạnh mẽ được giải phóng. Hoàng cảnh cực hạn, trong mắt Lăng Tuyệt lộ ra nét vui vẻ và kinh ngạc. Tốt lắm, trên mặt Lăng Tuyệt đều là vui vẻ, nói, Quang Hiên, thật không ngờ chỉ có hai ngàn năm mà thực lực của ngươi đã đạt đến mức này. Bây giờ trong tổng ngoài bảy vị trưởng lão chúng ta thì chắc là những cường giả khác không phải đối thủ của ngươi. Chỉ còn ba ngày nữa là lễ tắm rửa ở hồ thánh bắt đầu, ngươi chuẩn bị cho tốt, tranh thủ giúp cho thực lực càng tiến thêm một bước nữa. Thú quang diễn dương thiên gật đầu, thực lực của hắn lớn mạnh, pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong vẫn chưa đạt đến mức mạnh như vậy. Nhìn bóng dáng thú quang diễn dương thiên rời khỏi, lăng tuyệt tràn đầy vui vẻ, không ngờ thiên phú và thực lực của quang hiên lại mạnh như vậy bây giờ chỉ cách cấp viên mãn một bước nữa thôi. đợi sau khi lễ tắm rửa ở hồ thánh kết thúc, lĩnh ngộ pháp tắc nhất định sẽ càng mạnh hơn. đến lúc đó có thể để hắn vào thánh địa thật sự của tộc chúng ta rồi, thực lực đó nhất định vẫn có thể nâng cao nhiều hơn nữa. ba ngày rất nhanh trôi qua, mấy chục thú quang diên toàn bộ đều tiến vào hồ thánh. ngoài thú quang diên dương thiên còn có bốn mươi năm thú quang diễn cấp hắc động, hai thú quang diện cấp lĩnh chủ. ầm, uhm. thân hình to lớn của thú quang diễn dương thiên nhảy vào trong hồ thánh, chìm xuống đáy hồ, sức ép mạnh quá thú quang diễn dương thiên cảm nhận được sức ép to lớn từ nước hồ xung quanh mình thực lực của hắn đã gần đến cường giả cấp viên mãn bốn hệ thực lực càng mạnh thì sức ép phải chịu trong hồ thánh càng lớn thú quang diễn dương thiên bình tĩnh lại yên tâm lĩnh ngộ pháp tác không gian pháp tác hệ phong phải chịu sức ép khiến cho hiệu suất lĩnh ngộ pháp tác không gian pháp tác hệ phong của mình giảm xuống còn có một phần năm thôi dương thiên lắc đầu lần này có lẽ hiệu quả sẽ không mạnh như mình tưởng tượng dương thiên tập trung tinh thần không nghĩ nhiều nữa cho dù hiệu suất giảm xuống còn có một phần năm thì so với tốc độ bình thường hắn tu luyện vẫn nhanh hơn rất nhiều tiếp theo phải toàn lực lĩnh ngộ pháp tác không gian lúc thú quang diễn dương thiên đang tiếp nhận lễ tắm rửa ở hồ thánh thì cơ thể chính của dương thiên cũng bước vào thế giới vũ nguyên một lần nữa tận dụng bậc thang truyền thừa không ngừng nâng cao thực lực của bản thân thời gian nhanh chóng trôi đi trước mắt đã qua 80 năm thú quang diễn dương thiên ngồi xếp bằng ở dưới đáy hồ thánh mở mắt ra sức chịu đựng của cơ thể đã tới cực hạn rồi pháp tắc không gian cũng chỉ tiến bộ hơn một chút cách nút thắt quan trọng vẫn còn một khoảng nữa thú quang diễn dương thiên nghĩ thực lực đạt đến mức độ hiện tại thì thực lực của hắn tiến bộ càng lúc càng chậm không chỉ là do sức ép từ hồ thánh kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người